Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1196, đừng làm rộn. Trong cột đá, có hai bóng đen di động ở trong đêm tối. Trang hạo nhiên thập phần bá đạo nóng cháy khát vọng cúi đầu tới bên cạnh bầu ngực sữa non mềm no đủ của đường khả hinh, vừa trọng địa mút lấy nụ hồng, trong khi tay với vào giữa hai chân của cô, tay không ngừng hướng tới nơi ẩm nóng mà khít chặt đi vào, ngón tay mau chóng giống như phải đem cô bé này kích tình đến long trời lở đất, ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Đường khả hình thân thể đang không ngừng kích động run rẩy, chịu không được kích thích miệng khát lưỡi khô, nhìn về phía trang hạo nhiên, thâm tình bộc lộ khát vọng. Thân thể trang hạo nhiên càng lúc càng kịch liệt dâng trào, anh vừa uống một hớp rượu băng, cưỡng chế giữa đôi chân, vừa ở bầu ngực sữa run rẩy mê người của đường khả hình, đầu lưỡi băng lãnh trêu đùa nụ hồng nhỏ của cô, ngón tay tiếp tục dũng mãnh hướng giữa hai chân của cô ra vào, trận trận địa cắm cắm được anh dường như cũng phiêu phiêu dục tiên ngửa mặt hưởng thụ tổng giám đốc trang mỗi trang chủ rượu trang tay đều cầm ly rượu băng hồ điệp của bác dịch mỉm cười đi về phía cột đá trang hạo nhiên lúc này tay mới giơ ly whisky theo bên trong cột đá đi ra vẫn phong độ nhẹ nhàng áo mũ chỉnh tề tươi cười đi ra nhìn về phía trang chủ rượu trang mỉm cười hỏi thế nào trang chủ rượu trang tươi cười thỉnh trang hạo nhiên vị khách nhân tôn quý này an vị audio điện tử võ tấn bền. Trang Hạo Nhiên tức khắc hơi sang sảng tiêu ý, nâng ly whisky gật đầu đi về phía chỗ ngồi, lại vừa đi vừa hơi xoay người, nhìn về phía sắc mặt đỏ hồng của Đường Khả Hinh vì chạy bộ ra cột đá, mệnh lệnh nói qua đây. Đường Khả Hinh trái tim phanh vừa nhảy, có phần rụt rè, nhưng biểu tình lại khát vọng, mặt bộc lộ mấy phần ái muội tươi cười, theo Trang Hạo Nhiên lấy thân phận chủ nhân, cùng nhau ngồi vào vị trí bàn thức ăn cung đình nhân viên tạp vụ tức khắc mỉm cười vì Đường Khả Hinh giành lại vị trí để cho cô ngồi ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vừa cởi âu phục màu lam đậm, hơi xoay người giao cho bộ trưởng yến hội, vừa liếc mắt ngắm Đường Khả Hinh một cái, lúc này chỗ ngồi của cô lại là vị trí bàn ăn cao nhất trong hội trường, anh chỉ là ái muội liếc mắt ngắm cô một cái, tay mới tiếp tục nâng ly mời trang chủ rượu Trang Đảo Potter vì mình mà đến, bắt đầu dùng chính mình sâu hiểu lục quốc ngữ nói, Thiên Nam địa Bắc trò chuyện với nhau. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, tính tọa ở trên bàn cơm, lão sư cùng gióc phu nhân và khách nhân không có việc gì gọi mình, cô có thể nghỉ ngơi một chút. Trên bàn một phần một phần mỹ thực được trình lên. Đường khả hình bởi vì thử qua, cho nên không muốn ăn nhiều, nhưng vẫn là cầm dao dĩa lên, nhẹ cắt miếng gan ngỗng đã đựa nhân viên tạp vụ bày lên. Trang hạo nhiên cảm giác được đường khả hình trầm mặc, tâm tình vừa đối diện với trang chủ rượu trang tươi cười, hơi thay đổi tư thế, một tay đã vô ý để xuống dưới gầm bàn, đầu tiên là cưng chiều khẽ vuốt một chút bên đùi đường khả hình, tay tức khắc dò vào trong vài dài của cô, xông thẳng vào giữa đôi chân, ngón tay tức khắc hơi dùng trọng lực vuốt ve nơi mẫn cảm nhất của cô, không ngừng hoạt động. Đường khả hình trong nháy mắt dừng lại động tác, mở chừng hai mắt, dùng lực nắm chặt dao nĩa, nhẹ mím môi phiêu hương gan ngống. Sắc mặt hơi hiển đỏ lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nhìn cô, chỉ là tươi cười nhìn về phía trang chủ rượu trang đối diện, ngón tay không ngừng dò vào bên trong, không ngừng hoạt động, thậm chí hơi dùng trọng lực xoa. Một trận một trận kích thích cảm giác, theo giữa đôi chân sông thẳng tới, bước cảm xúc đường khả hình dâng trào, mặt trướng thật là đỏ, lại khẩn trương kích thích cảm giác, khiến cho chính mình có chút chịu không nổi. Trang hạo nhiên ngón tay nắm bắt điểm đỏ nhỏ giữa hai chân đường khả hình, sắc mặt của anh rốt cuộc bộc lộ mấy phần khát vọng mà nội liếm tiêu ý, mượn động tác chỉ là đơn giản nói, mặt anh hơi quay sang đường khả hình ngón tay lại mãnh đi vào nơi ẩm ướt của cô không ngừng ở bên trong trọng địa xoa vừa kích động xoa vừa hạ giọng khàn khàn gợi cảm cười nói đường tiểu thư rất ướt a à. đường khả hình nặng nề cắn chặt môi dưới quay mặt sang mắc cỡ nói không nên lời nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên hai tròng mắt cũng nóng cháy nhìn về phía cô ngón tay lại trượt đi vào cười rộ lên nói anh rất thích chỗ đó a à. nghĩ nó rất thân tưởng niệm mùi vị kia, vật nhỏ, cho anh. Đường khả hình trái tim bang bang nhảy, cảm giác ngọt như mật, cư nhiên vào thời khắc này có luồng khát vọng kính dâng chính mình, cô biết điều này là không thể nào, liền vội vàng run run rẩy rẩy vươn tay, đưa tay xuống dưới gầm bàn, nắm chặt tay anh, cúi mặt khẩn trương nói, được rồi. Đừng làm rộn, sợ cái gì, Trang hạo nhiên nói cho hết lời, đảo mắt thân thủ thực sự đi ra, học tưởng văn phong, khẽ nhách mấy phần chơi đùa tiểu ý, cầm lên một khối bánh mì nướng, bỏ vào trong miệng nhẹ nhai, thậm chí nhẹ mút ngón tay vừa đi vào giữa đôi chân cô, như vậy mỹ vị hưởng thụ. Đường khả hình hơi mở hai tròng mắt khẩn trương run rẩy nhìn về phía trang hạo nhiên như vậy, trái tim lại bang bang nhảy, cảm giác ngọt ngào, thực sự quá kích thích. Cô trực tiếp nặng nề thở hổn hển một hơi, để giao nĩa xuống, cảm giác được thân thể của mình quá mức ấm áp, liền nói câu xin lỗi, nói muốn đi ra ngoài phía ban công hưởng một chút gió. Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn cô. Đường Khả Hinh không lại để ý tới anh, mà là sắc mặt phỉ hồng đi ra khỏi yến hội, nhìn sư phụ cùng phu nhân rót và khách nhân quan trọng đang ở man sa màu tím, cô liền nặng nề nhìn về phía Trang Hạo Nhiên đang ngồi trên sofa, nghĩ muốn tới gần bên cửa sổ, bình tĩnh hưởng một chút gió biển. Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt, sâu ngưng hai tròng mắt, nhìn về vóc dáng của Đường Khả Hinh xuất hiện ở cửa sổ sát đất, anh tức khắc nhìn về phía đối diện trang chủ người Pháp. Nhiều năm làm hảo bằng hữu nên đưa mắt ra hiệu. Hảo bằng hữu minh bạch hiểu rõ, nhìn về phía anh mỉm cười gật đầu. William không lâu sau, liền đứng lên, thập phần khiêm tốn đi về phía đường khả hinh, thỉnh cô dẫn mình tiến vào bên trong kho rượu tham quan một chút, bởi vì nghe nói rượu đỏ bên trong có thập phần đặc sắc. Đường khả hinh nghe, liền đành phải mỉm cười gật đầu, sau đó lấy thân phận chuyên gia hầu rượu, tự mình xoay người dẫn William đi tới vị trí bức tranh lấy bố luân lại quẹo trái tiến tiểu cầu thang, chính cô đi bộ trước đi vào. Trang hạo nhiên biết đường khả hình tiến kho rượu, mặt anh bộc lộ mấy phần đắc ý, lại xé một ổ bánh bao bỏ vào trong miệng nhai. Bên trong kho rượu, cũng được thiết kế giống như cung đình, tầng tầng giá rượu đỏ, ở trong cái giá gỗ lim xa hoa, lóe ra ánh sáng thập phần ái muội. Đường khả hình đi đôi giày cao gót 10cm, từng bước một đi vào tầng giá rượu, truyền đến tiếng vang cách cách yêu nhã, cô vừa nhấc lên váy dài đi về phía trước, vừa muốn hướng William giải thích kho rượu này, lại ở lúc xoay người, cư nhiên nhìn thấy toàn bộ giá rượu to lớn giải đặc, chỉ còn lại chính mình. cô kỳ quái nghĩ William một trận giải ra thanh âm đạp sàn nhà rất thần bí truyền đến. Đường Khả Hinh lại nghi ngờ nhìn Trang Hạo Nhiên quả nhiên thong thả tay cầm ly rượu whisky, mặt bộc lộ ái muội tươi cười, theo trong mỗi rượu giá đi ra. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên mặt tức khắc trướng phỉ hồng, trái tim lại bang bang nhảy. Đừng làm rộn, có người tiến vào làm sao bây giờ? Thanh âm ngọt ngào này, có chút khẩn trương truyền đến. Anh nghĩ muốn em. Bên trong kho rượu lại truyền đến một trận thanh âm khác, trong kho cuối cùng là tiếng xé rách, cứ như vậy mà kích thích ngọt ngào truyền đến. Trường 1197, em chờ anh. Đêm, gần 9 giờ, sương mù từ từ hội tụ tạo thành một mảnh mông lung mang lại cảm giác tình ý triền miên chậm rãi tràn ngập toàn bộ thế giới. Hành lang phòng yến hội thật dài, các vị khách quý đến từ mọi quốc gia trên thế giới từ từ tụ tập nhân cơ hội khó có được đến Trung Quốc này liền nhau nhau đứng cạnh hành lang nâng ly rượu hoặc cầm ly sâm panh ngọt ngào trong tay đón gió biển lành lạnh thưởng thức cảnh sát mê người xung quanh khách sạn Á Châu, thấy xa xa các tàu thuyền chuẩn bị rời bến tiếng còi báo hiệu vang lên, một cảm giác thật lãng mạn truyền đến có ba chuyên gia cất rượu đứng đầu tại Pháp tay nâng ly rượu đàm luận về trận thi đấu chuyên gia hầu rượu vô cùng đặc sắc và kích thích. Có một vị khách nam người Italy tay cầm ly whisky chịu đựng độ mạnh của rượu uống cạn ly lại không hiểu cảm nhận được một mùi hương nước hoa rượu hoặc. Đôi mắt anh ta hơi nháy lập tức nghiêng mặt nhìn về phía trải thảm đỏ chỗ hành lang phía trước giật mình kêu lên ô oh, Các vị khách nam còn lại cũng theo bầu không khí biến hóa vi rượu mà xoay người nhìn về phía trước liền cười kinh diễm. Tiêu đồng lúc này mặc một thân váy ngắn màu đen hở vai, tóc đuôi ngựa buộc cao trang dung thập phần khiêu gợi, chân dài 30 sau tất đạt chuẩn quốc tế cùng giày cao gót màu đen đi về phía trước. Bởi vì cố gắng đeo chiếc khuyên tai kim cương đen khiến lỗ tai của cô có chút đau, cô liền vươn tay đụng nhẹ vào khuyên mặt biểu lộ có chút đau đớn, vội ý nói sớm biết vậy sẽ không mang khuyên tai này, khó chịu muốn chết. Cô nói xong liền lướt qua bên người vô số nam khách quý lại không hề chú ý đến bọn họ đang nhìn chính mình, chỉ là vóc người 36 c kiêu ngạo của cô dù có giấu chặt dưới lớp y phục bó sát thì vẫn có thể cảm nhận được của cô gợn sóng dụ hoặc mê người, càng không cần phải nói đến cái eo thon nhỏ giống như người mẫu trên đài chữ T cất bước, xoay người cá tính mà phong tình. Váy cô mặc tối này là tác phẩm đắc ý nhất của Paris Michel, tầng tầng lụa trắng giấu bên trong váy ngắn làm cho chân váy bồng lên hiện ra cặp chân dài cùng nội y ẩn hiện dụ hoặc vô cùng. Vô số nam khách quý tiếp tục suốt thần nhìn về phía tiêu đồng. Tiêu đồng lúc này tay cầm văn kiện đi qua hành lang thật dài nhận thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm. Bình thường ở phương diện này là người thần kinh thô hơn nữa lại thường xuyên bị mấy người lâm sở nhai thuyết giáo mình giống đàn ông cho nên thấy mấy vị khách nam mâu quang kinh diễm nhìn mình cô lại có chút lo lắng nghĩ có phải mình có chỗ nào không đúng hay không. Cô vô ý thức bước chậm lại lúc sắp rẽ qua hành lang đi vào chủ yến hội thì tạm dừng trước cửa sổ sát đất mắt mở to nhìn mình hôm nay trang dung có chỗ nào không đúng hay không. Cô hơi nghiêng mặt cố gắng nhìn phía sau mình, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền kinh ngạc mất thể diện quát to một tiếng, "Ôi! Tại sao có thể như vậy?" Nguyên lai like tối nay cô mặc váy đen cao cổ hở vai phía sau có khóa kéo giấu bên trong, lúc này khóa kéo kia chỉ mới kéo đến vị trí dưới vai để lộ ra thịt đến tận cổ. Cô dậm chân mắt cỡ đỏ bừng mặt vội vàng cầm văn kiện che mặt muốn đi vào gian nghỉ ngơi bên trong phòng yến hội. Ai biết vừa mới cất bước liền đụng phải người trước mặt. "Này, Tô Lạc Hoành mặc Âu phục màu đen sơ mi màu lục nhạt, hai tay vô ý thức đỡ lấy người vừa đụng vào lòng mình gọi chuyện gì xảy ra. Tiêu Đồng ngẩng đầu nhìn thấy là Tô Lạc Hoành thì như nhìn thấy cứu binh lập tức kéo tay anh đi tới chỗ hơi tối phía trước hành lang. "Này này này, sao vậy?" Tô Lạc Hoành vừa theo Tiêu Đồng đi về phía trước vừa hơi nghiêng mặt kinh ngạc nhìn cô. Nhìn cô từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới cổ họng vô ý nuốt một hơi hai mắt vô ý thức nháy rất nhanh đặc biệt là lúc nhìn thấy cô bước nhanh cặp đùi dài thon đẹp kia thập phần mê người nhanh tiêu đồng thoáng cái kéo tô lạc hoành đi tới đầu này hành lang thấy không còn vị khách nam nào nữa cô mới nắm văn kiện khẩn trương nhìn về phía anh hôm nay bác dịch tiên sinh gọi bảo tôi sao chép cho anh ta toàn bộ văn kiện kết quả kiểm tra đo lường đất đai nho viên trước đưa tiểu nhu anh ta nói chuyện này rất trọng yếu tôi vì chuyện này liền vội vội vàng vàng chuẩn bị cho tốt sau đó liền quên mất bản thân lúc đó đang mặc váy vừa đánh răng vừa chuẩn bị văn kiện, thoáng cái. Liền quên mất phía sau mình còn một đoạn khóa chưa kéo. Ôi, mất thể diện chết mất, anh nhanh nhanh giúp tôi kéo lên, nó đặc biệt đặc biệt khó kéo. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tô Lạc Hoành trong khoảng thời gian ngắn im lặng không nói gì cười chế nhạo nhìn cô chật chật lắc đầu cho nên mới nói em giống đàn ông. Chỉ có đàn ông mới có thể quên kéo khóa quần em biết không? tiêu đồng vừa rồi còn vội vàng nhưng nghe tô lạc hoành nói vậy sắc mặt cô thu lại tức giận nhìn anh anh có ý gì nhờ anh kéo hộ cái khóa khó đến vậy sao không muốn thì thôi đáng ghét cô nói xong bực mình rời khỏi này 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 quay lại quay lại tô lạc hoành không nhịn được cười vươn tay nhẹ nắm cánh tay cô kéo cả người cô đến trước mặt mình rất lấy lòng nói được rồi được rồi tôi sai rồi tôi kéo cho em hiếm khi em mặc váy xinh đẹp lại lăn lộn thành như vậy cho nên em mới không có bạn trai. Ai cần anh lo, tiêu đồng tức giận xoay người đưa lưng về phía Tô Lạc Hoành mặt quay về hướng biển rộng mới lên tiếng, nhanh lên một chút. Tô Lạc Hoành không lên tiếng chỉ nhìn tiêu đồng tối nay váy ngắn ôm sát người bộc lộ vóc người hoàn mỹ gợi cảm của cô, bởi éo thắt lại, sống lưng thon gầy mê người. Đôi mắt anh hơi động nhìn thấy sau vai quả nhiên có đoạn khóa chưa kéo làm lộ ra chút da thịt khiêu gợi, tóc đuôi ngựa nhẹ quét qua anh liền vươn tay có chút ôn nhu sượt qua da thịt gà tóc cô sang bên vai tiêu đồng chợt cảm thấy động tác rất nhỏ này có chút ngứa cô lập tức quay mặt kêu lên nhanh lên một chút đừng lên tiếng vừa nói tôi liền lại nghĩ tới em là đàn ông tô lạc hoành không nói hai lời vươn tay nắm khóa kéo thong thả kéo đi lên a hát tiêu đồng lập tức cảm thấy ngực mình bị thiết chặt lại bật thốt lên chặt quá chặt quá kéo xuống Tô Lạc Hoành trêu chọc cười lập tức kéo khóa xuống lộ ra lưng trắng và dây lưng áo lót khêu gợi của cô. Này, anh đừng náo, tiêu đồng dầm chân nói. Được 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 được, Tô Lạc Hoành lại muốn cười kéo khóa lên. A há hát, tiêu đồng vẫn cảm thấy rất chặt tránh không khỏi thở dốc. Vẫn rất chặt, kéo xuống đi, Tô Lạc Hoành lại kéo khóa xuống. Tiêu đồng cảm thấy bực mình xoay người, nghiến răng nghiến lợi cầm văn kiện không ngừng đánh vào người anh vừa cố sức đánh vừa tức giận mắng, đồ đáng chết anh một ngày không đùa giỡn tôi sẽ chết sao? Anh bắt nạt tôi đến nghiện có phải hay không? Này 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 này, đừng đánh. Tô Lạc Hoành vừa tránh tiêu đồng đánh vừa tranh thủ cơ hội ôm lấy hông cô nhanh chóng kéo cô vào lòng buộc cô áp lên người mình. Lúc này anh mới tươi cười vươn tay sửa sang lại tóc mái rũ xuống trên trán của cô, được rồi được rồi. Đùa chút thôi, hôm nay xinh đẹp như vậy, khó có được tôi coi em như phụ nữ. Ai muốn anh coi tôi là phụ nữ, tiêu đồng làm bộ muốn đẩy ra đừng động đừng động tô lạc hoành lập tức ôm chặt cô cảm giác thân thể mềm mại của cô ma sát trong ngực mình anh lại làm bộ chứng chạc đàng hoàng hai tay ôm hông cô hơi cúi nhìn cô hôm nay mắt thế nào lại lớn như vậy hóa ra là dán giả lông mi giả anh vừa nhẹ nuốt nơi cổ họng vừa đảo mắt làng tránh hỏi nói một chút lấy văn kiện đưa bác dịch tiên sinh làm gì anh ta muốn làm gì tôi làm sao biết tiêu đồng cũng không cảm thấy có gì không ổn cứ như vậy tựa ở trong ngực anh hơi nghi ngờ nói có lẽ là muốn nói chuyện hợp tác với lão đại đi thế nhưng tôi tìm anh ta cả buổi tối vẫn không thấy đâu vitus tiên sinh cũng nói đang đợi anh ta ôi thật là mệt chết đi được cơm cũng còn chưa được ăn thật đáng thương tô lạc hoành cũng làm bộ thật đáng thương sau đó chậm rãi cúi đầu đôi mắt có chút ái muội có chút tình ý nhìn cô anh định làm gì Tiêu Đồng lúc này mới phát hiện mình dựa quá gần vào anh ta liền vô ý thức muốn đẩy anh ra. "Đừng động." Tô Lạc Hoành trực tiếp bá đạo ôm chặt hông cô lại buộc cơ thể cô áp sát vào mình, trái tim bang bang đập lại cố ý cúi đầu tinh tế nhìn cặp mắt to tròn của cô, mình cũng nheo mắt lại nói "Tôi nói Tiêu Đồng em không có phát hiện sao? Lông mi giả của em sắp rơi." "Hả? Không thể nào, sao có thể?" Tiêu Đồng lập tức muốn vươn tay chạm đến. "Này, đừng động, để tôi giúp em." Em nhắm mắt lại, Tô Lạc Hoành nhìn thằng cô dường như thực sự quan tâm nói: "Anh đừng có làm loạn, không thể đùa giỡn tôi, Tiêu Đồng bị anh làm cho sợ." "Được rồi, tôi mà thật sự ác như vậy thì tôi và em có thể làm chung một chỗ lâu như vậy sao?" "Nhanh, nhắm lại, nghe lời." Tô Lạc Hoành phân phó. Tiêu Đồng mở to mắt nhìn thẳng Tô Lạc Hoành sau đó mới nhắm mắt lại, hơi ngửa mặt lên nói: "Nhanh lên một chút." "Biết" Tô Lạc Hoành nói xong biểu hiện bộ dáng ôn nhu nhìn khuôn mặt mỹ lệ của tiêu đồng, mũi thẳng khêu gợi, bờ môi căng mọng no đủ tối nay phát ra ánh sáng mê người. Anh chậm rãi cúi đầu hơi rung động vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt cô lên cứ như vậy tinh tế nhìn vẻ đẹp gương mặt cô. Hai người trông giống như người yêu đang ôm nhau, toàn bộ cơ thể mềm mại của tiêu đồng kề sát người anh. Cô cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, có lẽ bởi vì mỗi lần thất tình, có lẽ lúc uống say đều là anh ở bên cạnh, đau bụng kinh cũng là anh chiếu cố cô cho nên chuyện tứ chi tiếp xúc trở thành thói quen. Cô đợi một lúc lâu không thấy đối phương có động tác gì lại càng dựa sát vào ngực anh kêu lên, nhanh lên một chút. Một cảm giác băng lãnh tiếp xúc với bờ môi của cô. Tiêu đồng hơi giật mình mở to đôi mắt động lòng người thì nhìn thấy tô lạc hoành một tay ôm cô một tay cầm bánh thủy tinh đậu xanh cô thích nhất đưa đến bên môi cô. Lòng cô động, thực kinh hỉ mở mắt ra vừa nhẹ nhai bánh đậu xanh kia vừa cười hỏi, anh lấy ở đâu thế? Ngay tại thời điểm em nhắm mắt lại tôi đã gọi người ta đưa tới, biết em thích ăn nên gọi người làm riêng. Chỉ có em mới suốt ngày nghĩ tôi vô lương tâm chỉ đẩy em một lần liền thương tâm thành như vậy. Tô Lạc Hoành nhớ tới lần đó đẩy tiêu đồng bản thân cũng thật hối hận liền lại vươn hai tay ôm chặt hông cô, cúi đầu có chút ôn nhu cười, ăn ngon không? Thôi đi, tiêu đồng trực tiếp đẩy anh ra muốn lần nữa đi tìm bác dịch. Tôi hỏi em ăn có ngon không? Tôi gọi người làm riêng cho em đấy. Tô Lạc Hoành lại ôm lấy hông cô thậm chí vươn tay khẽ vuốt dọc theo sống lưng gợi cảm tươi cười hỏi. Ăn ngon ăn ngon, tôi muốn đi tìm bác dịch tiên sinh, đừng phiền tôi. Nói chuyện một chút, Tô Lạc Hoành lại ôm lấy cô đầu càng ngày càng cúi thấp. Không muốn, đi ra, tiêu đồng lại làm bộ muốn nhẹ đẩy anh ra. Hai người cứ như vậy lúc lôi kéo lúc, Lâm Sở Nhai và Lãnh mặc Hàn vừa thay trang phục đi ra nghe thấy bên kia có tiếng động liền nhìn thấy Tô Lạc Hoành ôm tiêu đồng hai cơ thể kề sát nhau. Anh nghi ngờ kêu lên, này, hai đại nam nhân các cậu sao lại đứng đó ôm ôm ấp ấp. Phốc, lãnh mặc hàn không nhịn cười được. Này, tiêu đồng lập tức đẩy tô lạc hoành ra, nhìn lâm sở nhai thương tâm dậm chân kêu lên, lâm sở nhai. Anh bắt nạt tôi. Tô lạc hoành cũng nhịn không được dựa vào hành lang, cười đến nước mắt chảy ra. Lâm sở nhai cũng nhịn không được nữa cười rộ lên, tôi bắt nạt em. Em cũng đừng nghĩ mình là phụ nữ, nếu không lạc hoành sẽ ăn em sạch sẽ thậm chí lấy sạch sổ tiết kiệm của em cậu qua đây tôi muốn cưỡng gian cậu Tô lạc hoành lập tức chạy tới phải bắt bằng được cậu ta cởi quần áo lâm sở nhai vội vàng cười chạy đi lãnh mặc hàn cũng cười rời khỏi tiêu đồng một bộ nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bọn họ nắm chặt văn kiện tức giận đến mức các khớp ngón tay kêu lên lại nhớ tới vẫn chưa tìm được bác dịch yến hội đêm nay cô thật không muốn chơi ôi bác dịch tiên sinh anh rốt cuộc đang ở đâu? Tiêu đồng dậm chân bất đắc dĩ kêu lên. Nói xong một trận gió lạnh thẳng quét qua nhào tới khung cửa sổ gần đó. Một thân ảnh màu trắng cứ như vậy thản nhiên đứng trước cửa sổ sát đất. Anh căng thẳng nhìn khơi xa phía trước sóng mãnh liệt cuộn trào, đôi mắt lóe lên quang mang mâu thuẫn cùng ẩn nhẫn. Di động phía sau lại lần nữa nhắc nhở anh có tin nhắn tới. Nội dung hiển thị, đêm nay 9 giờ, phòng tổng thống, em chờ anh. Chương 1198 thời gian 8 giờ 25 phút tối. Bên trong phòng tổng thống, ánh đèn màu tím vẫn lãng mạn và nồng cháy như cũ. Ngay cả ngọn nến kia đã biểu đạt rõ ràng tình ý như vậy. Trong phòng bếp truyền ra tiếng động, thế nhưng giữa phòng khách xa hoa rèm cửa màu tím bị kéo sang hai bên trái phải, chiếu ra vô hạn cảnh biển minh mông, khiến cho người ta thấy vui vẻ thoải mái. Vòng đu quay khổng lồ phía xa xa, lại vào lúc này càng chạy càng xa, mang đến chỉ là một giải ánh sáng bảy màu. Phòng ăn, nơi nơi được trang trí xa hoa, cho đến bộ dụng cụ ăn uống bằng kim loại được khắc hoa, lụa mỏng màu tím. Có một bóng người xuất hiện ở trước bàn ăn. Trang ngải lâm mặc quần đùi màu trắng đeo thắt lưng cùng màu, tay bưng dĩa bò bít tết mà mình vừa làm, bước xuống ba nước thang, đi vào phòng ăn xa hoa. Vừa rồi, dưới sự chỉ bảo của em trai, cô làm loạn một trận ở trong bếp. Lúc này, đầu tóc của cô hơi tán loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi, 10 ngón tay thì cắt chúng 7 ngón, nhưng Ngải Lâm chỉ đơn giản dùng băng dán cá nhân trong suốt không thấm nước dán vào vết thương trên ngón tay. Cô cứ như vậy đứng ở trong phòng ăn, hai mắt chuyển động, nhìn thấy trên bàn ăn đặt bánh mì nướng sốt cà chua bác dịch thích ăn, còn có salad hương tỏi và món khai vị trước khi ăn cơm. Ngải Lâm cuối cùng thở một hơi, nghe Hạo Nhiên nói, đây đều là những món bác dịch thích ăn. Trang Ngải Lâm lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía đồng hồ cổ treo tường, Thời gian không sai lệch lắm. Cô vội đem hai phần bò bít tết đặt ở hai phía bàn ăn, lại cẩn thận từng ly từng tí bày dao và nĩa, trong lòng oán hận nghĩ, vì người đàn ông này mà chính mình một nữ vương lại làm những việc mất thể diện như thế này. Mặc dù tâm nghĩ như vậy nhưng trong cơ thể lại có một dòng nước ấm ngọt ngào len lỏi vào. Đồng hồ treo trên tường, đúng 8 giờ 30 phút phát ra một tiếng keng. Trang ngải Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lại đồng hồ treo trên tường mặt của cô cuối cùng hiện lên nét cười dịu dàng, biết bác dịch sắp tới, liền vội quay người đi ra phòng ăn, rẽ trái đi vào hành lang, hướng phòng cao nhất của chủ nhân bước lên. Cửa nhẹ nhàng khép lại, sau đó không lâu, truyền đến một trận tiếng nước. Bên trong phòng ngủ xa hoa, giường ngủ được thiết kế theo phong cách cung đình, theo hoa văn vô cùng xa hoa và sang trọng. Bộ váy dài cúp ngực màu hồng phấn để ở giữa giường, bên cạnh là bộ trang sức đắt tiền gồm dây chuyền, vòng tay kim cương một đôi giày cao gót kim cương màu trắng được đặt nhẹ nhàng bên cạnh hộp gỗ đựng trang phục được chế tác bởi nhà thiết kế của hoàng gia chế tạo bằng tay một cách khéo léo trên thế giới cũng chỉ có một đôi không bao lâu cửa gỗ phòng tắm chạm hoa nhẹ nhàng mở ra trang ngải lâm tắm rửa xong mặc nội y gợi cảm bên ngoài khoác áo choàng tắm màu trắng tóc hơi ẩm ướt đi chân trần bước ra cô nhìn thấy trên giường mình đã đặt cái váy dài màu hồng cùng đôi giày cao gót hai mắt ngải lâm sáng lên Khuôn mặt lộ nét cười, cuối cùng chậm rãi tháo áo choàng tắm trên người mình xuống, mặc cho thân thể đứng trong căn phòng lãng mạn, cô cầm váy lên mặc vào, sấy khô mái tóc dài mềm mại rồi vén qua bả vai bên trái, hiện ra vóc dáng mê người. Trang Ngải Lâm đi đến trước bàn trang điểm, lật gương lên, tay cầm dây chuyền kim cương, thong thả đeo vào. Cô lấy thêm khuyên tai hình giọt nước, nhìn vào gương, hơi nghiêng khuôn mặt trái xoan, dịu dàng đeo lên đưa tay chạm đến khuyên tai truyền đến một cảm giác đau đớn và ngứa ngáy ngài lâm không rõ lại nhớ tới lúc ở vườn nho bác dịch ôm nam chính mình đi vào phòng ở trên giường triền miên một lúc anh chăm sóc cho cô vì cô mà tháo xuống khuyên tai kim cương thậm chí là hôn rất mãnh liệt làm cô rất xúc động tâm cứ như vậy có phần hơi dâng trào và nhộn nhạo cho dù bạn có là một nữ vương như thế nào nhưng ở trước tình yêu phụ nữ lúc nào cũng có thói quen sở hữu tất cả Trang Ngải Lâm rốt cuộc đeo hết tất cả trang sức, dung nhan trang điểm tinh tế, mang đôi giày cao gót kim cương vào. Gần 9 giờ, cô nhẹ nhàng mà yêu nhã bước xuống, đi qua hành lang thật dài, về phía phòng ăn, trực tiếp ngồi trên ghế hoàng gia trước bàn ăn, nhìn về phía ánh nến nhẹ nhàng ở chính giữa bàn ăn, kìm lòng không được nhẹ mỉm cười. Đồng hồ treo tường đã điểm 9 giờ. Tâm tình của Trang Ngải Lâm có chút kích động và cuồn cuộn, giống như có chút khẩn trương, không biết bản thân mình làm đồ ăn như thế nào. Hai mắt cô chuyển động, liếc nhìn món ăn trên bàn, cứ như vậy mà yên lặng và ngọt ngào ngồi ghế chờ đợi. Thời gian từng chút từng chút cứ lãng mạn mà qua đi, ánh nến màu tím kia càng trở nên mãnh liệt hơn, giọt nến từ từ nhỏ xuống. Gương mặt trang ngải Lâm Ái Muội, cô nở nụ cười ngọt ngào, nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, đã 9 giờ 30 phút. Có khả năng bác dịch đang bận việc, bởi vì tối nay có bữa tiệc cung đình, anh quả thật cần phải tham gia. Trang Ngải Lâm không nói gì thêm, mà chỉ vươn tay nhẹ vuốt tóc rủ bên má trái của mình, để cho tóc dài tới eo buông xuống phía trước ngực trái, hơi lộ ra bầu ngực gợi cảm, ánh sáng từ trang sức kim cương như ẩn như hiện lóe lên. Giờ này, bên ngoài cửa sổ gió đang thổi nhẹ nhàng, trời càng lúc càng lạnh, kim đồng hồ treo trên tường dần dần từ 9 giờ 30 phút chạy tới 10 giờ. Cả không gian càng trở nên vắng vẻ. Trang Ngải Lâm cảm thấy lạnh lẽo, hơi giật mình ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ chỉ đúng 10 giờ của đồng hồ treo trên tường kia, cô nhẹ chớp mắt, nhưng mặt nghĩ, một giờ đã trôi qua, có lẽ anh thực sự rất bận. Ngải Lâm nhẹ nhàng kiềm chế nội tâm bất an của mình, khiến cho bản thân tỉnh táo lại, nghĩ tới lúc chờ bác dịch qua đây, thanh âm trầm thấp tức giận của anh cũng có phần đầy mị lực. Cô lại mỉm cười. Thời gian lại trôi qua, ánh nến không còn mãnh liệt như lúc đầu nữa, từng giọt nến giống như nước mắt của người phụ nữ đang nhớ nhung, chậm rãi chảy xuống. Đồng hồ trên tường đã im lặng không một tiếng động hòa theo tiếng sóng biển trầm thấp mà tĩnh mịch, nay đã chạy tới 11 giờ tối. Gương mặt trang ngải lâm thay đổi, hai mắt khẽ chấp nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía cây nến đã cháy gần hết, trái tim từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo, vẫn không thể tin nổi bác dịch sẽ không tới, lại bắt đầu có cảm giác không rõ ràng, mặc dù cô không muốn tin tưởng. Trong đầu cô không khỏi lướt qua khuôn mặt tuyệt vọng, đầy đau lòng và lạnh lùng của bác dịch. Trang ngải lâm hơi giật mình, cả người cô dường như chìm đắm trong khung cảnh cô đơn, chính mình cũng trở nên yên lặng giống như đã chết. Biển rộng bao la, bọt sóng tung tóe, khoảng thời gian ở giữa vũ trụ thật sự có ý nghĩa sao? Có lẽ khi nhân loại xuất hiện, mới giao cho nó ý nghĩa chân thực. Đồng hồ trên tường vang lên âm thanh, cách cách, giữa đêm tối tĩnh mịch, nó đi từ 12 giờ đêm chỉ đến 1 giờ sang, 2 giờ sáng, 3 giờ. Nó cứ như vậy vô tình đi qua bóng dáng trang ngải lâm cô độc ngồi trên ghế trước bàn ăn, gương mặt căng thẳng và mất mát, nhìn về phía ánh nến nhẹ nhàng trên bàn cơm, đôi mắt vô hồn giữa không gian, đồng hồ đã điểm 5 giờ sáng, phòng ăn xa hoa càng thêm lạnh lẽo, thân thể của cô đã đông cứng, bờ vai trần trụi càng lạnh hơn. Ngải lâm như vậy lẳng lặng nhìn ánh nến bị tắt, không biết chuyện gì xảy ra, nét mặt cô kinh hoàng, sắc mặt hơi tái nhợt. Đã 9 giờ sáng, toàn bộ phòng ăn lập tức bị ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu vào, rất nhiều đồ trang trí trong nhà những bộ dụng cụ ăn cao cấp cả một đêm bị nến rơi xuống nghe rõ từng tiếng thích thích tình cảm kia cũng đã rất rõ ràng rồi khuôn mặt trang ngải lâm tái nhợt đôi mắt run rẩy khẽ chấp nhìn những giọt nến kia rốt cuộc cam chịu mặc cho cơ thể ngày càng cứng ngắc trái tim cũng trở nên lạnh lẽo mặt của cô bộc lộ nét cứng rắn và tư thái rõ ràng đem việc chờ đợi đêm qua một điểm ôn nhu cuối cùng còn thừa lại nuốt xuống hoàn toàn biến mất chậm rãi Trang Ngải Lâm hiểu được, nhanh chóng vươn tay, cầm điện thoại trên bàn, từng chữ một lạnh lùng phân phó trợ lý nói, "Chuẩn bị thủ tục lên máy bay cho tốt, 10 giờ chúng ta xuất phát quay về Pháp." "Trang tiểu thư, nhất định phải đi rồi à?" Trợ lý hỏi lại. Trang Ngải Lâm dừng lại một lúc, gương mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng và lạnh lùng nhàn nhạt trả lời, "Ừ." Trợ lý lập tức nói, "Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng làm thủ tục." Trang Ngải Lâm để điện thoại di động xuống bàn, biểu tình nhàn nhạt lại liếc mắt nhìn những món ăn trên bàn, cô không trách người, không oán ai, ở trong tình yêu, thua thì thua, thắng chính là thắng. Không yêu liền không thương, cô cứ như vậy đứng lên, xoay người cất bước nặng nề trở về phòng. 9 giờ 30 phút. Bác Dịch cùng một số người trong hợp tác xã trồng nho Trung Quốc, đêm qua vẫn còn kích động cho tới sáng sớm nay, lúc này mọi người lại có hẹn với Vitus tiên sinh ở nhà hàng Ngựa Tôn để dùng bữa sáng. Chỉ thấy bác Dịch mặc Âu phục đen nhanh nhẹn đưa tay cầm tài liệu mà Tiêu Đồng đưa cho mình, cất bước đi ra xe hơi màu đen, cùng ông chủ vườn nho người Pháp từ từ hướng về phía đại sảnh khách sạn đi vào, vừa đi vừa nói chuyện về những nghiên cứu cách lên men rượu cũ và mới, mà đi bên cạnh vài người trong hợp tác xã cũng yên lặng lắng nghe chỉ dạy. Cửa thang máy chậm rãi mở ra. Trang ngải Lâm mặc váy caro trắng đen, bên ngoài khoác áo da màu đen, tóc xoăn cuộn sóng gợi cảm thả bên ngực trái. Dung nhan tinh xảo, đôi môi đỏ mọng nhiễm nhiên giống như một nữ vương tay cầm túi sách sanen cùng màu cất bước đi ra thang máy đằng sau cô là trợ lý và người hầu nhào nhào tay kéo hành lý cũng đi về phía trước bác dịch có lẽ cảm giác được âm thanh ồn ào lập tức nhìn thấy trang ngải lâm đôi mắt anh lóe lên hơi giật mình vào lúc này trang ngải lâm cũng vừa nhìn thấy bác dịch như vậy giữa nhiều người anh vô cùng đẹp trai đầy mị lực đứng ở trong đám người mặt cô nhẹ lộ nét cười lại nhanh chóng ẩn nhẫn mà đi Giống như không thấy anh, cất bước đi về phía trước. Bác Dịch đứng một mình giữa khách sạn, anh nhưng mặt giống như không nhìn thấy cô. Trang Ngải Lâm ngẩng cao mặt cất bước đi về phía trước, lúc đi qua bên cạnh anh, cô dừng lại, biểu tình nhàn nhạt, không biết đối với bác Dịch phải nói như thế nào, tôi phải về Paris. Có lẽ, Vĩnh Viễn cũng sẽ không trở lại. Bác Dịch bỗng nhiên căng thẳng, hai tay anh nắm chặt, suy nghĩ một hồi, lúc này mới hơi xoay người, nhìn về phía bóng lưng của cô gương mặt kiềm chế mà miến cưỡng tươi cười nói vậy ư chúc em thuận buồm xuôi gió tim thật sự vỡ vụn yêu cũng chỉ là phảng phất theo gió thoảng mà thôi trang ngải lâm nhẹ chớp mắt mặc cho mắt ngấn lệ cũng theo gió biến mất cứ như vậy một mình cất bước nhàn nhạt đi ra khỏi đại sảnh khách sạn bác dịch chăm chú nhìn về phía bóng lưng của cô càng ngày càng xa trái tim dường như bị bóp chặt đau đến hít thở không thông anh nắm chặt tay kiềm chế bản thân mình không được xúc động nhìn cô lạnh lùng ngồi vào trong chiếc Rolls Royce, bác dịch biết tất cả đã kết thúc, anh không muốn nhìn nữa, ngưng việc suy nghĩ xoay người, cảm giác được chính mình toàn thân vô lực, cứ như vậy lảo đảo đi về phía trước. Lúc này Trang Hạo Nhiên nhanh chóng theo vào bên trong thang máy kêu to chị. Chờ em một chút. Bác dịch nghe được âm thanh này, anh thu lại thần sắc, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nghi ngờ hỏi cậu tìm chị cậu làm cái gì. Cô ấy đã lên xe đi rồi, cô ấy quay về Paris bởi vì chuyện phỉ thúy kia, Trang Hạo Nhiên hơi sốt ruột nhìn bác dịch, nhanh chóng nói, nhà thiết kế kia cho rằng chị tôi thực sự muốn trừng phạt cô ta, sợ đến muốn tự sát. Thật ra chị của tôi đã một mình bỏ vốn sắp xếp cho trang phục của cô ta ở Paris rồi. Vào lúc này, tìm bác dịch bỗng nhiên vang lên, đôi mắt anh đảo vòng, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi cậu. Cậu nói cái gì, chuyện về phỉ thúy, chương 1199, ngoài cửa sổ. Edier, làm Linh, chính là ngọc phỉ thúy nha trang hạo nhiên trả lời hắn rồi lập tức nhìn bác dịch thấy hắn không có việc gì người đứng như bức tượng ở trong quán rượu kinh ngạc nhìn người này từ trên xuống dưới rồi nói ôi cậu sao lại ở đây chuyến đi này của chị tôi khả năng đi sẽ không trở về tối hôm qua hai người không có giảng hòa hay sao chờ một chút bác dịch có điểm gấp gáp nhìn về phía trang hạo nhiên tâm tình lập tức kích động nói cậu nói đây là phỉ thúy nói cho rõ ràng, đây là loại phỉ thúy gì. Trang hạo nhiên hơi giật mình nhìn về phía bác dịch, nói thẳng đây là một khối ngọc phỉ thúy màu xanh. Không biết vì sao chị của tôi yêu thích nó vô cùng. Lần trước trong cuộc thi thời trang, chị chỉ là đem nó tạm thời cởi ra, nhưng chuẩn bị một cái túi để đem cất, nhưng không ai biết nhà thiết kế nào đem nó cắt đi. Lúc đó chị của tôi như bị điên lên, sai người đem toàn bộ người ở đó giết đi, may mắn mặc hàn vào cha xét, bị rơi vào đường cùng nhà thiết kế kia đành phải vừa khóc vừa giao chiếc ngọc phỉ thúy đã gây kia chị nhìn thấy viên ngọc bị như vậy đau lòng đến khóc nói thật từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy chị thương tâm đến khóc như vậy làm tôi cũng cảm thấy sợ bác dịch sắc mặt càng lúc càng trắng bệch trái tim giống như vị người khác cho một cú đấm hít thở không thông cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn nhìn trang hạo nhiên nói đó là một khối ngọc phỉ thúy màu xanh hình vuông có dây thừng màu đen đúng trang hạo nhiên gật đầu kích động chỉ tay vào bác dịch kêu lên chẳng lẽ viên phỉ thúy kia là anh đưa cho chị bác dịch cảm giác dường như mình bị choáng váng đôi mắt tràn ngập sự hối hận nhớ tới lúc ở vườn nho vì chuyện phỉ thúy mà chính mình lại nói với cô những câu nặng lời như vậy mà cô từ đầu đến cuối vẫn không có thái độ gì chỉ tự mình đuổi theo xe anh để nói lời xin lỗi nghĩ đến đây trái tim hắn bỗng quặn thắt thật là anh hả, Trang Hạo Nhiên tỉnh ngộ nhìn về phía bác dịch, kích động nói, khó trách chị ta hôm qua tìm đến phòng chính. Nói muốn vì anh mà làm một bữa ăn, hy vọng người kia tha thứ chính mình, tôi còn đang cảm thấy kỳ lạ, chị tôi là một người nổi tiếng như vậy. Cho tới bây giờ chị chưa bao giờ ăn nói khép nép như vậy lại càng không phải nói đến chuyện làm cho người khác một bữa cơm. Anh không biết vì làm cơm cho anh mà mười ngón tay của chị đều có vết đứt, chị lại còn cảm thấy sợ anh không hài lòng. Lúc từ vườn nho trở về lại mang theo một ít rau chuẩn bị làm cho anh món rau dưa salad. Bác Dịch nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên càng nói âm thanh càng thấp, cuối cùng, khuôn mặt hắn bộc lộ vẻ nghiêm túc nhìn về phía Bác Dịch khẳng định nói, "Bác Dịch, chị của tôi thật sự yêu ngươi." Cả người Bác Dịch chấn động, đau lòng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. "Chị thực sự yêu anh, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua chị vì một nam nhân mà trả giá đến như vậy." trang hạo nhiên khẳng định nhìn về phía bác dịch thật lòng nói ngải lâm ngải lâm bác dịch chấn động đôi mắt của hắn ngấn lệ xoay người chạy nhanh ra ngoài đột nhiên nhớ tới trang ngải lâm trước khi đi có nói tôi phải về paris có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không quay lại tim của hắn bỗng nhiên tê dần tức khắc chạy thật nhanh ra ngoài nghẹn ngào kêu to ngải lâm ngải lâm đừng đi hắn nói hết tức khắc nhìn thấy tô lạc hành vừa lái xe dừng ở đầu quán rượu hắn lập tức xông lên xe. Tô Lạc Hành còn chưa kịp nói được câu gì hắn đã nổ máy nắm chặt tay lái xông thẳng ra ngoài, hắn đạp chân ga mãnh liệt nhìn hướng Tân Hải mà lướt qua. Đau lòng hối hận nghẹn ngào kêu to, ngải lâm, đừng đi, chờ anh, hãy cho anh một cơ hội để nhận lỗi. Em mờ thanh kia như tên bắn vang rất xa, một chiếc Lamborghini nhẹ nhàng ra. Lúc này, trong xe di động vang lên. Bác dịch không có thời gian nghe điện thoại, đôi mắt rưng rưng, siết chặt tay lái nhấn ga phóng như tên lái hướng sân bay mà bay đi đến vượt qua không biết bao nhiêu là đèn đỏ đau lòng nhớ tới thời khắc lúc cùng trang ngải lâm quen biết cô yêu hay không yêu đều rõ ràng cho đến bây giờ cô chưa từng muốn làm tổn thương bất luận kẻ nào nghĩ đến khi cha mẹ cô mất đi cô luôn có một cảm giác cô độc và không thích tiếp xúc với người khác những thứ triền miên đêm hôm ấy hắn chỉ nghĩ cô muốn mình làm bạn nhưng cho đến đêm qua có lẽ vì cô muốn tình yêu này mà nỗ lực cô chấp nhận hắn cô như vậy mà đã chấp nhận hắn bác dịch nước mắt chảy xuống vừa lái xe vừa hối hận nghẹn ngào đau lòng kêu to ngải lâm ngải lâm anh xin lỗi em anh không muốn cho em đi hiện tại anh nhớ em đến phát điên rồi đừng đi cho anh một cơ hội xe lao nhanh như mũi tên hướng thẳng bác dịch nắm chặt tay lái rơi lệ nhìn sân bay mà lao xuống lại nhìn thấy nhiều xe cộ hắn hơi giật mình run rẩy được thật khẩn trương tạm dừng xe ngẩng đầu nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát phía trước đang điều tra xe cộ, đem đường đi chặn lại. Hắn sốt ruột vươn tay nghẹn ngào kêu to, ngải lâm. Trong nháy mắt bác dịch khẩn trương đẩy cửa xe ra nhanh chóng cởi áo khoác ném tới cái giá rồi chạy như bay về phía trước kêu to, ngải lâm, ngải lâm. Sân bay vào lúc này, có rất nhiều máy bay hạ cánh, máy bay cất cánh. Trên đường cao tốc, những chiếc xe vẫn đi chậm chậm, mà có một dân người màu trắng chạy nhanh như bay nhìn có vẻ rất đáng thương. Bác dịch cắn chặt răng răng, dùng hết toàn bộ sức lực nhanh chóng vượt qua rất nhiều xe. Đôi mắt ngập nước chạy như bay nghẹn ngào kêu to, ngải lâm. Lúc này, trên bầu trúc xanh thắm bỗng có mây đen. Gió to mưa to sắp đến, thời gian giống như hôm qua, cai quá khứ lạnh lẽo mà lại vô tình. Bác dịch ở trên đường chạy đến nửa giờ, toàn thân tràn đầy mồ hôi cùng hòa lẫn với mưa, nóng lạnh đan xen vào nhau, hắn lại không quan tâm đến, chạy nhanh vào sân bay, chạy qua các phòng, đôi mắt ngập nước hoang mang nhìn những người đi thoáng qua. Lúc thì nhìn lên trời lúc thì nhìn xung quanh, chuyến bay đi Paris còn có 10 phút bay lên. Hai mắt của hắn chợt lóe, nhanh chóng vào hướng phòng an ninh, thở phì phò trước mặt của một nhân viên, đau lòng nghẹn ngào nói, xin chào, tiểu thư, tôi cùng với vị hôn thê của tôi có chút hiểu lầm. Hiện tại cô ấy muốn đi Paris, phiền cô, phiền cô giúp tôi tạm thời đừng để chuyến bay bay đi, tôi van cầu cô. Người nữ nhân viên công tác kia mặc đồng phục màu đen ngẩng đầu nhìn về phía bác dịch, mặt mặc dù bộc lộ vẻ ngại ngùng, lại vẫn kiên trì nói, xin lỗi, ngài. Chuyến bay quốc tế sắp sửa bay lên, chúng tôi không thể làm được cái gì để ngừng bay. Tôi cầu xin cô, tôi thực sự có nhiều chuyện rất nhiều để nói với cô ấy. Bác dịch một thân ướt nhẹp, nắm chặt hai tay của cô gái kia, đôi mắt ngập nước cầu xin, kiếp này tôi cũng chỉ có thể yêu một cô gái như thế. Tôi không thể để cho cô ấy đi, cô ấy đi rồi, sẽ không trở lại. Tôi bây giờ hối hận đến chết, cầu xin hãy giúp tôi. Nữ nhân viên nhìn về phía bác dịch, một khuôn mặt đau thương thậm chí đôi mắt tràn đầy nước mắt chấm SAI trong mắt thậm chí tràn đầy thật sâu tình nước mắt. Cô ngại ngùng, cắn chặt môi liền cầm lên bộ đàm, lặng yên nói một ít lời. Bác dịch nặng nề thở đưa mắt lên nhìn về thời gian chuyến bay đã đến. Hắn lại đau lòng đấm vào cạnh tường phòng an ninh, cúi đầu nức nở rơi lệ. Trong một khắc tuyệt vọng hắn đột nhiên nghĩ đến phương pháp khác. liền hướng tới sân bay nhập khẩu mà chạy nhanh đi. Người phụ trách sân bay gọi điện thoại, vừa mới đi ra, lại nghe một âm thanh phát ra. Em mờ thanh vang vọng khắp sân bay, bọn họ lập tức ngẩn ra. Khu phát thanh. Bác dịch đau lòng đứng ở khu phát thanh, những nhân viên phát thanh ở chuyến bay Pháp Paris nhường cho hắn. Hắn lại nhanh chóng mà đau lòng gọi, ngải lâm. Pháp Paris chuyến bay, những khách nhân đến, bọn họ đã chọn được chuyến bay cho mình. Chuẩn bị máy bay bay lên thì lại nghe đến lời của một người đàn ông xa lạ. Không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy kỳ quái liền ngừng đầu. Bác dịch một thân trang phục hỗn độn, ướt nhẹp, trên tay cầm microphone, đôi mắt đau lòng gọi, ngải lâm anh là bác dịch kỳ thực tối hôm qua anh cả một đêm không ngủ anh nhớ em đến điên rồi không ngừng tìm người ở vườn nho để hỏi nhưng là bất luận họ nói như thế nào anh đều không nghe bởi vì khi đó lòng của anh rất đau bởi vì anh rất lo lắng cho em anh rất nhớ em đêm qua anh đã từng nản lòng nghĩ đến nếu như không có em thế giới này dù có tốt đẹp thì vẫn không có ý nghĩa kỳ thực cho tới bây giờ đều là một mình anh ở do dự và lui bước nhưng em vẫn ở đó Cảm ơn em, anh cảm ơn em vì đã cho cho phép anh yêu em. Em cho anh lại một cơ hội được không? Không có em, dù anh có nhiều vườn nho hơn nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vì em, anh cam tâm nguyện ý mất đi tất cả. Anh cam tâm tình nguyện vứt bỏ tất cả, chỉ cần em đồng ý ở lại. Xin em, cầu xin em, anh sai rồi, tha thứ cho anh, viên phỉ thúy trung quy chỉ là vật chết, anh mặc kệ trong thiên hạ tất cả đều vỡ tan chỉ cần em đồng ý ở lại anh sẽ dốc hết cả đời yêu em, vĩnh viễn tin em, sẽ không buông tha em. Ngải Lâm, đừng đi, xin hãy cho anh một cơ hội. Nam tử này nói đến đây liền nghẹn ngào, chịu không được mà cúi đầu, đau lòng có quắp rơi lệ, giọng khàn khàn nói anh rất nhớ em. Anh nhớ em nghĩ đến muốn điên rồi, anh cầu xin em, cầu xin em, đừng đi. Em mờ thanh phát ra, toàn trường đều im lặng, mấy nhân viên mang y phục trắng nghe nói như thế đều lộ ra vẻ đồng tình phi cơ cùng tất cả các người khác, tất cả đều trầm mặc, không ngừng đang suy nghĩ. Người mà nam nhân này nói đến rốt cuộc là ai? Cô ấy ở đâu? Nếu như là tôi nghe nói như thế, nhất định sẽ quay đầu lại. Có một cô gái đi du lịch Paris nghe những lời thâm tình này. Đôi mắt cũng ẩm ướt. Khu phát thanh, có một cô gái bị cảm động cũng không khỏi rơi lệ. Bác dịch vẫn như cũ mờ mịt tuyệt vọng nhưng vẫn là đau lòng chờ mong tay cầm microphone, rơi lệ chờ đợi. Thời gian trôi qua một hồi, có lẽ chỉ là vài giây, cánh cửa ở phòng chợt mở. Trong nháy mắt bác dịch cảm thấy có hy vọng kích động ra bên ngoài nhìn, thâm tình gọi, ngải lâm. Bỗng dưng có một người bất đắc dĩ tiến đến. Trang hạo nhiên cuối cùng bất đắc dĩ xuất hiện. Hắn đau lòng trầm trọng ngẩng đầu nhìn về phía người bạn trước mắt này cười khổ nói anh thật là. Ngay cả điện thoại cũng ngông nghe. Chị của tôi ngồi chính là máy bay tư nhân. Máy bay này 5 phút trước đã bay lên hiện tại ngay cả góc máy bay anh cũng không thể nhìn thấy trái tim vỡ nát bác dịch nước mắt chảy xuống sắc mặt cô hồn tuyệt vọng nhìn về phía người trước mắt trang hạo nhiên cũng bất đắc dĩ nhìn về phía hắn nặng nề thở hổn hển một hơi xuyên qua khu thanh trong suốt kia nhìn về phía bầu trời đầy mưa dường như vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh màu trắng của máy bay dần dần biến mất ở phía xa một trận âm thanh ồ ạt xác thực ở chân trời nơi nào đó vang lên Chiếc mây bay lao về phía mưa, lao như ánh sáng để đến đất nước xa xôi kia, có một cánh cửa sổ hiển ra một thân ảnh xinh đẹp. Chỉ thấy cô mặc váy dài hoa lệ cùng mái tóc dài ngang đến ngực trái. Mặt không bộc lộ cảm xúc gì lại quay đầu, nhìn về phía mây ngoài cửa sổ, đôi mắt lóe ra một giọt nước lấp lánh như kim cương. Sinh mệnh một lần nữa được bắt đầu, chương 1200, bí ẩn. Editor, Bích Phạm, Sân Bay. Trang hạo nhiên lái chiếc xe Mercedes thể thao màu bạc dần dần từ sân bay Bigview đến đường cao tốc. Anh liếc mắt nhìn sang bác dịch thấy anh ta sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn xa xăm không biết đang suy nghĩ gì, nét mặt trầm mặt đến mức u sầu. Trang hạo nhiên cho xe lướt êm trên đường cao, trong lòng muốn nói lời an ủi bác dịch nhưng lại không biết mở miệng từ đâu. Thiết nghĩ người anh yêu là chị gái mình, một người rất bướng bỉnh. Suy nghĩ một lúc, anh mở miệng nói chuyện, được rồi, đừng buồn nữa tất cả chẳng qua là hiểu lầm giải thích rõ thì được rồi hai người tạm xa nhau một thời gian để bình tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện bác dịch dường như không còn chút sức lực nào ánh mắt mơ màng chỉ im lặng và nhìn vô định trang hạo nhiên nhìn bộ dáng này của anh thật sự lo lắng muốn tiếp tục an ủi bác dịch thì chuông điện thoại vang lên anh tiện tôi y đeo dây phone vào tôi y nhàn nhạt trả lời alo trong thành phố trên một đường cao tốc khác một chiếc ferrari màu đen phóng như tên bắn cứ như thế chạy thẳng về phía trước. Lãnh mặc hàn ngồi ở ghế lái, một tay cầm điện thoại, một tay lái xe, nói tìm được hách dục hải. Đôi mắt trang hạo nhiên chợt sáng hẳn lên. Lãnh mặc hàn một tay lái xe, tiếp tục nói tôi chắc chắn biệt thự như mặt có hách dục hải và cả những tài liệu quan trọng. Điệp y đang theo dõi họ, tôi lập tức đến đó ngay. Trang hạo nhiên không nói lời nào, khuôn mặt chờ tối lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt linh hoạt lãnh mặc hàn nhanh chóng cúp điện thoại, hai tay giữ chắc tay lái, chân nhấn ga, tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Biệt thự, bầu trời tối sầm, mây đen kéo đến, sấm chớp rầm vang cùng gió thổi mạnh. Trong khu rừng, không biết quả từ đâu bay đến rất nhiều, chúng bay tán loạn, như ung con cú mèo từ phía xa, lấp lánh những ánh mắt màu xanh đáng sợ xuất hiện cũng rất nhiều. Bỗng có một cái bóng màu tím giống như bóng ma, đột nhiên từ trong rừng như mũi tên chạy thẳng vào hướng khu biệt thự. Ba bóng người màu đen đột nhiên theo nóc nhà nhảy ra, nhắm ngay hướng bóng màu tím có xu hướng tiến lại gần. Điệp y cả người ướt sấm, đôi mắt tinh anh đứng ở giữa bụi cây chú ý quan sát, mặc cho những cành cây nhọn đang chìa vào mình, để cho cơn mưa lạnh rơi trên cơ thể mà bất động. Những bóng đen nhanh nhẹ di chuyển, chia ra cùng thể sẽ tìm cho ra được điệp y. Chợt có tiếng một con mèo kêu lên, điệp y chợt giật mình, cả ba bóng đen ngẩng đầu nhìn. Điệp y như một con thú, rất nhanh lao thẳng về phía bọn họ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. A, à, giữa cơn rông tố, truyền đến tiếng kêu lớn. Bên trong biệt thự, trên chiếc ghế sofa có một bóng đen, khuôn mặt gầy gò, đôi mắt tinh danh như mắt của một con rắn, hai tay bắt chéo nhau lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh đầy mạng nhiệt, suy nghĩ rằng tài liệu chính là ở trong đó. Phốc, anh ta đột nhiên phụt máu, khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt. Ông chủ, Mười người mặc đồ đen xung quanh lo lắng hướng nhìn anh ta. Cả ngu ô ép anh ta run rẩy, lấy tay lau đi vết mau còn vướng trên môi, kia tay ôm lấy ngực mình. Nhìn bộ dạng của anh ta rất đau đớn, quằn quại rát khổ sở. Máu tiếp tục thẳng phun ra. Người này run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhớ đến sắc mặt lạnh lùng của lãnh mặc hàn lúc đấm mạnh vào ngực của anh ta mà gây nên chấn thương rất nghiêm trọng, chính là như muốn giết người giữa ban ngày. Ông chủ, những người mặc áo đen giọng khẩn trương nói, chúng ta nên rời khỏi đây ngay, bọn họ sắp đến rồi. Hách Dục Hải đôi mắt vẫn nội nghĩ tới lãnh mặc hàn vô cùng oán hận, nắm chặt hai tay đang run rẩy nhìn về chung quanh, nơi đây còn treo rất nhiều hạt giấy, rốt cuộc tài liệu đó ở đâu? Một âm thanh mạnh mẽ truyền đến, điệp y cái bóng màu tím đã đánh bại những người y mặc áo đen ở ngoài biệt thự, ánh mắt nhanh nhạy đang chạy hướng về Hách Dục Hải. Hách Dục Hải hai mắt sắc nhọn nhìn điệp y, hai người bọn họ gần nhau một hồi. Sau đó anh ta dùng tất cả sức lực còn lại đẩy Điệp Y ra khỏi cửa. Ông chủ, trong đó mấy người hướng anh nhào tới, có ý đuổi theo cô. Đừng đuổi theo, các người đánh không lại cô ta. Hách dục hải đón Điệp Y một quyền, liền biết của sự lợi hại của cô, hai tay ôm lấy ngực, khẩn trương nói, đi thôi. Ngoài cửa sổ cô gái mặc áo màu tím, vừa bị đánh văng thật xa. Điệp Y bị hách dục hải đánh một cú khá mạnh, nằm dài trên mặt đất. Bấy giờ trời vẫn mưa to, cô vươn hai tay gượng đứng lên, người lấm đầy bùn đất, chạy thật nhanh lên lầu 2 của biệt thự. Phịch một tiếng, cô chạy lên căn phòng khi nãy, nhưng không gian lại rất tĩnh lặng, trên chiếc ghế sofa vẫn còn ấm hơi người nhưng xung quanh lại không một bóng người, cô đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Đột nhiên có người chạy vào, Điệp Y nhanh nhẹn nắm lấy tay người đó rồi vặn ngược ra phía sau, một tay nắm chặt lấy cổ. A -hat là tôi, tôi là Mỹ Linh. Mỹ Linh bị điệp y nắm chắc cổ, đè áp vào tường gần như không thở được, hoảng sợ nói. Điệp y hai tròng mắt căng thẳng, thấy rõ là Mỹ Linh, cô mới buông tay ra. Lúc này, lãnh mạc hàn cùng Thanh Bình nhanh chóng đi tới, nhìn về phía điệp y, khẩn trương hỏi, hách dục hải đâu. Điệp y im lặng chỉ khẽ lắc đầu. A hát, cô đi vào đó, Mỹ Linh nhìn về phía cô nói. Không cần bận tâm, lãnh mặc hàn lúc này đảo mắt nhìn xung quanh chậm rãi bước quanh căn phòng anh nhìn không gian xung quanh đầy những màn nhện lại nhìn về phía hạt giấy kia chậm rãi trầm mặc nói mọi người có nhận thấy những con hạt giấy này có gì đặc biệt không mỹ linh cùng thanh bình hơi giật mình ngẩng đầu nhìn nói với lãnh mặc hàn đặc biệt ư ừ, chẳng phải là chỉ là những con hạt giấy bình thường sao lãnh mặc hàn trầm mặc chăm chú quan sát những con hạt lại hơi nhướng mày không rõ đang suy nghĩ điều gì Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn lãnh mặc hàn bộ dáng này, liền cũng bắt đầu chú ý đến những hạt giấy, lại vươn tay sờ vào chúng. Ban đầu cảm thấy không có cái gì đặc biệt, sau lại nhìn thấy trời đan mưa nhưng hạt giấy lại không bị ướt. Có bí mật không phải là hạt giấy bình thường, lãnh mặc hàn trầm mặc nói. Kia là cái gì? Mỹ Linh cùng Thanh Bình quay mặt sang, nhìn về phía lãnh mặc hàn hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1201, đừng đuổi theo một chiếc Lamborghini màu lam đậm, giống như tên bắn chạy thẳng tới đỉnh núi, cuối cùng thắng gấp ở trước biệt thự. Lâm sở nhai cùng tô lạc hoành mặt bộc lộ căng thẳng, nhanh chóng đi xuống xe, đi lên tầng 2, xung quanh biệt thự toàn bộ xuất hiện rất nhiều vệ sĩ cùng tiêu yên, giang thành và mọi người, mỗi người bọn họ phân đứng ở mỗi góc, nhìn khắp nơi xung quanh rừng rậm, đề phòng một chút sự việc khẩn cấp phát sinh, mà bên kia đường khả hình, song bào thai đã nhận được mệnh lệnh, giữ chặt bảo toàn làm việc để ngừa hách dục hải lại có âm mưu đáng sợ gì đó. Bang 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 phanh, đầy nhện cùng bụi trên hiên, truyền đến trận trận tiếng bước chân. Mỹ Linh cùng Thanh Bình vừa hỏi lãnh mặc hàn chuyện hạt giấy, lại nghe thấy trận tiếng bước chân này, nhao nhao nghi ngờ xoay người, nhìn về phía người tới. Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai nhanh chóng đi lên phòng khách tầng 2, nhìn về phía lãnh mặc hàn cùng Mỹ Linh, khẩn trương cùng kinh ngạc hỏi, không có bắt được hách dục hải sao. Điệp đi đuổi theo rồi. Mỹ Linh nhanh chóng nhìn nói với bọn họ. Vậy các người hiện tại đang làm cái gì? Tô Lạc Hành nghi ngờ nhìn về phía lãnh mặc hàn. Cậu ta chính là trầm mặt đứng ở trước cửa sổ sát đất đang treo hạt giấy trước mặt. Hai tròng mắt nhanh chóng lóe ra, dường như nhìn thấu mỗi bí mật cùng tư duy. Hai người cảm thấy kỳ lạ cùng khẩn trương đi qua, cùng với cậu ta cùng nhau nhìn về phía hạt giấy kia hỏi. Tôi nói, cậu nhìn chầm chầm cái này nhìn làm gì? Lãnh mặc hàn im lặng không lên tiếng, chỉ là thong thả di động bước chân từ từ xem lướt qua hạt giấy trước mặt sợi chỉ màu hồng màu vàng màu xanh màu trắng được phân theo trình tự ở trước cửa sổ sát đất tiền anh đầu tiên là trong lòng ám toán sợi chỉ để hạt giấy phiêu vẫy lại đứng ở trước cửa sổ sát đất lấy mỗi góc độ nhìn về phía điệp y vừa sở trào quá cây thông cành lá đang theo gió phiêu động có vẻ mộng ảo mà thần bí anh cuối cùng trầm giọng từng chữ từng chữ nói một người cất dấu bí mật to lớn chỉ riêng việc cất giấu chìa khóa ký ức lớn mấy chục năm cô ấy tất nhiên là một người rất thâm tư thuộc lự ổn định cũng sâu không lường được đúng tô lạc hoành nhận định gật đầu lại hơi nghi ngờ nhìn về phía lãnh mặc hàn hỏi cá tính của như mạt và hạt giấy này có quan hệ gì lãnh mặc hàn mỉm cười sâu hơn thâm trầm nhìn về phía tô lạc hoành nhàn nhạt nói một cái biệt thự bỏ xó với lại cô ấy mỗi lần tính cách biến dị sẽ trở về nơi này cũng là chứng minh nơi này là địa phương bí ẩn nhất của cô cũng là tối thể hiện cá tính nguyên thủy địa phương của chính cô ấy. Suy nghĩ thâm trầm một cách như thế, ổn trọng, tuyệt đối không đem âm mưu bại lộ ở trước người nữ nhân, nhà của cô ấy cư bầy biệt, nhất định lấy sắc điệu trầm là chủ đạo. Hoặc là màu tím sậm, hoặc là màu đỏ sậm, loại màu sắc này luôn luôn an toàn lại bí ẩn. Lời này vừa ra, Tô Lạc Hoành cùng Lâm Sở Nhai, còn có Mỹ Linh, nhìn ra cư bầy biện của Như Mạt, quả nhiên cũng không có quá trong sáng, xác thực thâm trầm mà vừa cảm thấy mười phần thần bí. Điểm ấy tôi cũng đồng ý. Sau đó thì sao? Tô Lạc Hoành nhìn lãnh mặc hàn nghi ngờ hỏi. Lãnh mặc hàn nghe lời này, trên mặt lại hiện lên nụ cười thản nhiên, hai tròng mắt hơi chấp động thâm thúy, khẽ di động bước chân, đi qua hạt giấy nhẹ nhàng theo gió, ở đó cảm giác có chút lạnh lẽo, mới kéo dài đi xuống nói, các người đều biết, Huyền Thanh là nhà tâm lý học, em ấy từng ở thời gian tốt nghiệp đại học, cùng tôi làm một thí nghiệm, chính là đem có ba chân, bốn chân, năm chân, sáu chân, lại đến đồ án ghế gỗ bảy chân, phân biệt miêu tả ở sáu chương giấy A4 giấy, lại để cho nhân viên chọn loại hình ghế thí nghiệm. Mấy vị ở đây, nếu để cho các người được lựa chọn, các người sẽ chọn chân ghế nào? Mỹ Linh cùng Thanh Bình nghe lời này, hai mắt của các cô chừng nghĩ nghĩ, cùng nhau nói, bốn chân. Lãnh mặc hàn lại nhàn nhạt nhìn về phía tô lạc hoành cùng lâm sở nhai. Tô Lạc Hành cùng Lâm Sở Nhai đồng thời mỉm cười nhìn về phía lãnh mặc Hàn, nói chúng tôi là mỹ học gia, khẳng định chọn ba chân. Lãnh Mặc Hàn nghe, mặt tức khắc bộc lộ nhàn nhạt tươi cười, nhìn về phía hai người bọn họ nói: trách nhiệm kết quả tâm lý. Người chọn ghế ba chân là tâm tính không cân bằng, có thể một mình đảm đương một người. Song con số phía trước còn mệt hơn, người chọn đến ghế bảy chân chính là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng. Họ rất sợ ngã hơn nữa tính tình bắt đầu biến dị, không phân biệt được hiện thực cùng ảo tưởng, tâm luôn luôn trống trơn, cảm giác được sinh mệnh tràn đầy cảm bẫy. họ tự bảo vệ ý thức, thập phần thập phần cường liệt. mấy người nghe liền một trận trầm mặc, lâm sở nhai nghĩ tới đây lại nghi ngờ ngẩng đầu nhìn nói với lãnh mặc hàn kia, tâm lý trách nhiệm của người này cùng hạc giấy có quan hệ gì? tôi vẫn là không rõ. lãnh mặc hàn mỉm cười nhìn về phía lâm sở nhai, nói tiếp cậu phải hiểu được gia cư bày biện trình độ dày đặc cùng cô ấy chọn màu sắc trầm trang hoàng đủ để tiết lộ cô ấy là một người khuyết thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng nhưng mà thậm chí có một thời gian sợ chính mình bị tập kích cùng thương tổn người tựa như tâm lý trắc nghiệm chung của người chọn bảy ghế nhỏ một người bí ẩn như vậy chọn hạt giấy mộng ảo như thế treo ở trước cửa sổ sát đất theo gió nhẹ nhàng lung lay khả năng tính cơ hồ bằng không trừ phi cô ấy có ý tứ với mình tô lạc hoành lúc này có chút hiểu lập tức ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn kích động nói ý của cậu là hạt giấy này đại biểu cho hai chồng mắt lãnh mặc hàn trong nháy mắt lợi hại lóe ra nói ý của tôi là hạt giấy này xác thực có dấu bí mật thế nhưng bí mật này nhưng lại không ở trên người hạt giấy có ý gì mỹ linh lại hồ đồ lãnh mặc hàn mặt bộc lộ thần sắc băng lãnh nhìn nói với mỹ linh như mà thông minh như vậy cô ấy lường trước được có một ngày chúng ta sẽ phát hiện ra bí mật tất nhiên đem ở đây toàn bộ tìm tòi. Thậm chí cũng có thể phá hủy nơi này. Thế nhưng vì sao hách dục hải hai ba lượt tới đây, đó chính là ông ta đã tiếp nhận tin tức của con gái, biệt thự này có gì đó quan trọng. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, theo lý thuyết, như mặt rời xa nơi này lâu như vậy, vì sao hạt giấy này theo thời gian vẫn còn mới như vậy? Chứng minh như mà cách mỗi một khoảng thời gian, liền thay đổi hạt giấy mới. Mượn điều này tới nhắc nhở cha của mình, bí mật của cô được giấu ở hạt giấy. Đáng tiếc chính là, cô ấy ngàn tính vạn tính, nhưng chưa từng nghĩ, chính mình tỉ mỉ như vậy tính kế ra đạo công thức này, lại không có tính đến kế cha của mình là người giấu trong bóng đêm. Mấy người lâm sở nhai cùng Tô Lạc Hoành, càng nghe càng khẩn trương, nhìn về phía lãnh mặc hàn lại sốt ruột nói, ô kìa, thật là cấp người chết. Sốt cuộc là tình huống thế nào, cậu nói rõ đi. Lãnh mặc hàn tiếp tục bình tĩnh đứng ở giữa hạt giấy, lại hơi ngẩng đầu, ngưng nhìn ra cây thông cao to ngoài cửa sổ bị ưng chảo của điệp y lưu lại dấu vết. Hai tròng mắt lại chiết xạ ra ánh sáng cường liệt nói, tôi vừa lúc tiến vào, đối với hạt giấy này chính là kỳ quái. Lại nhìn thấy điệp y phi thân nhảy ra ngoài, vừa vặn rơi xuống trên tán cây thông, tôi mới bừng tỉnh đại ngộ. Mỗi người các cậu vào, có phát hiện hay không, mỗi một hạt giấy bay lên, treo lên hình dạng, thành hình cong, hơn nữa góc độ này, vô luận mặt trời mọc cùng mặt trời lặn, nhắm ngay phía trước điệp y vừa để lại dấu vết trên cây thông liền chiết xạ ra nhiều ánh sáng chiếu xuống in ra hình bóng cây trên mỗi hạt giấy thành hình cung tiến thật giả không thể nào đâu mỹ linh cảm thấy không thể tưởng ra kêu lên không tin cô thử xem sẽ biết lãnh mặc hàn trực tiếp mỉm cười nhìn về phía mỹ linh mỹ linh không tin lời lãnh mặc hàn trực tiếp rút ra ánh đèn có chứa laser giống như phi yến nhảy ra ngoài cửa sổ mưa to bay tán loạn lại chạy như bay trên cây thông chỗ dấu vết điệp y vừa để lại, lợi dụng một đạo ánh sáng theo ngay chính giữa cây bắn thẳng đến mà đến, quả nhiên phát hiện hình cong hạt giấy toàn bộ hội tụ thành mũi tên. Mà cây thông cao vút này chính là mục tiêu trung tâm. Trời à, Tô Lạc Hoành không thể tưởng ra nhìn về phía cây thông ngoài cửa sổ, kêu lên cậu là thế nào phát hiện. Tôi phát hiện thế nào không quan trọng, quan trọng là lãnh mặc hàn hai tròng mắt chiết xả ánh sáng lợi hại, nhìn về phía cây thông cao to kia, lại lạnh lùng nói quan trọng là hách dục hải mỗi lần trở về đều là đêm đen nhánh trễ cho nên ông ta đoán không trúng tâm ý nữ nhi ông ta càng liệu không ngờ vào một khắc tự do cuối cùng hôm nay của ông ta lại đến trong nhà nữ nhi trời lại mưa mỹ linh một trận ướt sóc rách xông vào nhìn về phía lãnh mặc hàn nhanh chóng nói nói như vậy tư liệu quan viên tham ô cùng chìa khóa lớn tài phú chính là giấu dưới tảng cây khả năng đó là chắc chắn Lãnh mặc hàn nói cho hết lời, tức khắc nhanh chóng đi xuống lầu. Mọi người cũng vội vàng đi xuống theo, mọi người cùng dẫn nhau nhanh chóng đi tới chỗ điệp y vừa ẩn giấu dưới cây thông, phái mấy thuộc hạ đón mưa đếm ướt lịch, liều mạng ở dưới tảng cây thông tùng đào bùn đất. Lãnh mặc hàn khẩn trương giơ cây dù màu đen, đứng trước cây thông, thập phần sốt ruột nhìn. Mấy hắc y nhân, ngồi sổm bốn phía dưới cây thông, cầm sẻng, liều mạng đào. Lâm sở nhai cùng tô lạc hoành, còn có Mỹ Linh và mọi người cũng bắt đầu khẩn trương nhìn. Rốt cuộc, mỗi hắc y nhân hai tay mang thiết thủ bộ, rốt cuộc đẩy ra hộp sắt được chôn sâu ở dưới đất, hắn kinh hỉ đem hộp sắt kia ôm ra, hô to một tiếng, tìm được rồi. Lãnh mặc hàn cuối cùng kinh hỉ cười, giữa lúc anh căng thẳng hơi thả lỏng, đột nhiên cảm thấy phía sau một khí tức mãnh thú trực tiếp mà đến, mặt anh trong nháy mắt cứng rắn, thoáng cái đẩy thân thể tô lạc hành ra, huy động cây dù màu đen trong tay, đi về phía trước trọng trọng một quyền, kêu to a à. Hách dục hải thân thể như ác ma chợt xuất hiện ông ta tốc độ ác độc nhanh như tia chớp phun mạnh một quyền về phía lãnh mặc hàn hai nắm tay ở trong mưa lại lần nữa núi hai người một quyền như rời núi lấp biển mỗi người phun mạnh một ngụm máu tươi hách dục hải trong nháy mắt lại ở miệng phun máu tươi tay ấn lồng ngực nhanh chóng xoay người biến mất ở trong rừng rậm tô lạc hoành và mọi người thấy lãnh mặc hàn lại thổ huyết ngã vào tàn lá ướt lịch tràn đầy trên mặt đất bọn họ khẩn trương đi về phía anh, thẳng kêu lên, mặc hàn. Tôi muốn giết ông ta, Mỹ Linh trong nháy mắt rút súng lục ra, kích động run rẩy phẫn hận đi thẳng về phía trước muốn đuổi theo. Đừng đuổi theo, lãnh mặc hàn miệng lại phun máu tươi, nằm ngã trên mặt đất, tay ấn lồng ngực cơ hồ nghẹn ngào gọi, không muốn. Không muốn, đuổi theo. Vì sao, Mỹ Linh xoay người, nhìn về phía lãnh mặc hàn kích động kêu to. Trường 1202, đòi lại trong rừng rậm, mưa bay lấp lánh. Hách dục hải giống như mãnh thú, từ trong rừng rậm u ám vọt được ra, theo sau ông ta là nhóm thuộc hạ giống như động vật siêu nhiên, tạo thành bóng đen bao quanh từ trong rừng rậm lao ra. Lúc này, ở trong rừng trong nháy mắt có vô số chim muông hoang thú kinh hoàng chạy toán loạn, chỉ có loài quả đen phát ra âm thanh thê lương rồi vỗ cánh như cuồng phong bão táp bay thẳng lên bầu trời. Tới, một thanh âm ở trong rừng lạnh lẽo đến cực độ, lạnh lùng vang lên chỗ rậm rạp nào đó trong rừng ẩn núp một lượng xe suv quân dụng màu xanh đen trên người tịnh kỳ vẫn mặc bộ đồng phục màu đen búi tóc đen trang nhã nghe được tiếng gọi kia khuôn mặt cô lộ ra vẻ mặt quân nhân lạnh nhạt cứng rắn không nói nhiều liền trực tiếp rút súng lục bên hông ra nhàn nhạt, nhạt nghiêng mặt nhìn qua cửa sổ về phía kính chiếu hậu vỡ đằng kia những bóng ảnh trong rừng rậm rục dịch ngóc đầu dậy cô cười lạnh băng một chiếc xe khác mở cửa ra Phương Di vẫn như cũ mặc áo sơ mi trắng cùng váy ngắn, mái tóc dài đặc trưng xóa ra, khuôn mặt tỏ vẻ nhàn nhạt, nhạt, cầm súng bắn tỉa liên tục bắn ra, vừa lạnh lùng nhìn về phía trước, vừa trong nháy mắt đem đạn nã bằng bằng, chậm rãi chờ đợi. Một chỗ khác trong rừng rậm, bóng dáng hách dục hải như linh thú vào thẳng về phía trước, cuối rừng rậm có người chi viện cùng giao dịch với mình, chỉ cần đem văn kiện đưa vào trong tay người kia, kế hoạch rửa tiền của mình và con gái có thể thực hiện được. Nghĩ tới đây, Đôi mắt ông ta chợt lóe lên tia sắc bén, thân thể cứ thế lao nhanh về phía trước. Điệp Y ở phía sau giống như ma quỷ đuổi theo, cô thực sự tựa như mèo chín mạng biến thành vậy, bóng dáng nhanh như chấp khiến cho người khác kinh sợ. Khách dục Hải cảm giác được Điệp Y ở phía sau truy đuổi tới nơi, ông ta nháy mắt sai khiến cho ba thuộc hạ phía trước dừng bước ngăn cản cô. Hai nam một nữ lập tức lên tiếng đáp lại, đột nhiên xoay người, ngay lúc Điệp Y ở trong rừng rậm bay nhào tới, trong nháy mắt ngẩng đầu lên mang theo phi tiêu độc răng cưa chạy như bay tới hướng y điệp, một ả đàn bà khác căm hận dơ súng lục lên nhắm ngay y điệp bắn hai phát. Điệp y nghe tiếng súng vang lên, thân thể lập tức nhanh như chớp giống như chim nhạn ở trên không trung lộn nhào 360 độ, thậm chí hai tay kẹp lấy bốn phi tiêu độc vòng xẹt qua má mình. Ngay lúc hạ người xuống đất trong nháy mắt cô phóng thẳng ra, một trong số hắc y nhân chúng tiêu độc hộp máu ngã lăn ra đất, hai hắc y nhân còn lại trong lòng kinh sợ, tăng tốc độ chạy về phía trước. Mặt y điệp lộ ra ánh sáng lạnh băng, đứng dưới màn mưa bụi, đôi mắt tím sâu thẳm nheo lại, sau đó dần dần từng bước không ngừng đuổi theo. Khách dục Hải thấy sắp đến cuối rừng rậm và ven hồ, đôi mắt ông ta nóng lên, lập tức lắc người mà đi, thậm chí khóe miệng phát ra tiếng chim hót kỳ lạ. Ven hồ có một vài chiếc xe màu đen, bên trong có ít người, nghe được tiếng chim hót này, anh ta lập tức phái đoàn lính đánh thuê mặc quần áo màu đen lao ra. Tên cầm đầu là người hỗ trợ chi viện của Hách Dục Hải, chỉ thấy anh ta khoảng 30 tuổi, nhanh chóng đạp đá cội ven hồ, khuôn mặt lộ thần khí tàn nhẫn, đôi mắt lóe lên sắc bén vừa đi vừa gọi lớn. Hách Dục Hải, hãy đem văn kiện đưa cho bọn tôi, đây là văn kiện nơi ẩn náu của con gái ông. Văn kiện kia tung bay ở trong mưa. Cả người Hách Dục Hải giống như mãnh thú phi thân ra, vừa tiếp nhận văn kiện ở không trung, vừa nhìn về hướng người được phái đến ném ra không trung cái vali của mình. Người đàn ông kia được sự hỗ trợ của lính đánh thuê, khuôn mặt anh ta lộ vẻ giống như ma quỷ nham hiểm, trong nháy mắt bắt lấy cái vali. Anh ta không quan tâm mưa bụi to đang bay là tả, lập tức mở cặp vali ra, thấy bên trong tất cả đều là chứng cứ tội phạm kinh khủng của hách dục hải ở nước ngoài. Đôi mắt anh ta chợt lóe lên, lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hách dục hải nói, ông đùa bỡn tôi. Tay hách dục hải cầm được địa điểm ẩn náu của con gái, nghe được câu này, trong nháy mắt mặt tối lại. Băng, một loạt tiếng súng, phá vỡ chân trời, trực tiếp tấn công vào đám lính đánh thuê ở ven hồ. Tiếng của Phương Di, trong nháy mắt từ trong rừng truyền đến. Hách Dục Hải, lần này, chúng ta hợp tác rất tốt. Trong nháy mắt Hách Dục Hải hơi giật mình, khoảnh khắc lúc ngẩng đầu lên, thấy trên bầu trời bay tới một lượng trực thăng. Mà lúc này Phương Di cùng tỉnh Kỳ cũng nhanh chóng từ trong rừng lao ra, nhắm ngay vào mấy chục lính đánh thuê nổ súng bằng bằng bằng, hai bên lập tức vang lên tiếng giao chiến kịch liệt người đàn ông kia vừa ẩn núp vừa phẫn nộ hét to. Hách Dục hải, bọn tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Tay hách Dục hải cầm văn kiện chỗ con gái ẩn núp, tức giận run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai bên quân đội đánh nhau, ông ta sau một hồi trúng kế điên cuồng hét lên, nhìn vố số lính đánh thuê bị súng trên trực thăng quét loạn xuống. Người thuộc hạ trung thành nhất của ông, lập tức ném đạn khói xuống, theo đó ầm một tiếng nổ lớn vang lên, rồi hướng ông gọi lớn chủ nhân. Đi mau, Hách Dục Hải nóng mắt nhìn người thuộc hạ lần lượt bị thương ngã xuống, trong nháy mắt ông theo khói mù kia vọt thẳng vào, tức khắc biến mất trong rừng rậm. Muốn chạy, Mỹ Linh cùng Thanh Bình lao vào rừng rậm, muốn đuổi theo. Chậm đã, lúc này Lãnh Mặc Hàn từ trong khói mù mặt mày căng thẳng bước ra. Mặc dù lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đau đớn tựa như vỡ ra vậy, nhưng anh vẫn tỉnh táo nhìn về phía phương hướng mà Hách Dục Hải vừa biến mất, bình tĩnh trực tiếp nói cứ để ông ta đi đi nơi đó tự nhiên sẽ có người chờ ông ta. Lâm sở nhai cùng tô lạc hoành thở hồn hển đi ra, nhìn về phía lãnh mặc hàn khiếp sợ kêu lên. Ai ra, lần sau lúc anh muốn diễn trò, có thể hay không sớm thông báo một tiếng. Lăn qua lăn lại được, chúng tôi còn tưởng rằng nhìn hạt giấy kia thật sự là do như mà treo lên. Nhưng không ngờ tới là quỷ kế của anh. Lãnh mặc hàn không nói lời nào, đôi mắt anh lóe lên tia sáng sắc bén, dừng lại một lúc rồi lạnh lùng ra lệnh, đi thôi cuồng phong bão táp dường như muốn đem toàn bộ biển khơi minh mông khuấy đảo lên nó mang theo từng trận sóng mãnh liệt sông thẳng vào vách đá sừng sững cao ngất mấy con đại bàng bay trao liệng đón mưa rơi giống như dũng sĩ đối kháng của đất trời lúc này vách đá cao ngất kia dường như cũng không chịu nổi nước mưa đang xối xả điên cuồng gào thét từng trận từng trận vô số đất đá sạt lở rơi xuống trực tiếp đập vào biển rồi từng đợt sóng vang lên tung tóe thắt chặt bảo vệ như mà trên đỉnh núi kín gió một số người áo đen, tay cầm súng máy đứng ở trong màn mưa, nghiêm túc mà cẩn thận nhìn ngó khắp nơi. Ngay lúc bọn họ đang trao đổi vị trí đứng gác thì nghe được một loạt tiếng súng vang lên rội khắp đất trời. Khi một người áo đen nào đó giơ súng giảm thanh nhắm ngay người được cử tới thì thân thể anh ta đã trúng đạn, máu tươi trào ra rồi ngã xuống đất. Như mạt, một loạt tiếng gào thét tựa như dung chuyển đất trời vang lên. Mưa bão đang điên cuồng gào thét cũng không đủ để ngăn chặn tiếng ông ta điên cuồng giống giận, Thanh âm của kẻ thua thì làm giặc. Không bao lâu, trong màn mưa trắng xóa, rốt cuộc hiện ra một bóng dáng màu đen, mặt ông ta gầy gò hung ác, cơ thể giống như man dợ, nhanh như chớp lao ra, ngay tức thì ông ta nổ súng làm người áo đen cuối cùng bị bắn trúng ngã xuống đất. Ông ta tức khắc kéo ra từ bên hông dây thép, cắm móc bạc nặng vào mặt đất, trong nháy mắt cơ thể rơi xuống, biến mất trước chỗ gồ ghề không đều của vách đá cao vút. Mắt ông ánh lên tia run rẩy, tìm kiếm con gái đang bị hòn đá chặn lại ở cửa hang rốt cuộc khi cơ thể ông ta rơi xuống bụi cây hoa lựu bên cạnh, mặt ông ta ướt đẫm lộ ra sự khiếp sợ. Mạnh tay bới lớp bùn đã bịt chặt cửa hang, nhớ tới cảnh tượng kinh khủng bản thân đã từng bị người khác chôn sống, cõi lòng ông ta bỗng nhiên đau đớn tê liệt, hai con mắt như rắn độc lúc này tràn đầy nước mắt kích động. Ông ta muốn con gái mình còn sống, lập tức giống giận lên một tiếng, đưa quả đấm hướng tới vị trí cửa động bị bùn bịt chặt, mãnh liệt đánh từng quyền liên tục rồi gọi lớn, như mạt. Đáp lại tiếng gọi, chỉ có biển kia mênh mông cuồn cuộn sóng, chỉ có mưa bão kia điên cuồng thét gào. Như mạt, con gái cha, khách dục hải dơ quả đấm lên, sử dụng toàn bộ sức lực tính mạng liên tục đập tường đá, vừa đập vừa đau lòng gọi to, như mạt. Máu tươi từ quả đấm trực tóe ra, thậm chí còn lộ ra cả xương trắng. khách dục hải ngung cuồng tuyệt nhiên không để ý, để cho cơ thể mình treo lơ lửng giữa không chung, dơ quả đấm lên, cắn răng từng đợt điên cuồng nện vào tường đá mặc cho mu bàn tay nhô lên xương vỡ trên vách đá cao sắc nhọn, máu tươi theo nước mưa trượt xuống. ông ta vừa đập vừa chịu đựng cơ thể đau đớn kịch liệt, đôi mắt đẫm lệ gọi to con gái của cha. loạt âm thanh của cha và con gái này lẽ ra đáng nhận được sự đồng tình của trời cao, nhưng lại bị mấy con đại bàng đang trao luyện kia ngửi được mùi máu tanh, lũ lượt bay thẳng tới, mổ không ngừng vào thân thể của Hắc Dục Hải. ông ta đã từng là thủ lĩnh của toàn bộ thế giới hắc ám nhưng lúc này tuyệt nhiên không để ý tiếp tục vung đấm vào mặt tường cứng như sắt kia. Chậm rãi, đỉnh núi xuất hiện một nhóm người. Trang hạo nhiên dẫn đầu, tiêu đồng chống đỡ cầm dù, mặt lộ ra thần sắc kích động căm giận, vừa che mưa cho trang hạo nhiên, vừa nhìn vào vách đá chính giữa. Mà lâm sở nhai, tô lạc hành, lãnh mặc hàn, tào anh kiệt, tịnh kỳ, trương thục giao cùng phương di và một số người khác, cũng nhao nhao đứng ở đỉnh vách núi nhìn về phía người điên cuồng kia ở vách đá chính giữa kia điệp y cũng theo lệnh của lãnh mặc hàn từ từ đứng ở đỉnh vách núi trang hạo nhiên mặc âu phục màu trắng bên trong tận dụng lợi thế bản thân mặc áo sơ mi màu xanh vạt áo phía trước cải đoá hoa lụa sẫm màu dường như hách dục hải vừa nhổ ra máu tươi vậy nhìn thấy mà giật mình mặt anh lập tức bao phủ lạnh lùng sâu kín nhìn về phía người đang điên cuồng kia vẻ mặt đông cứng tựa như hồn lìa khỏi xác vậy đôi mắt thâm thúy hơi chuyển động bỗng nhiên nhớ lại thời điểm bản thân đã bị treo ở vách núi lâu như vậy. Anh tựa như trong nháy mắt biến thành người không cam đảm, nhìn chằm chằm vào hách dục hải dưới vách đá, mở miệng từng từ từng chữ lạnh băng nói. Tôi đã, tôi đã phải chịu đựng tất cả trong quá khứ, hôm nay tôi muốn đòi lại gấp đôi. Anh nói xong, đôi mắt chợt khẽ run, nghĩ tới ngày trước tưởng thiên lỗi lúc đó vì cứu mình mà ngã xuống vách núi, bị sóng biển cuốn đi trong nháy mắt, tim anh như bị xé ra vậy, cả người hỗn độn run rẩy cùng một luồng phẫn hận sâu sắc. Vừa tàn nhẫn vô tình nhìn về phía hách dục hải ở dưới vừa nhớ lại chuyện cũ, giờ phút này anh bắt đầu trở nên lạnh lùng cứng rắn. Chậm rãi, mặt anh thực sự trầm lạnh xuống, không vội vàng nói, mang cô ta ra đây. Một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Như mặt mặc quần áo su Lin, một hãng thời trang của Trung Quốc toàn thân ướt đẫm nhách nhách, mái tóc xoan xóa ra dối bù, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt cùng khóe miệng tất cả đều là mồ hôi và máu, lại bị người khác nhét vào miệng một miếng vải trắng. Nặng nề bị đẩy tới sườn vách núi, cô kích động run rẩy trong sợ hãi quỳ xuống, đón mưa gió, nhìn về phía bóng người ở vách đá chính giữa kia đang không ngừng vung đấm nặng nề đánh lên cửa hang bị bịt kín vốn là chỗ mình bị giam, vừa vung đấm vừa đau lòng phẫn nộ gọi to, nhưng mà. Con gái cha. Một đấm nặng nề vung xuống, bạch hoa xương cốt kia nhất thời vỡ vụn ở trên tường vách đá khách dục hải đau lòng rơi lệ cua một nắm đấm tay khác lên không ngừng nặng nề đập vào vách đá vừa đập vừa gọi to con gái cha như mạt đôi mắt của cô lập tức tràn đầy nước mắt nhìn về phía cha đang ở vách đá chính giữa lúc này cảm giác cả người cô như phát điên vậy từng đợt từng đợt kích động sụp đổ đau khổ oán hận tiếc nuối thất vọng nghi ngờ tất cả tất cả các cảm giác của con người toàn bộ đánh vào thế giới của cô cô chống đỡ cũng không ngăn cản nổi thượng đế cứ như vậy vô tình hành hạ. Không khóc nổi, đau đến tê tâm liệt phế, chỉ có đôi tay nhoài lên mặt đất phía trước, đau đến co quắp, giống như linh hồn vỡ nát tan tành. Con gái cha, hách dục hải liên tục từng đợt vung đấm, nặng nề đập vách tường đá, mặc kệ cho xương tay kia vỡ vụn lại dùng tay bên này đập tiếp, vừa đập vừa gọi to, vẫn còn con gái của tôi. Từng đợt khóc nỉ non trong im lặng, như mặt co quắp cơ thể run rẩy của mình, miệng bị nhét phải trắng nhưng vẫn đón mưa to gió lớn, vươn hai tay đã đẫm máu ra, bò đến mép sườn núi, mặt lộ ra tia kích động nhưng thần thái đáng thương, đau lòng, sụp đổ. Nhìn cha cứ như vậy vùng đấm nặng nề đập lên cửa hang chỗ mình bị giam, lần đầu tiên, lần đầu tiên cảm giác được mình có một người máu ngủ ruột thịt, lần đầu tiên cảm giác được mình là một đứa trẻ có cha. Cha, CSA. Một loạt ngôn ngữ không có âm thanh từ cơ thể run rẩy truyền tới, cô không ngừng nhòi người trên mặt đất, đau lòng rơi lệ nhìn cha vì mình mà như vậy nhưng cô vẫn còn nghi ngờ bối rối xé lòng hỏi trời hỏi đất hỏi thế gian cha nếu cha quý trọng con gái như vậy thì tại sao lúc ấy lại muốn lợi dụng con hôm nay con đi tới bước đường này cũng là do cha ban tặng cha tới cứu con cha cứu được con nhưng liệu cha có cứu vớt được linh hồn của con không cô tiếp tục nỉ non khóc trong im lặng trang hạo nhiên lạnh lùng nhìn thật sâu về phía như mà đang co quắp trên mặt đất Nhìn về phía thân thể đang run rẩy kia bởi vì cha mà đau khổ, nhưng anh chỉ lạnh lùng sâu kín nói: "Tôi luôn luôn có một nghi ngờ, chính là cô tên sát nhân khát máu như cha cô, rốt cuộc có phải hay không còn coi trọng sinh linh con người. Vì tìm đáp án này, con đường hai cha con các người đi thật là khổ quá. Trên cái thế giới này, chuyện tàn nhẫn nhất là lợi dụng chính người thân của mình để đi tổn thương người khác. Quá khứ của cô đã dùng phương thức đấy làm tổn thương bao nhiêu người rồi?" như chân với tay, đây là duyên phận khó có được trên thế gian này. Cô nhìn một chút đi, cha cô vì cô đấm bước tường đá kia ngay cả xương cốt đều vỡ vụn. Đây là loại đau đớn ra sao, cô hiểu được chứ? Như mặt nằm bò nhếch nhác trên mặt đất, nghe thấy lời của Trang Hạo Nhiên như vậy, lại tiếp tục đau lòng hướng chính giữa vách đá kia nhìn cha mình vẫn đang căm phẫn đau lòng đấm vào vách tường đá, máu tươi lũ lượt trượt xuống vách đá trơn nhẵn, bắn tung tóe lên cây hoa lựu, một cơn đau đớn ập lên cả thể xác lẫn tinh thần làm cô khóc nức nở. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên nhìn thật sâu về phía thân thể như mà đang co quắp, rơi lệ thống khổ nhìn về phía cha. Anh không nhịn được nhớ tới việc mình không thể nhận anh trai, đôi mắt kịch liệt chợt lóe rồi cười lạnh nói. Tôi vì tìm câu trả lời cho huyết thống mà đi trên con đường cũng thật đau khổ. Tất cả những thứ này không khỏi bái lại cha con các người ban tặng hôm nay rốt cuộc để cho tôi tận mắt thấy tất cả những thứ này, tôi rốt cuộc có nên cho hai cha con cô cơ hội nhận nhau không? Hay là để cho các người thiên đường hạ giới vĩnh viễn chia cách? Sự lựa chọn này là ở cô. Cơ thể như mặt không ngừng run rẩy, rơi lệ nhìn về phía cha đang treo lơ lửng giữa vách đá, tựa như dùng hết sức lực, hai quả đấm đập đến mức máu thịt lẫn lộn vỡ nát nhưng cơ thể run rẩy vẫn muốn đưa tay bới đống đá rốt cuộc cũng di động. Trái tim cô lại từng cơn đau đớn, nó ban đầu vốn ẩn núp trong con người khác của cơ thể cô, cuối cùng dường như cũng yếu ớt thức tỉnh. Đôi mắt cô kích động tràn lệ, ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên tia sáng sắc bén nhìn về phía cô. Trương Thục Giao ngay lập tức bước lên, nhìn như mặt lạnh lùng nói. Như mặt, cô cất giấu chìa khóa tài sản cách xù cùng danh sách hối lộ quan chức ở chỗ nào. Đưa ra đây, chúng tôi lập tức để cho hai cha con các người có cơ hội gặp nhau như mặt ngước cặp mắt không ngừng rơi lệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn thật sâu như mặt, đôi mắt lạnh nhạt rồi ra lệnh, bỏ miếng vải trong miệng cô ta ra. Lãnh mặc hàn lập tức bước lên, nhanh chóng lấy miếng vải trong miệng của như mặt ra, mới chịu uy hiếp cô giao ra danh sách quan chức. Trong thời khắc trời đất nghiêng ngả bất ngờ truyền tới một loạt tiếng súng kinh khủng, đem cả thế giới triệt để xoay tròn. Trường 1203, ăn bữa cơm. Buổi trưa, Tưởng Thiên Lỗi vừa họp xong một hội nghị quan trọng, tay cầm một phần văn kiện, lúc trở lại phòng làm việc của mình, anh hơi ngưng, đứng ở cạnh cửa, cư nhiên nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất bên cạnh bàn ăn, mặt bộc lộ biểu tình trầm tĩnh, tay trái cầm một chén cơm, tay phải cầm đôi đũa, đối diện bàn ăn mỹ thực kiểu Trung Quốc, gắp lên một miếng thức ăn, yên lặng như vậy nhai. Tưởng Thiên Lỗi hơi nhíu mi tâm, thật sâu biểu tình dừng ở động tác kỳ quái của người này, đang suy nghĩ cậu ta lại phát bệnh thần kinh gì. Dừng lại một hồi, anh rốt cuộc cất bước đi qua. Trang Hạo Nhiên dường như đang chuyên tâm hưởng thụ mỹ thực, lại nghe đến cước bộ chìm nổi, anh hơi giật mình, quay mặt sang nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi đã cất bước đi tới, anh đột nhiên dương mặt cười, nói, "Đã trở về. Ăn cơm không? Nơi này dường như lại là địa phương của cậu ta." Tưởng Thiên Lỗi tức giận liếc mắt xem xét người này một cái, mới chậm rãi đi tới trước bàn ăn, liếc một cái những món ăn trước bàn ăn kiểu Trung Quốc, có mực tươi xào cần tây, sò biển tôm, cá hầm đậu phụ. Anh vừa nhìn món ăn này, vừa từ từ cởi nút áo âu phục của mình, cởi ra tùy ý để ở sau ghế, lúc này mới mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, ngồi ở trên bàn cơm, dường như vô ý trầm mặt hỏi, văn phong lại làm sai chuyện. Hôm nay không phải 50 Mỹ thực địa phương, lại là vừa hát ra. Trang hạo nhiên mặt bộc lộ biểu tình nhàn nhạt, nhạt, thật sâu liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái, mới có nửa điểm bất đắc dĩ cùng bật cười nói, nói lời này, mỗi ngày cùng anh chống đối lại không thể có một điểm hài hòa trên bàn bất quá bảy món ăn anh thích sao cho nên mới cảm thấy khủng bố tưởng thiên lỗi hai tay trực tiếp hơi ôm vai nhíu mày sâu rừng ở trang hạo nhiên hơi theo thói quen cười chế nhạo cùng chiều cười nói cậu luôn luôn không làm chuyện tốt làm nhất định có mục đích trang hạo nhiên nghe lời này vừa cười gắp một khối cá tuyết bỏ vào trong miệng nhai vừa nhìn tưởng thiên lỗi nhịn không được đùa anh nói có như thế rõ ràng nói đi đã xảy ra chuyện gì tưởng thiên lỗi trực tiếp mặt lạnh nhìn cậu ta không muốn nói lời vô ích trang hạo nhiên lại một trận bất đắc dĩ bật cười dùng chiếc đũa khơi màu một điểm cá hầm đậu phụ bỏ vào trong miệng khẽ mím môi thịt cá trơn mềm cùng mùi thơm lúc này mới phảng phất có điểm hồi ức chuyện cũ nhàn nhạt nói có thể có chuyện gì chính là muốn cùng anh ăn một bữa cơm thế nhưng tôi vừa lúc ăn cơm đột nhiên mới nhớ tới hình như anh là người dạy tôi cách dùng đũa Tưởng thiên lỗi nghe lời này, mặt tức khắc lại bộc lộ nụ cười chế nhạo, nhìn nói với Trang Hạo Nhiên, đừng nhắc tới việc này. Nhắc tới tôi liền hối hận, tôi dạy cậu cách dùng đúa, tôi gắp cái gì, cậu liền gắp cái đó. Sau đó tôi sẽ không có mà ăn. Trang Hạo Nhiên nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi cười. Tưởng thiên lỗi không lại để ý tới người này, mà là mặt trầm lại tay nâng lên một chén cơm và cầm lên một đôi đúa bầy ở chính mình trước bàn ăn, hơi cúi người gắp cá hầm đậu phụ mà mình thích ăn nhất, bỏ vào trong miệng nhẹ mím môi. Một ngày người luôn có lớn lên, Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía tưởng thiên lỗi, lại bật cười nói, vậy có thể mỗi ngày cướp vật của anh. Huống chi quan hệ của chúng ta cũng không có tả ác đến cái loại tình trạng này. Một đôi đúa, hai người, giữa vận mệnh chúng ta, vốn bất đắc dĩ cho nhau quấy rầy cùng một chỗ, tựa như huynh đệ. Bởi vì hoàn cầu, đã định trước không có cách nào phân được quá rõ ràng. Huynh đệ, Tưởng Thiên lỗi trực tiếp mặt lạnh lùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói từ nhỏ đến lớn. Cha vẫn giáo huấn tôi phải đối tốt với cậu, giáo huấn tôi phải khoan dung cậu, giám sát cậu, thời gian tôi 9 tuổi đã ngồi ở trước phòng học nghe nghị giảng. Cậu và các bằng hữu lại chơi trốn tìm, mỗi ngày đều điện chạy đuổi theo thỏ, tôi chưa từng nghĩ cậu là đối thủ của tôi, hơn nữa còn là đối thủ nhân sinh trọng yếu như vậy. Mặc kệ là nghề nghiệp hay tình yêu vận mệnh của tôi luôn luôn vô tình buộc tôi và cậu cùng một chỗ, bất đắc dĩ nhường nhịn cậu, nhân nhượng cậu. Bị cậu xâm lấn thế giới của tôi, để tôi phẫn nộ và phát điên. Tôi chỉ có ở trên một việc, cảm giác mình là an toàn. Chính là tôi cùng cậu không có quan hệ huyết thống. Trang hạo nhiên hai tròng mắt run nhẹ nhẹ, mặt chậm chạp trầm xuống, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, vẫn như cũng mang theo nghi ngờ hỏi, thật có. Hận tôi như vậy, tôi cho rằng, ít nhất tôi đối với anh, là một loại khác ý nghĩa làm bạn. Làm bạn, tưởng thiên lỗi cười chế nhạo một chút, mới nhìn nói với Trang Hạo Nhiên, cho nên hôm nay để tôi như thế cô độc sao. Trang Hạo Nhiên sắc mặt hơi hiển thâm trầm, lưu chuyển hai tròng mắt nhớ tới tiếng súng vách núi kia, hai tròng mắt anh lại hơi run rẩy, toàn bộ mạch suy nghĩ dường như nhẹ bay, lại buộc tính mạng của anh có vẻ như vậy trầm trọng, rốt cuộc. Thanh âm anh khàn khàn, phảng phất từ cổ bên trái gian nan, rất khó chịu xé rách ra điểm chân tướng kia, yếu ớt nói, tôi đúng là một người tàn nhẫn, vì có thể trở thành đối thủ của anh, tôi vẫn không ngừng nỗ lực. Nỗ lực quên một ít quá khứ ký ức quá nặng nề. Tưởng thiên lỗi hai mắt híp lại, nghi hoặc thâm trầm nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mặt hơi cường ngạnh, lại lộ ra mấy phần cảm xúc cười khổ, hai tay giao nắm cùng một chỗ, yếu ớt nói, tôi tình nguyện người nhiều năm trước rơi vào vách núi là tôi. Như vậy tôi liền không cần đứng ở đỉnh núi, thấy rõ hết thảy trước mặt của tôi. Tôi tình nguyện bị sóng biển vô tình mà mơ hồ cuốn đi, như vậy nhân sinh của tôi và anh có thể rõ ràng như nhau. Tôi hâm mộ anh đối đãi yêu hận tình thù, như vậy tiêu sái vô cùng. Tôi hận cái chân tướng kia nên đẩy anh rơi xuống vách núi. Tôi hận cái để tôi thừa thụ hai mươi mấy năm trầm trọng cùng ái này anh. Tôi vì chân tướng này, đi được thật là thống khổ. Nhưng là hôm nay phát sinh tất cả chuyện này, tôi mới hiểu được. Tất cả nỗ lực này, còn không quan trọng bằng cùng anh ăn bữa cơm. Tưởng thiên lỗi hai trong mắt kịch liệt trượt lóe, hơi hiển ngưng trọng nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên hơi cúi đầu, kiềm chế tâm đau đớn cùng mạch suy nghĩ, thiên ngôn vạn ngữ dường như hóa thành vô hạn tái nhợt. Trang hạo nhiên, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tưởng thiên lỗi lập tức hơi có vẻ trầm trọng nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên mặt bộc lộ mấy phần bi thương, có một số việc, nghĩ thay người kia đi làm, có vài người, nghĩ thay người kia quyết định, muốn vì anh ấy bảo lưu hoàn chỉnh tâm tình nhưng là mình thực sự nỗ lực khuôn mặt anh lại ẩn nhẫn mấy phần áy náy cùng bi thương chậm rãi chậm rãi anh một trận trầm mặc im lặng đứng lên hạo nhiên tưởng thiên lỗi thoáng cái đứng lên vươn tay nắm chặt tay cậu ta khẩn trương cùng trầm trọng hỏi rốt cuộc làm sao vậy trang hạo nhiên thật sâu quay đầu nhìn về phía mặt tưởng thiên lỗi thâm trầm cùng lo lắng lời của anh ẩn nhẫn mấy phần cuối cùng lại chậm rãi lắc đầu nói không có việc gì tôi chỉ là có điểm cảm khái cảm khái hai mươi mấy năm trước tôi thất thủ đem anh đẩy xuống vách núi tạo cho chúng ta cả đời cừu hận giả như giả như tôi ở khi đó chậm rãi hướng anh giải thích tôi hiểu lầm tôi tin anh sẽ rõ giả như tôi ở cuộc sống tương lai hướng anh chậm rãi giải thích lý tưởng của tôi hoài bão của tôi tôi tin anh sẽ cùng tôi cộng đồng tiến thoái rõ ràng có nhiều thời khắc như vậy lại phải chờ tới người kia lúc thừa thụ tuyệt đối cô độc mới nghĩ tới một điểm Mặc kệ anh hận tôi thế nào, anh yên tâm, tôi cứ làm việc lại hèn hạ vô sỉ, tuyệt đối sẽ không. Cũng không có tư cách tiến vào gia đình của anh, cướp giật điểm ấm áp cuối cùng kia của anh. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nắm chặt cổ tay Trang Hạo Nhiên, vẫn như cố thật sâu nhìn về phía cậu ta. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên thầm trầm nhớ tới hôm nay phát sinh tất cả, thiên ngôn vạn ngữ lại nuốt ở nơi cổ họng, vô pháp đối diện tiền nhân nói ra chân tướng. Bởi vì anh từng như vậy yêu thương sâu sắc nữ nhân kia. Nữ nhân còn hơn cả tính mạng của anh, cũng là tính mạng lớn nhất của anh, chính là bởi vì hồi ức như vậy, là trầm trọng cùng mệt mỏi. Tưởng thiên lỗi lúc này, cũng chỉ là đau lòng cùng trầm mặc, vẫn như cũng nghi ngờ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không muốn nói nữa, chỉ là trầm mặc xoay người, kéo âu phục màu trắng của mình, mặt trên còn cất dấu vết máu, trên vai của mình còn cất giấu một viên đạn, đó là anh căn bản nên vì như mặt đỡ viên đạn kia. Không vì cái gì khác, chỉ vì ca ca một điểm hoàn chỉnh tâm tình. Thế nhưng anh cuối vô lực vãn hồi, yếu ớt, yếu ớt, anh hơi có vẻ mệt mỏi cùng vô lực tay cầm âu phục, ẩn giấu điểm vết máu, chậm rãi đi về phía cửa lớn phòng làm việc. Hạo nhiên, tưởng thiên lỗi lại nghi hoặc cùng lo lắng nhìn về phía bóng lưng trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên không muốn nói chuyện, mà là như vậy trầm trọng cùng bất đắc dĩ đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi nhưng chỉ là nghi ngờ đứng ở cạnh cửa, nhìn về phía bóng lưng trang hạo nhiên, cuối cùng vô lực không nói luận cái gì. Mưa rền gió dữ, trung vách núi sử phi thiểm mà đến, trận tiếng súng, rung trời vang động lên. Trang hạo nhiên thân thể có vết thương do đạn bắn, trong nháy mắt lại ôm chặt như mặt trúng đạn, cúi xuống phía dưới, đau lòng mà khẩn trương nhìn về phía cô, kêu to, như mạt như mặt sắc mặt tái nhợt, miệng tràn ra máu tươi, hai tròng mắt chiếc xạ ra ngày đó lệ quang, yếu ớt nhìn về phía trang hạo nhiên, vươn tay run run dẩy dẩy tay cầm một góc âu phục của anh, thân thể cuối cùng lại co quắp, kịch liệt chịu đựng thống khổ, rơi lệ khóc nhìn về phía trang hạo nhiên, thống khổ hối hận. Run run dẩy dẩy từng chữ từng chữ nói, nói cho thiên lỗi. Nói tôi yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy, tôi sẽ dùng linh hồn đời đời kiếp kiếp, đi đổi anh ấy một điểm tịch mịch cùng cô độc thỉnh từ nay về sau, hảo hảo mà làm bạn nam nhân này. Tôi sai rồi, tôi, sai rồi, chỉ mong tôi cùng với anh ấy muôn đời giữa luân hồi, không bao giờ gặp gỡ nữa. Như mà kiếp này nói xong, khóe mắt cuối cùng chảy xuống nước mắt, tay liền vậy rơi vào giữa nước mưa. chương 1204, Nguyện vọng. Tiểu khu màu trắng. Nhã tuệ dùng xong bữa tối, sau khi tắm rửa, mặc trang phục ở nhà màu hồng phấn, đi ra khỏi phòng mình, trực tiếp xuống lầu, đứng tại chỗ rẽ cầu thang, nhìn thấy lạp lạp cùng tiên nhi đang vừa nói vừa cười cầm khăn lau màu trắng, lau nhẹ món đồ sứ thanh hoa, còn thi ngữ đang đem tổ yến trưng cùng đông trùng hạ thảo mà diệp mạn nhi cử người đưa tới, thật cẩn thận đặt trong một hộp gỗ cổ, lại lưu ý phòng bếp canh tuyết lê muốn tặng cho đường tiểu thư, đã trưng xong hay chưa? Nhã tuệ mỉm cười nhìn về phía mọi người, vừa xuống lầu vừa cảm kích nói, thật là vất vả mọi người, vừa mới cùng khả hình từ khách sạn trở về, lại phải bận trước bận sau như vậy không có chúng tôi làm đều rất vui vẻ lạp lạp cùng tiên nhi xác thực rất thích theo khả hình liền vội vàng cười rộ lên nói rất bắt kịp xu hướng thiên chân vô tà của tiểu nhu đúng vậy thi ngữ thật cẩn thận bưng hộp gỗ cổ đặt lên giá cổ phía sau bàn ăn mới mỉm cười nói đây là việc chúng tôi phải làm chỉ cần đường tiểu thư thoải mái chúng tôi cũng sẽ vui vẻ thực sự rất cảm kích các cô nhã tuệ nói mỉm cười nói xong lại hơi nghi ngờ nhìn toàn bộ phòng khách kỳ quái hỏi, đúng rồi. Khả hình đâu, sao lại không thấy cô ấy? Thi ngữ cũng dừng lại, nghĩ nghĩ, mới nhìn nhã tuệ nói, cô ấy hình như sau khi dùng xong bữa tối, đi thẳng lên lầu, vẫn chưa xuống. a à, nhã tuệ kỳ quái, nghĩ trận thi đấu lớn vừa kết thúc, sao cũng không xuống lầu nghỉ ngơi một chút. Cô nghi hoặc trầm mặc xoay người, cất bước đi lên lầu, đi tới rèm cửa trắng trước phòng đường khả hình, vươn tay nhẹ nhàng gõ, mới mềm giọng gọi, khả hình. Tiến vào, một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng đáp lời. Nhã tuệ liền mỉm cười đẩy cửa ra, thế nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, lại bị mọi thứ trước mắt dọa cô sợ ngây người, cô không thể tin nổi dừng lại, nhìn về phía toàn bộ mỗi góc của căn phòng, cư nhiên tất cả đều phủ kín vé máy bay đi khắp nơi trên thế giới, có Paris, Italy, Đức, sông Rai. Cô chỉ là nhìn thấy vé máy bay này, cũng không khỏi một trận cảm xúc dâng trào, lại từ từ cất bước đi vào trong phòng, lại nhìn thấy đường khả hình đang mặc quần áo thể thao màu trắng sau khi đã tắm rửa xong, mái tóc dài mềm mại mà ẩm ướt, để lộ đùi thon dài trắng nõn của cô, hai tay ôm đầu gối, ngồi trên sofa bí đỏ hình tròn bên cạnh giá sách, ngẩng đầu, nhìn về phía 30 tấm vé máy bay đi Luân Đôn mở ra treo trên vách tường, mỗi nét chữ trên vé máy bay đều có vẻ như tình ý triền miên, mặt không khỏi bộc lộ nụ cười ngọt ngào mà mộng ảo. Hai tròng mắt thỉnh thoảng ánh lên sự dịu dàng, dường như ngượng ngùng tưởng niệm người nào đó ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép nhã tuệ mặt bộc lộ vẻ quái dị đi tới trước mặt đường khả hình nhìn về phía cô ngốc nghếch như vậy nhịn cười không được nhưng vẫn tò mò hỏi chị nói đây là có chuyện gì ở đâu lại có nhiều vé máy bay như vậy a à? đây là bao nhiêu tiền a à? đường khả hình nghe lời này nhưng chỉ ôn nhu ngọt ngào nhìn về phía cô mang theo vài phần ngạc nhiên vui mừng như một đứa trẻ hỏi nhã tuệ Cuộc đời của chị, có muốn đi nơi nào hay không? Chính là đột nhiên nhắm mắt lại, đã nghĩ muốn đi nơi nào. Nhã Tuệ một trận cười bất đắc dĩ ý nhìn về phía đường Khả Hinh. Nói mau, đường Khả Hinh nhìn về phía Nhã Tuệ, gần như nũng nịu nói. Nhã Tuệ đứng trước mặt đường Khả Hinh, tạm dừng nghĩ nghĩ, mới nhìn cô, mang theo một chút hướng tới, mỉm cười nói chị muốn đi California. Chị nghe nói nơi đó có ánh mặt trời đẹp nhất thế giới chị muốn cất bước trong vườn cam chiếu quả, hưởng thụ ánh mặt trời như nước trái cây kia. Cho cuộc sống đã từng có những gian khổ của chúng ta, lại chưa đầy ánh sáng mặt trời. Đường khả hình nghe lời này, hai mắt sáng ngời, bỗng chốc đứng lên, cúi người xuống nhìn xung quanh, rốt cuộc mỉm cười trên bàn học của mình, vươn tay, cầm lên một vé máy bay trải ra trên mặt đất, hiện ra trước mặt nhã tuệ, quả nhiên là một vé máy bay đi California ở Mỹ, cô cảm xúc dâng trào, rất nhanh mà cảm động cười nói, ở vùng Sonoma bang California nước Mỹ, có một trang viên nổi danh thế giới, tên là trang viên Jordan. Nó nằm ở thung lũng Alexander, vườn nho kia rất đẹp, một đại lộ rộng lớn mà bằng phẳng, hai bên là cây sồi thẳng tắp, rừng cây um tùm, bên ngoài trang trại rượu xinh đẹp, còn có hàng rào cây xanh leo đầy, nở hoa đỏ thấm. Một bãi cỏ rộng xanh mướt rộng lớn, không khỏi làm người ta vui vẻ thoải mái. Đó là một nơi rất rất đẹp đó là một trang trại rượu rất rất đẹp. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nhã tuệ trầm mặc nhìn về phía đường khả hình, cảm nhận được cô gái này có chút hạnh phúc và vui sướng không dễ có được, cô không khỏi mỉm cười, hai tròng mắt hơi hồng hào. Chị có phát hiện không? Đường khả hình lại cảm động cùng kinh ngạc nhìn về phía nhã tuệ, nói chị có phát hiện ra bí mật của những tấm vé máy bay kia chưa? Nhã tuệ không hiểu, chậm rãi cúi người, Nhìn về phía vé máy bay trải ra trên mặt đất, cũng không nhìn ra có cái gì không ổn, liền ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi: "Bí mật gì?" Đường Khả Hinh hai tròng mắt đẫm lệ, nhìn về phía Nhã Tuệ, kích động nói: "Những vé máy bay ấy, đi đến mỗi rượu trang xinh đẹp nhất trên thế giới này, chỉ có một." Nhã Tuệ thật sâu nhìn về phía cô. Tim Đường Khả Hinh bỗng nhiên đau nhói, lại đau đến mức hạnh phúc nhìn về phía Nhã Tuệ, nghẹn ngào nói: "Anh ấy biết cả cuộc sống của em vẫn ấp ôm nguyện vọng thuộc về rượu nho anh ấy hiểu rõ em khát vọng như thế một thân một mình đi đến những trang viên ấy bất kể là vùi trong gió tuyết hay là đạp lên ánh mặt trời anh ấy đều hy vọng em có tự mình đi cảm nhận phần trí tuệ thuộc về mình kia đặc sắc của chính mình chút hương hoa của chính mình kia thật tốt anh ấy yêu em anh ấy nguyện ý vì cha em chịu đựng sự cô quạnh kia anh ấy nguyện ý vì lý tưởng của em chịu đựng sự cô đơn kia anh ấy vẫn sẽ ở sân bay chờ em, chờ đợi ngày em thật sự có thể cùng anh ấy đi. Đôi mắt Nhã Tuệ đẫm lệ nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Chị mau nói cho em biết, những tấm vé máy bay này có phải thật vậy hay không? Chút hạnh phúc ấy có phải thật hay không?" Đường Khả Hinh đột nhiên trở nên rất kích động nhìn về phía Nhã Tuệ hỏi. Nhã Tuệ đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, đối mặt với hạnh phúc lại căng thẳng như vậy, cô vươn tay Ôn Nhu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trước mặt, mới cúi xuống dưới, thật lòng nói, "Nhà đầu ngốc. Nếu như quá khứ em đã gian khổ như vậy mà vẫn đi tới, lại càng gian khổ hơn nữa. Như vậy tất cả có ý nghĩa gì? Hạnh phúc cuối cùng sẽ trở lại, mộng tưởng cũng cuối cùng sẽ đạt được." Đường Khả Hinh nước mắt lăn dài, thật sâu tha thiết nhìn về phía Nhã Tuệ, nghẹn ngào hỏi, "Thật vậy sao?" Nhã Tuệ cơ hồ khẳng định mà mỉm cười gật gật đầu sau đó nhẹ vỗ về đường khả hinh ngồi trên sofa bí đỏ thở dốc một hơi mới nhẹ ôm lấy thân thể cô mềm giọng nói đừng cứ nơm nớp lo sợ như vậy mọi thứ đều là do em cắn răng kiên trì lấy được tương lai mặc kệ chú đường là vì nguyên nhân gì phản đối hai người nhưng còn gì so với tình yêu có thể hạnh phúc hơn còn gì có thể chống lại khảo nghiệm khoảng cách không gian và thời gian sẽ tốt đẹp hơn tôi tin hai người mặc kệ là một thân một mình tách biệt mỗi người một nơi đều sẽ yêu nhau như vậy. Đây là tình yêu càng trưởng thành hơn, càng đẹp hơn. Đường khả hình tựa vào lòng nhã tuệ, hai chồng mắt run run ngấn lệ. Sẽ hạnh phúc, chị tin, nhã tuệ lại nhẹ ôm lấy đường khả hình, chân thành mà xúc động nói. Đường khả hình dần có chút tin, hai chồng mắt bộc lộ sự ôn nhu, nhìn những tấm vé máy bay trải đầy mặt đất, cô không khỏi xúc động mà cười. Nhã tuệ cũng mỉm cười nhìn về phía những tấm vé máy bay kia, mềm giọng nói chị nói. Nếu như thi đấu xong, mặc kệ kết quả thế nào, em muốn nhất đi đến nơi nào? Đường Khả Hinh nghe lời này, hai chồng mắt lóe lên, lại chậm rãi nhìn lướt qua những tấm vé máy bay trên mặt đất, nhớ tới Trang Hạo Nhiên từng ở Provon một nơi xinh đẹp lãng mạn, trong nhà bày ra giấy viết thư màu lam cùng hoa hồng, trong lòng cô bỗng có chút ngọt ngào, mới tựa vào lòng Nhã Tuệ, mềm giọng nói, em muốn đi Provon. Bắt trước người kia một mình đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, sau đó sẽ ở nhà nhà bày ra giấy viết thư màu lam cùng hoa hồng, nói cho mọi người ở nơi đó. Nói rằng em yêu anh ấy. Nhã tuệ nhịn không được bật cười, nói, người ở chấn nhỏ kia, không phải rất bận. Vì tình yêu của hai người. Đường khả hình lại ngượng ngùng cười. Còn nữa, vừa mới thi đấu xong, có nguyện vọng gì? Nhã tuệ cố gắng hỏi một vài chuyện vui vẻ. Đường khả hình tựa vào lòng nhã tuệ, trầm mặc nghĩ nghĩ, rốt cuộc mới bộc lộ vẻ thần bí ngọt ngào, cười nói, "Em, em muốn đến ngủ trong nhà của Trang Hạo Nhiên." A, à, Nhã Tuệ nghe lời này, kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, bật cười nói, "Em nói cái gì?" Đường Khả Hinh lập tức dường như đứa trẻ, mở to mắt, nhìn về phía Nhã Tuệ thẳng thắn nói, "Em muốn ngủ trong nhà anh ấy. Chính là cái nơi có cha mẹ và chị gái anh ấy. Đầu tiên tối hôm đó, chúng ta người một nhà vừa nói vừa cười dùng xong bữa tối, sau đó em đi tắm rồi Trang Hạo Nhiên có lẽ cùng cha mẹ và chị gái nói chuyện cười đùa, hoặc có thể ở phòng ngủ, bận chuyện công ty. Sau khi em tắm xong, mặc áo ngủ màu hồng phấn đi ra, tới trước phòng của chị gái, rất hiền tuệ nói, chị, em đi ngủ, chúc ngủ ngon. Cô nói xong, cả khuôn mặt tựa như đang nằm mơ, mở to mắt, ngốc như một chú vịt, rất ngọt ngào. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nhã tuệ không thể tin nổi mở to mắt, há to mồm, nhìn người này sau đó đường khả hình vẫn chưa xong cô lập tức bộc lộ một điểm cấp thiết cuộn hai chân lại tựa vào lòng nhã tuệ mang theo chút kích động cùng xôi trào cười rộ lên nói sau đó em sẽ như cô con dâu ngoan hiền nhất trong thiên hạ đi tới trước cửa phòng cha mẹ chồng nhẹ nhàng gõ gõ cửa sau đó mặt tươi cười đẩy cửa đi vào hướng về phía bọn họ nói cha mẹ con đi ngủ chúc ngủ ngon phốc đường khả hình thoáng cái vươn hai tay vô cùng xấu hổ che mặt đắc ý cười nói, em có thể cảm giác được, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ nói với em chúc ngủ ngon. Sau đó em trở về phòng ngủ của mình, lập tức giống như nhảy cầu quán quân, nhào vào lòng trang hạo nhiên, lúc đó, anh ấy có thể bận việc, em đi ngủ trước. Phốc, thân thể cô có chút run rẩy, xấu hổ cúi xuống, thật vui vẻ run run cười. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, nhã tuệ mặt bộc lộ vẻ dở khóc dở cười, nhìn về phía dáng vẻ này của đường khả hinh, lập tức. Cô bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bật cười nói, được rồi. Chị rốt cuộc có thể yên tâm kết hôn. a à, đường khả hình trên mặt còn chút xấu hổ mà mơ mộng, lại bộc lộ chút nghi ngờ, nhìn về phía nhã tuệ hỏi, vì sao? Vì sao, nhã tuệ trực tiếp vươn tay, đập vào vai đường khả hình một cái, mới có điểm mất mát kêu lên, nhà đầu chết tiệt kia. Lúc chia tay với tổng giám đốc tưởng, thời điểm cãi nhau với tổng giám đốc trang, mỗi ngày ẩm ý chị không được lập gia đình, em muốn cùng chị vĩnh viễn cùng một chỗ. Hỏi nguyện vọng em sau khi thi đấu là gì, em lại là đến nhà người khác đi ngủ, trong mắt em căn bản không có chị, cánh cứng cắp rồi, có đàn ông rồi, liền không cần bạn bè nữa. Ôi, không nên nói như vậy, em cũng đem chị theo, đường khả hình thoáng cái nhõng nhẽ ôm lấy nhã tuệ, mặt đỏ bật cười nói. Chị tại sao muốn đi cùng với em? Nhã tuệ làm bộ muốn đẩy cô ra, bật cười nói, chị phải cảm ơn Tổng Giám Đốc Trang đã nhiều năm như vậy, chị cuối cùng cũng có thể đem em cái người này bán ra được rồi. Không nên nói như vậy, đường khả hình lại nũng nịu ôm lấy nhã tuệ. Nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy, thi ngữ bưng canh tuyết lên mỉm cười đi vào phòng, cũng không kỳ quái bởi căn phòng đầy vé máy bay này, bởi vì đây là kết quả mà đường khả hình sai tiên nhi cùng lạp lạp bận rộn cả ngày, nhưng nhìn về phía các cô vui vẻ như vậy, liền tò mò hỏi. Nói chuyện đến nhà người khác ngủ, cái thứ không biết xấu hổ nhã tuệ nhịn cười không được đường khả hình nhất thời mặt đỏ hồng nhìn về phía nhã tuệ xấu hổ thi ngữ mỉm cười không lên tiếng lại bưng canh đi tới trước mặt đường khả hình mềm giọng nói đường tiểu thư canh tuyết lê hầm sóc rồi cô uống trước đi canh tuyết lê đường khả hình nhất thời mở to mắt nhìn về phía thi ngữ quan tâm nói hôm nay lúc trở lại thấy tiểu vi lái xe nói giọng khàn khàn cô nếu như hầm nhiều canh bưng qua cho cô ấy một chén được Thi ngữ mỉm cười gật đầu. Lúc này, đêm lạnh như nước, mưa lớn vừa qua đi, không khí lạnh như băng. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà lúc đứng ngoài biệt thự, nét mặt căng thẳng, nhìn tình hình xung quanh, thỉnh thoảng cùng Đỗ Huy và Khương Vĩ liên lạc, đột nhiên một bóng đen nhanh như tia chớp lùi qua, hai mắt sắc bén của các cô lóe lên, thân thể nhanh như chớp bay ra ngoài, chương 1205, đi. Một con mèo. Trong bóng tối, hai cô gái mặc đồ đen ôm sát vào người, tóc buộc cao, ánh mắt lạnh lùng ý cẩn thận quan sát xung quanh. Hai người ngày chợt dừng ánh mắt chỗ con mèo đen đôi mắt màu sáng đang lấp lánh trên cành cây đào. Con mèo dường như cũng e sợ chậm rãi bước qua, sau đó nhanh chóng nhảy vọt qua cành cây rồi biến mất trong bóng tối. Đi thôi, tiểu hà ánh mắt sắc nhọn nhìn em gái. Sau đó hai người xoay người, rất nhanh tiến đến gần biệt thự. Họ rất đề cao cảnh giác, di chuyển nhẹ nhàng. Hai người đã đến trước cửa biệt thự, chỉ vài bước nữa thôi là vào trong những bước chân của họ chợt dừng lại. Giữa không gian tĩnh mịch, bỗng một có một thanh truyền đến, họ xoay người nhưng chỉ thấy một cái bóng, cái bóng di chuyển như một cơn gió nhẹ. Họ không thể nhìn thấy được gì hơn. Hai cô gái đảo mắt nhìn cung quanh nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì, như có một bóng ma lao về phía họ. Một bàn tay to khỏe nhanh chóng vặn lấy cánh tay cô gái bẻ ngược về phía sau. a à, cả người tiểu vi vừa giật mình vừa đau đớn mà kêu to một tiếng đã có một cái bóng khát nhanh chóng dùng dao đâm thẳng vào bụng cô, hai chân cô khủy xuống, máu chảy ra rất nhiều. Tiểu Vi, Tiểu Hà đang đánh nhau với đối thủ thì thấy em gái mình đã ngã xuống, cô gọi thảm thiết, hai khóe mắt long lanh. Trong lúc này có năm bóng đen lao tới, trong tổ chức đã được huấn luyện, Tiểu Hà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chạy lên lầu 2 đến lầu của đường Khả Hinh để bảo vệ cô. Một bóng đen lao về phía biệt thự nhanh chóng tiến lên đối phó với năm bóng đen kia ở trước cửa biệt thự anh chợt lên tiếng, là lính đánh thuê. Khương Vĩ nhanh như chấp tiến đế phía trước Tiểu Hà, giúp cô đánh vào người đối thủ một cú rất nặng, làm hắn ta lăn xuống cầu thang. Anh dùng hết khả năng của mình cố ngăn không cho bọn sát thủ tiến lên lầu 2 đến gần khả hình. Sau vườn, từ trong bụi cây chạy ra 10 tên sát thủ lao về phía Khương Vĩ. Từ trên không trung, những chiếc máy bay trực thang đã sẵn sàng bắn đạn. Khắp biệt thự đã bị bao vây, nếu xông ra ngoài bây giờ không bị trúng đạn cũng sẽ bị hít phải khí độc mà chết. Một người đàn ông mặc Âu phục màu đen, mở kính đen tiến lên, ánh mắt hắn ta lạnh lùng đến đáng sợ. Tiếng một con mèo kêu lên. Một bóng người mặc áo tím lao tới với tốc độ ánh sáng, tốc độ vượt khỏi người thường, ánh mắt sắc nhọn, tay nắm chắc 10 cái phi tiêu đã tẩm thuốc đâm chúng cả 10 người mặc áo đen. Trong nháy mắt bọn người đó lùi lại, hàng trăm lưỡi móc cá xấu sắc nhọn phun ra như mưa điệp y xoay người vươn chân mang gót giày đã được trang bị con dao sắc nhọn đâm thẳng vào người đàn ông sau lưng cùng lúc đó một bóng đen chìa khẩu súng lục qua khe cửa nắm về phía khả hinh nhắm lấy mục tiêu chuẩn bị bóp còi súng nhìn thấy như vậy điệp y nhanh nhẹn chạy tiến đến phốc viên đạn vừa rồi đã xuyên vào người điệp y máu đỏ phun ra cảm giác đau đớn gần như rất khó thở ánh mắt sắc nhọn cô nhìn về phía tay súng kia Cô dùng hết sức lực còn lại lấy một quả bom ném về phía bọn sát thủ. Bum, một âm thanh chấn động giữa màn đêm tối mịch, ngọn lửa bùng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Bên trong gian phòng đường khả hinh cùng nhã tuệ và mọi người nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa tiếng vang liền giật mình. Lạp lạp vừa định đẩy một cánh cửa sổ để nhìn ra bên ngoài thì thi ngữ lại rất nhanh mà khẩn trương nói không được mở. Nhanh đóng cửa lai, đây là cửa kính chống đạn thủy tinh, bên rất nguy hiểm. Vừa nói hết lời, chợt có người đẩy của chạy vào. Tỉnh Kỳ lúc này, mặc bộ đồ màu thở chạy vào nhìn xung quanh khắp phòng liếc mắt một cái, liền mới bước nhanh đi về hướng Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, "Đường tiểu thư, bên ngoài xác thực là có chút việc, nhưng đó là sơ sót của chúng tôi, sẽ nhanh chóng ổn thỏa cả thôi. Cô đừng lo lắng, xin cô trở về khách sạn." Khả Hinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi xoay người nói với mọi người, "Chúng ta nhanh chóng thu dọn rời khỏi đây thôi." nhã tuệ cùng đi với tôi. Vâng, thi ngữ và lạp lạp nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đường khả hình sắc mặt tái nhợt, dường như lo lắng, khẩn trương nhìn về phía tịnh kỳ. Tịnh kỳ có lẽ chú ý tới biểu hiện đường khả hình, cô đang giúp đường khả hình thu thập tư liệu, liền xoay người, nhìn về phía nàng, lại an ủi cười nói, không cần lo lắng. Sẽ ổn cả thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình vẫn như cũ nhìn về phía cô, Cố gắng lấy lại bình tĩnh mặc áo khoác bước ra ngoài. Cửa phòng nhanh chóng mở ra. Tịnh kỳ nắm lấy tay đường khả hinh, phía sau là thi ngữ nhã tuệ, còn có lạp lạp tiên nhi đi theo, nhanh chóng đi xuống lầu. Nơi đây ánh sáng hắt hiu, lập lè, lạp lạp nhẹ đẩy cửa lớn, không khí lạnh lẽo ở ngoài vườn tràn vào, mọi thứ ở đây rất hoảng loạn. Tịnh kỳ không nói gì, chỉ là nhanh chóng đỡ đường khả hinh bước đến chiếc xe đen đang đậu ở đằng kia. Đây là loại xe chống đạn thuộc loại siêu đẳng trên thế giới được thiết kế rất tỉ mỉ vì vậy khá an toàn. Đường Khả Hinh vừa lên xe, run như cầy sấy nhìn về phía Tịnh Kỳ hỏi, Tiểu Vi và Tiểu Hà đâu? Tịnh Kỳ mỉm cười ngồi vào trong xe, sâu nhìn nàng một cái, lúc này mới nhẹ tay nắm lấy tay Khả Hinh, nói, đừng lo lắng, họ đang đối phó với bọn người kia, sẽ ôn thôi mà. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Đường Khả Hinh cảm giác bất an im lặng nhìn về phía Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ nắm chặt tay mình nhỏ xuống giọt máu, nhàn nhạt bảo tài xế lái xe. Khách sạn Á Châu. Vâng, tài xế cho xe chạy. Đường Khả Hinh bất an, hai tay run rẩy, ánh mắt nhìn xa xăm, cả người thần thờ. Đường tiểu thư, cô làm sao vậy? Thi Ngữ ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dáng này Đường Khả Hinh, khẩn trương hỏi. Nhã Tuệ cũng lo lắng kêu, Khả Hinh, cô làm sao vậy? Tịnh kỳ quay mặt sang, quan sát khả hình một cách tính tế thấy cả người cô đang phát run, khóe mắt long lanh, mồ hôi lạnh chảy xuống, cánh tay bên phải cô dường như mượn áo khoác muốn che lấp cái gì đó. Tịnh kỳ phát hiện không ổn, nàng tức khắc nhanh chóng kéo áo khoác màu đen của khả hình ra, phát hiện vai cô đã bị trúng đạn, máu chảy ra rất nhiều ướt cả áo. Đường tiểu thư, chấm than ngoặc kép, thi ngữ khóc kêu lên, cô sao có thể trúng đạn rồi. Chấm hỏi ngoặc kép, khả hình, chấm than ngoặc kép. Nhã Tuệ cũng đau lòng khóc kêu lên, đây là chuyện gì? Tịnh Kỳ cũng nhanh chóng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, chỉ là thở nặng, cả người toát mồ hôi, hai mắt mơ hồ nhớ tới mình đứng trước cửa sổ khi muốn đóng cửa lại thì bị một viên đạn bắn trúng bả vai. Cô đứng trước cửa sổ cơ hồ đã nhìn thấy bóng dáng của Điệp Y ngã xuống. Điệp Y đã chạy đến trước cửa sổ, muốn đỡ lấy viên đạn giúp Khả Hinh nhưng không ngờ viên đạn lại có thể xuyên qua người Điệp Y, đâm thẳng vào bã vai của Đường Khả Hinh. Vừa lúc này dường như cô không còn gắng gượng nữa, cô nắm lấy tay Tịnh Kỳ, nặng thở dốc, khó khăn nói, "Đừng." Nói cho, "Hạo Nhiên chấm 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 ngoặc kép." Cô vừa nói hết lời thì ngất đi, hôn mê bất tỉnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1206, chúc ngủ ngon. Khách sạn Á Châu. Ngọn đèn huy hoàng ở phòng khách, vốn là cao nhất câu lạc bộ Lúc này ba gian phòng khách lầu chót xa hoa nhất, trang hoàng theo phong cách khách sạn Dubai, chỉ thấy vòng tròn điện sảnh rơi xuống hiệu ứng vũ đạo 3D theo kiểu cung điện châu Âu, mà ba cánh cửa màu trắng phòng khách VIP đang gắt gao đóng, chia ra làm nơi nghỉ ngơi của ba chuyên gia hầu rượu. Hai gian phòng khách khác còn có thể truyền đến một điểm tiếng vang âm nhạc, chỉ có phòng nghỉ của Đường Khả Hinh chính là im lặng. Một chiếc Land Rover màu đen thắng gấp ở trước cửa khách sạn, Tô Thủy Kỳ mặt bộc lộ thần tình đau lòng khẩn trương. Nhanh chóng nhảy xuống xe, đóng cửa xe phịch một tiếng, y tá theo sau, cùng hòm thuốc thần bí màu lam đậm, nhanh chóng từ bên một cánh cửa khác đi xuống, nghe nói bác Phúc đã được Tịnh Kỳ bí mật đưa đến khách sạn, đang đi vào mật đạo, tim của anh bỗng nhiên tê dần, cước bộ lại nhanh chóng nhanh hơn, chạy nhanh vào bên trong. Thang máy trong nháy mắt nhanh chóng mở ra cao xa hoa nhất. Tô Thủy Kỳ bỗng nhiên lao ra thang máy, nặng nề thở phì phò, đứng ở không gian xa hoa, nhanh chóng xem lướt qua các cánh cửa phòng rốt cuộc nhìn thấy chữ tiếng anh phòng nghỉ ngơi của đường khả hinh, tim của anh tê dần, tức khắc nhanh chóng cất bước đi về phía cánh cửa kia, nặng nề gõ, vừa gõ vừa gọi, khả hinh. Khả hinh, bên trong một điểm tiếng vang cũng không có. Khả hinh, Tô Thủy Kỳ lại nhanh chóng gõ cửa phòng, mặt bộc lộ thần sắc lo lắng khẩn trương. Không bao lâu, lạp lạp rốt cuộc vừa khóc vừa mở cửa, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, lập tức nghẹn ngào gọi Tô Thiếu ra. Cậu mau vào xem đường tiểu thư. Mau! Tô Thủy Kỳ Tâm bỗng nhiên một trận đau, nhanh chóng đi vào gian phòng, lập tức phát hiện phòng khách to lớn xa hoa, bị mảnh xa màu tím sậm nhẹ nhàng kia, đảo qua cảm giác dày đặc tối tăm, một trận mùi thuốc đông y, nhanh chóng theo bên trong gian phòng bay tới, anh tức khắc xoay người, gửi mùi thuốc, kịch liệt từ bên trong gian phòng ấy tới, trong nháy mắt đường đi tới, hai tròng mắt anh tức khắc nóng lên, đau lòng nhìn thấy đường khả hinh mặc bộ thể thao màu trắng, sắc mặt tái nhợt, môi mím chặt thân thể thống khổ co quắp nằm ở trên đệm giường màu tím sậm máu tươi nhiễm đỏ trước ngực áo của cô một tảng lớn nhìn thấy mà giật mình cô lại nghe thấy trận tiếng bước chân chuyển đến hơi quay đầu cả người vô lực mềm yếu như tơ nhìn về phía anh hai tròng mắt tràn đầy lệ gọi tô tô thủy kỳ hai tròng mắt tô thủy kỳ trong nháy mắt tràn đầy lệ nhanh chóng đi về phía đường khả hình ngồi xuống nói cũng không nói ra được chỉ là nắm chặt bàn tay nhỏ bé băng lãnh của cô cúi xuống phía dưới ẩn nhẫn phẫn nộ cùng đau lòng nặng nề hôn bàn tay nhỏ bé của cô nước mắt dọc theo cánh mũi chảy xuống đường khả hinh mặt cũng bộc lộ buồn bã nhưng vẫn là kiên kiết thần sắc vô lực nhìn về phía tô thủy kỳ tô thủy kỳ biết thời gian không nhiều trận đau lòng qua đi anh tức khắc ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía đường khả hinh nói khả hinh nhân sinh tổng có thật nhiều trách nhiệm nhưng mỗi án oan luôn có ngày đêm chiều rơi chân tướng theo thời gian chậm rãi hiện lên anh hy vọng em lúc này có thể dừng lại không muốn lại thi đấu độc tố trên người của em đang từ từ khuếch tán rất dễ nguy hiểm cho sinh mệnh không muốn lại thi đấu được không vòng thi đấu thứ ba này càng lúc càng nguy hiểm anh cũng không dám dự đoán tiếp theo gặp phải chuyện gì em xem em bây giờ thống khổ như vậy nhưng ngay cả người yêu dấu nhất đi tới trước mặt em lời nói cũng không có lúc này tịnh kỳ cùng phương di cũng mang đến lời của thủ tướng cùng ủy viên trương các cô lúc nhìn về phía đường khả hình đau lòng nói đúng vậy đường tiểu thư chuyện này đúng là chúng tôi làm không được tốt không thể bảo vệ tốt ngài chúng tôi nguyện ý tiếp thu quân lệnh xử phạt thế nhưng giờ khắc này ý tứ của trương ủy viên cùng thủ tướng mong tương lai là hy vọng ngài có thể dừng lại rời khỏi thi đấu tương lai tất cả sự việc liền giao cho chúng tôi đi chấm than ngoặc kép đường khả hình nghe lời này lập tức cảm thấy thân thể có quắp thống khổ cơ thân giống như bị hỏa thiêu, trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh, lại yếu ớt quay mặt sang, nhìn về phía tô thủy kỳ mặt như hoa đào cười rộ lên, nghẹn ngẹn ngào nắm bàn tay anh, thân thể mềm mại như tơ, thanh âm khàn khàn chậm nói: ai nói tôi thống khổ như vậy? tôi ngay cả người yêu dấu nhất đi tới trước mặt của tôi ngay cả cơ hội nói cũng không có, anh không phải người em yêu dấu nhất sao? tô thủy kỳ dừng lại, rơi lệ nhìn về phía đường khả hình đường khả hình thần sắc tái nhợt nhìn về phía tô thủy kỳ thân thể lại suy yếu cười cười mới nói anh vẫn là người em yêu chưa từng có thay đổi anh có thể hiểu em đúng hay không khả hình chấm than ngoặc kép tô thủy kỳ lại đau lòng nhìn về phía đường khả hình đường khả hình nước mắt trận trận lướt qua khuôn mặt băng lãnh lại chậm rãi quay mặt sang nhìn về phía tịnh kỳ cùng phương di yếu ớt nói thỉnh 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 hai vị thay tôi báo lại trương ủy viên còn có thủ mọi người xác thực cũng có trách nhiệm nhưng là chúng ta sinh hoạt tại một có thống lĩnh giả quốc gia tổng muốn đem sinh mệnh hòa bình cùng an bình giao cho một số người lại không có thể nghĩ tới đối mặt hết thảy tất cả thế gian người người có trách tôi không có vì ai hy sinh tôi chỉ là cá nhân độc lập làm ra nên chuyện cần làm điều này cũng không có gì rất đáng giá khuyên cáo cùng đau lòng so với tôi những người đã là vật hy sinh càng đáng giá tôn kính chấm than ngoặc kép. Cô bé này biết xong bào thai đã xảy ra chuyện, cô một trận nước nở khóc lên. Phương Di cùng tịnh kỳ đồng thời, hai tròng mắt hồng lên nhìn về phía đường Khả Hinh. Khả Hinh, Tô Thủy Kỳ lại một trận đau lòng nhìn về phía đường Khả Hinh, nước mắt lại run rẩy chảy xuống. Đường Khả Hinh lại vào lúc này, nước mắt lại trận trận chảy xuống, tay run rẩy nắm chặt tay Tô Thủy Kỳ, đau lòng cẩn thận nghẹn ngào khẩn cầu. Tô Thủy Kỳ, cứu em, van cầu anh, cứu em em nghĩ muốn sống sót em còn có một cuộc tranh tài khả hinh tô thủy kỳ cầm ngược tay đường khả hinh lại đau lòng nhìn về phía cô gái này anh nhất định có thể cứu em đúng hay không chấm hỏi ngoặc kép đường khả hinh nước mắt chảy xuống nghẹn ngào khẩn cầu hỏi tô thủy kỳ lưu chuyển hai tròng mắt nhìn về phía đường khả hinh như vậy đành phải hứa hẹn chậm rãi gật gật đầu lúc này thi ngữ cùng nhã tuệ càng khóc đem ra nước thuốc do bác phúc phân phó nhanh chóng đi đến, hầu hạ đường khả hình uống trước, bác Phúc đang ở bên trong phòng bếp cùng tiểu bạch nghiên cứu thuốc, mà Hàn Văn Kiệt được Tô Thụy Kỳ xin nhờ, nhanh chóng chạy tới, khi anh đi vào phòng ngủ, đã nhìn thấy đường khả hình mắt liếm, bên tai, cánh mũi và vị trí thất khiếu, đã hiện lên màu đen, anh nhanh chóng đi tới, trước theo bên trong y phục thông qua ngân châm, vì cô khống chế độc tố khuếch tán trong cơ thể. Vừa hạ châm, vừa khẩn trương nói, suốt cuộc người nào, hạ thủ ác độc như vậy chấm hỏi ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ cũng vào lúc này, nhanh chóng nâng mặt Đường Khả Hinh, phát hiện mặt của cô càng lúc càng đen, tim của anh bỗng nhiên nhảy lên, tức khắc ngẩng đầu, nhìn về phía Tịnh Kỳ hỏi, đạn còn đang ở trong thân thể cô ấy sao? Vâng, cơ hồ là xuyên qua. chấm than ngoặc kép, Tịnh Kỳ đau lòng nhìn nói với Tô Thủy Kỳ, thiếu chút nữa xuyên qua bả vai của cô ấy, liền dừng ở xương vai. Bác Phúc lúc này tức khắc cầm gói thuốc trong tay đi ra. Nhìn về phía Tô Thủy Kỳ ngưng mặt khẩn trương nói, mau. Chờ cậu đã lâu, lập tức đem viên đạn trên vai cô bé lấy ra, bác sẽ bắt đầu dùng dược giải độc. Tô Thủy Kỳ nghe lời này, tức khắc gật gật đầu, nhanh chóng để mở hòng thuốc, phân phó cô trước nhanh chóng dìu thân thể đường khả hinh, để cô ấy thay y phục, chính mình thì nhanh chóng lấy ra thuốc tê. Không thể gây tê, chấm than ngoặc kép, Hàn Văn Kiệt nhanh chóng nhắc nhở Tô Thủy Kỳ, khẩn trương nói cô ấy ngày kia sẽ phải thi đấu. Một đôi tay quá trọng yếu, nếu như hiện tại gây tê, vô cùng có khả năng tổn thương bắp tay của cô ấy. Dù cho không tổn thương gì, nhất định cần phải có thời gian mới có thể tiêu trừ cảm giác tê buốt này. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh nghe lời này, tức khắc thở dốc, nhìn về phía Tô Thủy Kỳ nhanh chóng nói kia. Vậy không cần gây tê. Không được. Chấm than ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ đau lòng cầm kim gây tê trong tay nhìn về phía đường khả hình khẩn trương kích động nói em biết việc này có bao nhiêu đau không đạn này vô cùng có khả năng là kẹp ở trên xương vai em anh phải ở xương vai của em lấy đạn ra đầu tiên sẽ phải dùng dao giải phẫu rạch thịt của em ra còn muốn lấy ra những thịt vụn nát khả hình không cần cố chấp như vậy được không chấm than ngoặc kép đường khả hình lại thoáng cái cố chấp nắm chặt tay tô thủy kỳ cả người trong nháy mắt kích động rơi lệ kêu lên em mất đi sinh mệnh mất đi lý tưởng như vậy đau không? Em có quá khứ hơn 10 năm khổ sở mất đi phụ thân, như vậy đau không? Có những oan hồn chết đi như vậy đau không? Tiểu vi bị đâm một đao vào giữa bụng chung như vậy có đau không? Còn cả điệp y khả năng thân thể bị nổ tung như vậy đau có không? Em cho anh biết, Tô Thủy Kỳ, em bây giờ căn bản không rảnh bận tâm thân thể của em có bao nhiêu đau. Nếu như sinh mệnh các cô ấy có thể trở về, em có thể thừa thụ được càng nhiều. Em van cầu anh, không muốn còn như vậy, hạ dao đi. Em không muốn gây tê, nếu như anh dám làm như vậy, em sẽ hận anh. Chấm than ngoặc kép, đứa ngốc kia thực sự rất đau a. À. Tô Thủy Kỳ đau lòng tràn đầy lệ nhìn về phía đường khả hình. Em không sợ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cắn chặt răng nhịn đau, mặt sâu ngưng nằm ở trên giường, lại dũng cảm nhanh chóng nói, hạ dao đi. Chấm than ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ lại đau lòng do dự nhìn về phía đường khả hình hãy tôn trọng ý kiến của cô ấy. Mau, bác Phúc nhìn thời gian sắp không còn kịp nữa, tức khắc tay cầm gói thuốc, thúc giục Tô Thủy Kỳ. Tô Thủy Kỳ giờ khắc này, không có cách nào, đành phải ẩn nhẫn biểu tình, chậm chạp buông kim gây tê xuống, đau lòng cầm dao phẫu thuật sắc nhọn, lượng ở dưới ánh đèn, chần chọc sắc bén nhìn nó, nhìn nhìn, hai tròng mắt lặng yên rơi lệ. Cuối cùng nghẹn ngào nói, em thắng, khả hinh, em thắng. Đường khả hinh thống khổ vô lực nằm ở trên giường, hai tròng mắt hơi lóe ra, nước mắt chảy xuống. Anh là một thầy thuốc, Tô Thủy Kỳ nuốt chặt nơi cổ họng, tay cầm cái thanh tiểu đao sắc bén này, lại cảm giác được trái tim kiềm chế trận trận, anh bất đắc dĩ mà đau lòng nói, bọn anh sớm đã đối với một ít bệnh nhân sinh lão bệnh tử, dường như đã tê giải. Thế nhưng lúc này, em thắng, trái tim của anh, thực sự rất đau. Đường khả hình ẩn nhẫn sau đó khả năng muốn đối mặt thống khổ kịch liệt, không muốn nói thêm nữa, chỉ là nghẹn ngào phân phó bắt đầu đi tô thủy kỳ nhìn cô một cái mới chậm chạp đứng trước người cô anh chậm rãi cảm giác được chính mình tàn nhẫn từng chút từng chút rơi đau nhẹ ở điểm mềm mại trên da thịt khả hinh chấm than ngoặc kép nhã tuệ thoáng cái cúi người xuống rơi lệ ôm chặt thân thể của cô nhẹ tay che mặt của cô lại đau lòng nói nếu như một hồi em cảm thấy đau hãy cắn chị đường khả hinh cắn chặt răng tùy ý để lệ chảy xuống lại kiên quyết không lên tiếng. Tô Thủy Kỳ nhìn Khả Hinh một cái, biết thời gian không kịp, liền không có lôi kéo, trước hết để cho y tá vì cô khử trùng vết thương, Hàn Văn Kiệt lại tự chuẩn bị một sao phẫu thuật khác, nhờ mọi người mở đèn đại lên, Tô Thủy Kỳ nhìn tất cả đều đã chuẩn bị xong, liền đành phải thở dốc, cắn chặt răng, trước mang găng tay, tự mình cầm chai nước khử trùng, đau lòng trực tiếp trước hướng miệng vết thương của Đường Khả Hinh nhanh chóng nhỏ xuống, bọt màu trắng tức khắc theo giữa miệng vết thương tác tác tiếng vang, a à, đường khả hình đau đến thân thể giường như bị vỡ ra, bỗng nhiên xoay ga giường, trọng địa co quắp, mồ hôi lạnh trận trận chảy xuống. Lạp lạp cùng tiên nhi thấy kinh hãi khiếp đảm. Tô Thủy Kỳ không nói gì thêm, mà là cầm lên dao phẫu thuật sắc bén, cắn chặt răng theo giữa miệng vết thương trên vai của đường khả hình, đâm thẳng xuống, dao nhỏ trực tiếp nhanh nhẹn cắt vào thịt của cô nơi có viên đạn, thậm chí bắt đầu cắt lọc tới phần thịt bị hoại tử, máu tươi chảy ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, đau đến lối gần như muốn ngất đi, thân thể càng đau hơn, cảm giác tuyệt vọng ngửa mặt co quắp, mồ hôi lạnh trận trận chảy xuống, cô lại vẫn như cú thở dốc rơi lệ, cắn răng chịu đựng, chỉ là liều mạng phát ra một điểm tiếng kêu rên. Khả hình, nhã tuệ rơi lệ nhìn đường khả hình thừa thụ như vậy thống khổ, đau lòng ôm chặt cô bé này mà tái nhợt, khóc lên. Tô Thủy Kỳ hai tròng mắt cũng tràn đầy nước mắt, lại ẩn nhẫn đau lòng, phân phó y tá đưa kéo. Y tá tức khắc kinh hãi khiếp đảm đưa kéo đến. Tô Thủy Kỳ trên chán toát mồ hôi lạnh tiếp nhận kéo, đè nén nội tâm đau như điên, chậm rãi ở miệng vết thương của cô, đau lòng cắn răng do dự một hồi, cuối cùng nhẫn tâm cầm kéo cắt đi bắp thịt bị hoại tử. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình lại cảm thấy một trận đau tê tâm phế liệt, tập kích cả người lại muốn ngất đi, đại não nhanh chóng thiếu dưỡng khí, cô một trận không chịu nổi nặng nề thở dốc, trong nháy mắt chính mình sẽ phải đả đảo cầu xin cô lại quay đầu rơi lệ nặng nề thở dốc hỏi tô thủy kỳ tô thủy kỳ chấm than ngoặc kép ưm um, tô thủy kỳ lại hạ dao xuống lại từ từ cắt tới bắp thịt bị hoại tử vừa cắt vừa rơi lệ đường khả hình sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy xuống lại ở sinh mệnh không thể thừa thụ chi lúc đau nghẹn ngào hỏi anh nói sinh bảo bảo có hay không đau như thế tô thủy kỳ tâm bỗng nhiên tê dần lại vì cô đổi kéo vừa cắt lọc đi thịt ở vết thương bị hoại tử vừa kiềm chế ẩn nhẫn nói có kia đường khả hình mặt lại như hoa đào ở trận trận nước mắt chảy xuống nhìn về phía tô thủy kỳ thật hạnh phúc cười nói kia em khả năng còn muốn lại thừa thụ một đến hai lần thống khổ như thế loại cảm giác này thật hạnh phúc em nghĩ vì trang hạo nhiên sinh bảo bảo sinh con trai giống như anh ấy còn sinh con gái thì giống như em tô thủy kỳ rốt cuộc nhìn thấy viên đạn kia kẹp ở giữa xương bả vai hai tròng mắt lóe ra, anh bất đắc dĩ rơi lệ gật đầu, nghẹn ngào đáp tốt. Cho nên, em hiện tại muốn sớm thừa thụ cảm giác hạnh phúc này. Anh, anh không cần khổ sở. Đường khả hình lại rơi lệ nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, nghẹn ngào nói. Tô Thủy Kỳ nước mắt chảy xuống, nhìn về phía cô nghẹn ngào cười, thừa dịp thời gian nét mặt cô tươi cười như hoa, rốt cuộc hạ dao, trong nháy mắt cắn răng đâm thẳng xuống giữa xương bả vai. Đường khả hình khuôn mặt đang tươi cười, theo trận thật lớn này thống khổ co quắp, cuối cùng hôn mê bất tỉnh, bàn tay giống như sinh mệnh rơi xuống ga giường màu tím sậm. Tô Thủy Kỳ lại vào lúc này, tay vẫn như cũ nắm dao giải phẫu, đau đến nước mắt trận trận chảy xuống, âm thanh nghẹn ngào khàn khàn nói, ngủ đi. Tỉnh ngủ em sẽ cảm thấy, tất cả đều đã qua. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, nhã tuệ lập tức ôm đường Khả Hinh mà tái nhợt, đau lòng khóc giống lên, Nhớ tới cô bé này đêm nay còn như vậy hạnh phúc lãng mạn miêu tả về hoa hồng Provon, còn có thanh âm chúc ngủ ngon, cô lại khóc lên như xé lòng chương 1207, gánh vác. Sáng sớm ngày hôm sau trong phòng chính, một chén trà nóng bị ném xuống mặt đất vang lên những âm thanh của mảnh vỡ thủy tinh. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Đang nằm trên giường, chiếc áo sơ mi trắng che lấp đi vết thương ở sát vai đôi mắt đỏ ngầu sắc bén lóe ra tia hoang mang, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía người ở trước mặt. Từng chữ yếu ớt hỏi cậu, cậu, cậu nói cái gì? Trương Thục Giao cùng tiêu đồng còn có lâm sở nhai đứng ở trước mặt hắn đau lòng nhìn. Do dự một lúc lâu, lãnh mặc hàn mới tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ trầm giọng nói, khả hinh. Về nhà khi vai người bị trọng thương, động tác của bọn họ quá nhanh, chỉ mới mấy giây đã phá hỏng được hệ thống rồi mới xông vào bên tròn nhưng ổ trục kia không phát ra tín hiệu thông báo cho nên bị đánh lén. Tung tích điệp y cũng không có, khả hình thì bị trúng đạn, vì lo lắng ra thịt sẽ bị tê buốt và để lại di chứng nên cô chịu đau để cho Tô Thủy Kỳ đem hai viên đạn đó ra. Cuối cùng cô đau đến ngất đi, từ đêm hôm qua đến giờ là còn hôn mê chưa tỉnh. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, khua, mặt lạnh lẽo thậm chí còn có một sự tức giận, đôi mắt bắt đầu hiện ra tia sát khí lồng ngực đập mạnh thở hổn hển như muốn hủy diệt tất cả hai tay chậm rãi nắm chặt ga giường màu trắng trên mu bàn tay hiện lên gân xanh trong nháy mắt những vết thương bị trúng đạn mở ra máu đỏ tràn ra nhanh chóng nhuộm cả tấm vải màu trắng đại ca tiêu đồng đau lòng đi đến đau lòng xử lý lại vết thương cho hắn trang hạo nhiên cắn chặt răng bực tức đưa tay lên chặn lại đôi mắt hiện ra vẻ đau lòng lẫn tức giận mặc kệ chiếc vai đang đau rát yếu ớt nói, viên đạn hôm qua lấy tròn xương cốt của tôi. Cho nên tôi biết có bao nhiêu là đau đớn. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cảm giác lửa giận còn đau đớn hơn cả vết thương kia. Nhưng vết thương mất nhiều máu làm hắn như dần ngất đi. Chỉ cần hắn run rẩy một chút thì lại nhớ đến đường khả hình chịu những sự đau đớn này. Cả người lập tức muốn đi báo thù, khuôn mặt lại đầy sát khí. Trước tiên là người hình tính chút đã, lãnh mặc hàn hiểu trang hạo nhiên, nhanh chóng kêu to. Tôi không cần bình tĩnh, cậu bình tĩnh là vì cậu không hiểu chuyện này. Hiện tại không có chuyện gì có thể ngăn cản tôi muốn đi trả thù bọn họ. Trang hạo nhiên lại nhớ tới khả hình gặp nhiều đau đớn như vậy. Độ mắt lại nóng lên, khuôn mặt hắn lộ rõ phần sát khí lập tức chịu đựng đau đớn mà lấy chiếc áo màu đen bên kia mặc vào. Hắn muốn đi nhìn khả hình, nặng nề thở dốc bước xuống, lạnh lẽo hỏi đối phương là những ai lãnh mặc hàn cùng mọi người theo hắn đi ra ngoài mới nói người đánh thuê quốc tế đỗ uy cùng khương vĩ hôm qua cùng bọn họ đánh nhau phát hiện bọn họ ai cũ và cao thủ mà lại dùng vũ khí đẳng cấp nhất toàn bộ đều là ở học viện quốc tế khoa học kỹ thuật không hoàn thành mục đích tất nhiên bọn hắn sẽ không bỏ qua nhất định phải lấy được tính mạng của đường khả hình theo dự đoán là trong cuộc thi đấu lần này có che giấu kế hoạch nhưng có điều lại bị phát hiện nên mới nghĩ đến cách này để buộc khả hình dừng thi đấu. Phịch, một tiếng mở cửa lớn. Trang hạo nhiên sắc mặt tái nhợt đi ra ngoài, đôi mắt run run nhớ tới khả hình chịu đựng đau đớn tim của hắn lại dỉ máu. Vừa nhanh chóng đi vào thang máy vừa đem những lời căm hận nói, tôi phải đem toàn bộ những người này chặt thành thịt vụn. Tôi sẽ cho bọn họ chịu đựng đau đớn từng chút từng chút một ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Lãnh mặc hàn và trang hạo nhiên đứng phía sau, nhớ tới bào thai của điệp y, tim của hắn cũng bỗng nhiên tê dần, cả người cũng dâng lên lửa giận, siết chặt bàn tay một lúc lâu rồi nặng nề nói, bất kể như thế nào. Tôi với cậu cùng bọn họ chiến đấu tới cùng. Đúng, nhất định phải chiến đấu tới cùng, sẽ trả lại cho bọn họ đau đớn mà khả hình phải chịu gấp trăm lần. Tôi không tin không trả được mối thù này, Tô Lạc Hành cùng mọi người tức giận nói. Trang hạo nhiên biên nắm chặt tay, những suy nghĩ cứ tới dồn dập vừa nghĩ đến đường khả hình bị đau, tim của hắn lại xé rách. Cửa thang máy chợt mở. Trang hạo nhiên dẫn đầu dẫn mọi người đi ra thang máy. Khuôn bộc lộ biểu tình gấp gáp đi qua không biết bao nhiêu là cây phong cùng những loại đá cội khác nhau. Muốn đi tiếp thì lại nghe đến, một tiếng kêu giận dữ. Hai mắt của hắn nháy một cáu, mặc dù muốn tranh chóng đi về phía trước nhưng vẫn là thở dốc tức giận rồi dừng lại tưởng thiên lỗi lúc này cũng dẫn phó tổng đi qua những cây phong lớn đi tới trước mặt trang hạo nhiên tức giận gọi cậu muốn đi đâu trang hạo nhiên cả người bỗng nhiên run rẩy đôi mắt kiên quyết tức giận xoay người mặt nhìn về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi nóng mắt nhìn về phía trang hạo nhiên hắn chỉ vừa mới biết tin tức đường khả hình Tim của hắn cũng đau đớn cũng tức giận nhưng cuối cùng vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh đến gần Trang Hạo Nhiên sốt ruột nói, Khả Hinh gặp phải chuyện như vậy, tôi hiểu cảm giác của cậu thế nhưng cô ấy ngày mai sẽ phải thi đấu. Còn một bước quan trọng nữa, cậu nhẫn nhịn đi, đại sự là quan trọng, bình tĩnh. Trang Hạo Nhiên cả người bỗng nhiên đau đớn, kem giác được vết thương trên vai của mình đang bóc cháy. Nhìn về phía tưởng thiên lỗi, đôi mắt đầy sát khí, cắn chặt răng đến gần hắn nói tưởng thiên lỗi cậu thật sự có thể hiểu được cảm giác của tôi hay sao? Nếu như tôi hiện tại không bình tĩnh, tôi sẽ không đến nơi này. Tôi sẽ đem tất cả làm hỏng. Có lẽ những người đó đã xem thường bản lĩnh của Trang Hạo Nhiên này rồi. Hiện tại không có gì có thể ngăn cản tôi đi vào nhìn khả Hinh. Một người, phải chịu đựng để lấy viên đạn thì biết bao nhiêu là đau đớn. Cô ấy chỉ là một cô gái đơn giản có rất nhiều mơ ước. Cô ấy cũng chỉ một người bình thường. Tôi muốn vào xem cô ấy một chút. Tôi nhất định phải vào xem, mặc kệ có bao nhiêu trận thi đấu, mặc kệ có trách nhiệm lớn như thế nào tôi chỉ muốn vào xem cô ấy. Tôi biết cô ấy cần tôi, cậu không nên ngăn cản tôi, lần này mặc kệ ai cũng không ngăn cản được, Lạc Hành, đứng ở đây quản, không cho bất cứ ai vào. Hắn nói cho hết lời, tức khắc phẫn nộ đi vào trong. Trang Hạo Nhiên, Tưởng Thiên Lỗi tức giận gọi lớn Trang Hạo Nhiên, thậm chí nhanh chóng đi tới trước mặt hắn sinh khí nói đừng tưởng rằng toàn thế giới này chỉ có một mình cậu lo lắng cô ấy chúng ta đều biết rõ chân tướng cũng rất đau lòng rất thương tâm tôi biết cậu có bản lĩnh này đi vào gian phòng kia mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện nhưng cậu coi tôi là ích kỷ cũng tốt vô tình cũng tốt cậu so với tôi biết còn rõ hơn một người đứng đầu trong các tuyển thủ đối mặt với một trận thi đấu lớn tầm cỡ thế giới như vậy mà chỉ dựa vào lời nói được sao cô là vì mọi người mà nỗ lực đi thi đấu cô ấy còn vì cậu mà nỗ lực đi thi đấu. Cô lúc này mà kẻ có bao nhiêu đau đớn nhất định phải cắn chặt răng mà bước tiếp. Cô ấy hiện tại không cần bất luận kẻ nào. Người mà cô ấy cần chính là bản thân mình vì hiện tại người duy nhất có thể dựa vào chính là bản thân cô ấy. Bởi vì đây một trận thi đấu lớn. Đôi mắt trang hạo nhiên đỏ bừng, khuôn mặt run rẩy, Hai tay nắm chặt kiềm chế tức giận cũng đau lòng. Viết thương lại lần nữa chảy máu, máu tươi dọc theo cánh tay chảy xuống men theo bàn tay từng chút từng chút đi xuống. Tưởng thiên lỗi đau lòng kinh ngạc cúi đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Đôi mắt hắn ngấn lệ bất đắc dĩ nói, tôi biết như mặt hôm qua. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt lên nhìn con người của hắn. Tưởng thiên lỗi cảm giác được thân thể của mình bỗng nhiên run rất nhưng vẫn kiềm chế chậm rãi bắt lấy cánh tay cu ớt Trang Hạo Nhiên. Yếu ớt nói, tôi nói, hiện tại ngàn vạn lần khôn nên manh động. Chúng ta chỉ cần sai một bước là có thể bị đánh bại mặc dù ta biết tình yêu là cao nhất, nhưng ta với ngươi không giống nhau. Đây là trận chi đấu quan trọng mà tất cả chỉ có thể dựa vào khả hình. Chúng ta còn có trách nhiệm của chúng ta, cậu đã quên rồi sao? Trang hạo nhiên nét mặt căng thẳng, nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng bất đắc dĩ nhìn về phía trang hạo nhiên, kiềm chế đau lòng nói, muốn đấu trí so dũng khí mới khó khăn. Mưu sát họ ta sẽ thấy thoải mái, mà cái này căn bản không cần trí tuệ. Bây giờ, Chúng ta nên làm chuyện nam nhân nên làm, hiện tại không nên do dự bằng không chúng ta sẽ chậm trễ. Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, hai tay tức giận nắm chặt mặc kệ dòng máu đỏ tươi đang hướng theo tay mà nhỏ xuống tí tách, rồi giật mình cất bước, trách nhiệm của hắn còn rất nhiều. Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trang Hạo Nhiên đã giảm bớt phần tức giận, thở nhẹ thở dài một cái, vươn tay nắm lấy cánh tay hắn, trầm trọng nói, "Trở về đi." trước hết là xử lý vết thương rồi mới bàn kế hoạch của chúng ta. Còn thiếu một bước nữa, khả hình bị thương, chúng ta sẽ từ từ đòi lại. Trang hạo nhiên cố nén kích động, đôi mắt nặng chịu nghe lời nói của tưởng thiên lỗi lời, cuối cùng cũng kiềm chế sự tức giận cùng đau đớn mà chậm chạp xoay người. Mấy người đang nói cái gì? Lần này thi đấu, khả hình còn phải gánh vác trên người kế hoạch khác. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Bọn họ đồng thời giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy ông Vitus khuôn mặt lạnh lùng lẫn tức giận đứng ở cây phong hạ, phẫn nộ nhìn qua. chương 1208, thuần túy. Edit, Hương Giang. Vitus tiên sinh, mọi người khẩn trương kêu lên. Tưởng thiên lỗi cũng đứng ở một bên, mặt hơi khẩn trương, nhìn về phía Vitus. Vitus lại lạnh mặt, hai tròng mắt thâm thúy hai tròng mắt nhìn chăm chăm học sinh, thở gấp giận dữ, không dám tin vào tay mình. Lại nhanh chóng cất bước, đi tới trước mặt học sinh, biểu tình ẩn nhẫn, vẫn nộ hỏi con nói cho ta biết sự tình vừa rồi có phải sự thật không khả hình cuộc so tài lần này có ẩn tình trang hạo nhiên biết lão sư nhìn mình chằm chằm, hắn hai tròng mắt lóe lên mấy phần do dự biết không thể giấu giếm nữa liền chậm rãi nắm chặt nắm tay để máu nhỏ xuống thua ở trong lòng bàn tay mới chậm mà bất đắc dĩ hướng lão sư thẳng thắn bày tỏ bí mật của hoàn cầu cùng tưởng ra bao gồm những thôn dân chết oan cùng bình rượu thế kỷ nói ra Vitus kinh ngạc cùng đau lòng Nghe chàng Hạo Nhiên thanh âm trầm trọng giao cho tất cả bí mật, còn có đường Khả Hinh lần này dự thi phải nhận trách nhiệm thật lớn, để rồi nhận hết nguy hiểm cùng thống khổ, dẫn đến vai chúng đạn, đau đớn nguy kịch. Ông nghe được trái tim từng đợt đau, trên mặt có quáp thống khổ, lập tức cảm giác được mùi máu tươi tràn đầy cổ họng, ông trong nháy mắt mạnh tay ấn chặt lồng ngực, hai tròng mắt lóe lệ quang, cắn chặt răng kiềm chế, mặt lại bộc lộ thống khổ thần sắc, miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, người ngã xuống. Vitus tiên sinh mọi người nhào tới chỗ thân thể ngã xuống đau lòng kêu lên buổi trưa phòng nghỉ viết dành cho phục vụ rượu xem nhung màu tím nhẹ nhàng rung mùi thuốc phiêu đãng trong không khí thi nữ cùng nhã tuệ và mọi người ở trong phòng khách hơn dặm bận rộn bên trong gian phòng một trận u tĩnh dường như nội bộ không truyền đến một điểm khí tức lạp lạp lại vào lúc này bưng bát thuốc mà phúc bá bảo nấu khẩn trương đi vào gian phòng lại nhìn thấy đường khả hinh sau khi gỡ xuống viên đạn kia vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, dường như vẫn rơi hoa hồn bàn nằm ở trên giường màu tím sậm. Tô Thủy Kỳ nhàn nhạt ngồi ở bên giường, từ đêm qua đến giờ anh đều trầm mặt chờ đợi, thỉnh thoảng nhớ tới đêm qua cô đau đớn nói câu kia, ai nói không có người yêu bên người, không phải anh ở bên cạnh em sao? Nghĩ tới đây anh đột nhiên một trận đau đớn lại cảm động cười, thở dốc, mệt mỏi thay đổi một tư thế ngồi, ghế tựa cách một thanh âm vang lên. Đường Khả Hinh hai mắt khẽ rung mặt tái nhật rốt cuộc nhẹ nhàng rung động, đôi môi trắng bệch, như sắp chết hơi mở ra, chậm rãi. Chậm rãi, đại não của cô nhanh chóng khôi phục một điểm ý thức, hai tròng mắt không mở, tức khắc cảm giác được thân thể chính mình nhẹ bẫng, bị cực hạn đau đớn lẻn quá mỗi căn mạch máu, từng trận đau đớn thâm trầm, vẫn như cũ dường như ác mộng, kích thích được ý thức của mình nhanh chóng khôi phục, lồng ngực rốt cuộc nặng nề thở dốc. Tô Thủy Kỳ nghe thấy tiếng thở dốc kia, hai mắt của anh trong nháy mắt mở, Kinh hỉ nhìn thấy Đường Khả Hinh cuối cùng từ trong hôn mê cùng đau đớn tỉnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm cười, tức khắc hơi cúi thân thể, phủ mặt nhìn về phía cô bé này, đau lòng gọi, "Khả Hinh." "Cô tỉnh rồi." Đường Khả Hinh nằm ở đệm giường mềm mại, nhẹ nháy hai tròng mắt, rốt cuộc nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Tô Thủy Kỳ, cô tức khắc nở một nụ cười tiêu tụy, thanh âm khàn khàn nói, "Tôi có phải hay không sống lại?" Tô Thủy Kỳ nghe lời này, trong lòng tê dần, nhưng vẫn là thật sâu gật đầu, nói, đúng vậy. Cô rất kiên cường. Đường khả hình mặt tái nhợt cười, chậm rãi lắc lắc đầu, nói, không sao. Không đau. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn về phía đường khả hình, hai tròng mắt không khỏi lại ẩm ướt. Đường khả hình nhẹ thở dốc, nhìn thân tình khổ sở của Tô Thủy Kỳ, cô nhẹ thở ra, vươn tay nhẹ nắm tay anh, yếu ớt nói, anh biết không? Tôi vừa nằm mộng mơ thấy lão sư đứng dưới cây phong, rất đau lòng nhìn tôi, lão sư chưa từng nhìn tôi như vậy. Ông ấy vẫn yêu cầu rất nghiêm ngặt đối với tôi, bộ dáng làm tôi muốn khóc. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, Tô Thủy Kỳ hơi giật mình nhiên nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình hai tròng mắt phiếm lệ, nuốt nuốt nơi cổ họng, mạc danh kỳ diệu cảm thụ được bi thương kia, càng lúc càng thống khổ. Cô đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ là bởi vì hôm qua phẫu thuật, xác thực quá đau, Thời gian đau đớn, cô mới bi quan nghĩ vậy. Tô Thủy Kỳ vội vã đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, quan tâm vì cô trước kéo đệm chăn, lại vươn tay, nhẹ gảy tóc trên trán cô, mới mềm giọng nói, cô trước nghỉ ngơi một chút, ghi nhớ kỹ muốn tâm tình yên lặng, ngày mai sẽ phải trận thi đấu lớn. Bất kể là vì mình, hay là vì người yêu của cô, nhất định phải cố lên. Đường Khả Hinh kiên nghị tiêu tùy tươi cười, hai tròng mắt rốt cuộc chiết xạ một điểm quang mang ép buộc chính mình nhẫn xuống thống khổ, mới nhắm mắt lại. Ngoài phòng khách TV tinh thể lỏng truyền đến thanh âm của phóng viên, các vị người xem bằng hữu Hiện tại có một thông tin cực kỳ khẩn cấp, cách trận thi đấu không tới 24 tiếng đồng hồ, mà dám khảo cùng quan chủ khảo quan trọng nhất của cuộc thi, Vitus tiên sinh người Pháp nguyên lão rượu nho vì tâm quản xương tấy, mà được khẩn cấp đưa đi bệnh viện thành phố cấp cứu. Mà cuộc thi phục vụ rượu nho rất có thể vì một giám khảo rời khỏi mà phải điều chỉnh lại lần nữa. Đường khả hình chậm chạp mở hai tròng mắt, nước mắt nóng hổi, theo nỗi khiếp sợ cùng không thể tin được rơi xuống. Tô Thủy Kỳ cũng trong nháy mắt khiếp sợ đứng lên, nhanh chóng đi ra phòng khách, cùng nhã tuệ và mọi người không thể tin được nhìn tin tức thứ nhất tin tức. Đường khả hình thân thể bỗng nhiên đau đớn, sắc mặt của cô tái nhợt, thần sắc run rẩy gập thân lại động tới tay phẫu thuật, cắn chặt răng can, nhanh chóng nhấc lên đệm chăn, đi chân trần xuống giường, đi trên mặt đất băng lãnh, lại bởi vì mất máu quá nhiều, cả người một trận mắt hoa nằm bò ngã trên mặt đất. Khả Hinh, Nhã Tuệ cùng Tô Thủy Kỳ một trận gấp nhào vào đến chỗ đường Khả Hinh, đau lòng kêu. Buông tay ra, không được đỡ tôi, tôi tự mình tới. Đường Khả Hinh thần sắc run rẩy, tùy ý nước mắt chảy xuống, lại bỗng nhiên đứng dậy, muốn hướng bên ngoài loạn choạng xông ra, người cơ hồ kích động chạy gọi, tôi muốn đi tìm lão sư. Tôi muốn đi tìm lão sư. Khả Hinh, Cô yếu như vậy sao đi được a? À? Tô Thủy Kỳ đau lòng đỡ Đường Khả Hinh kêu to. Đường Khả Hinh cả người dường như trở lại cảnh cha vào tù năm ấy đau đến tê tâm liệt phế nói không nên lời. Cô kích động xoay người nhìn về phía Tô Thủy Kỳ khàn khàn rơi lệ kêu lên. Lão sư nhất định đang đợi tôi. Ông ấy nhất định đang đợi tôi. Tôi nhất định phải đi gặp ông ấy. Ông ấy đang đợi tôi. Tôi biết ông ấy đang đợi tôi. Tôi vừa nằm mơ thấy ông ấy, tôi liền biết đã xảy ra chuyện khả hinh tô thủy kỳ đau lòng kêu đường khả hinh tin tôi ông ấy nhất định đang đợi tôi ông ấy có lời muốn nói với tôi tôi biết ông ấy có lời muốn nói với tôi tôi muốn đi gặp lão sư tôi muốn đi gặp lão sư đường khả hinh lại cầm lấy áo tô thủy kỳ khóc cầu tô thủy kỳ nhìn về phía đường khả hinh gần như điên cuồng tim của anh bỗng nhiên tê dần liền đành phải nhanh chóng đỡ thân thể của cô đi ra ngoài xe cứu thương ở trên đường vang báo động thông hành không trở ngại phi như bay về phía trước. Lão sư, Trang Hạo Nhiên thần sắc kích động ngồi ở trong xe cứu thương, phủ thân nắm chặt tay Vitus thoi thóp một hơi, mang mặt nạ oxy, nhìn lão nhân ra mặt bộc lộ kia thần sắc thống khổ, đôi con ngươi lại thật lâu không tình nguyện nhắm lại, thật là thống khổ nặng nháy, trong miệng không ngừng nặng nề thở dốc, phảng phất có lời muốn nói. Hàn Văn Kiệt lại trong nháy mắt này, ngăn cản Trang Hạo Nhiên đẩy ra dưỡng khí khẩu trang, để lão nhân gia dụng ý thức chống một khoảng thời gian, anh lại nhanh nhẹn thông qua trường châm, hướng Vitus thân thể các huyệt vị, trước khẩn cấp dưới đất châm, tạm thời giảm bớt thân thể thống khổ cho ông. Trang hạo nhiên thì khẩn cấp ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Văn Kiệt. Xe cứu thương nhanh chóng theo đường đồng du rộng lớn phóng thẳng vào sân bệnh viện, vô số bác sĩ cùng y tá chạy ra. Cửa xe cứu thương trong nháy mắt mở. Bác sĩ cùng y tá, còn có Hàn Văn Kiệt cùng Trang Hạo Nhiên nhanh chóng giúp đỡ nhân viên y tế, đem thân thể Vitus mang ra khỏi xe cấp cứu, lại nhanh chóng thúc thân thể ông đi vào trong, âm thanh bước chân cùng cấp cứu vang khắp đường đi, đèn phòng cấp cứu chợt sáng lên, toàn bộ bác sĩ giỏi của bệnh viện nhao nhao mặc áo phẫu thuật, đẩy Vitus đến gần phòng bệnh. Một bàn tay run rẩy nắm lấy tay Trang Hạo Nhiên. Nháy mắt trước khi xe chạy vào phòng cấp cứu Trang Hạo Nhiên, đầu tiên là dừng lại, nhìn về phía lão sư đang hôn mê, cố mở hai tròng mắt, tràn đầy đau đớn, dùng hết thân thể ý thức, chậm chạp lắc lắc đầu, dường như không muốn vào phòng phẫu thuật. Lão sư, có chuyện gì phẫu thuật xong lại nói. Trang hạo nhiên đau lòng lại muốn làm thế đẩy Vitus đến phòng phẫu thuật. Vitus lại thống khổ lắc lắc đầu, thân thể run rẩy cố chống lại, lắc lắc đầu. Lão sư, trang hạo nhiên không có cách nào, chỉ phải hơi lấy ra mặt nạ oxy, nghiêng mặt đau lòng nghe. Lão nhân ngài ra có lời gì muốn nói. Vitas vẫn như cũng nhắm hai tròng mắt, dùng tất cả khí lực, chậm rãi mở miệng. "Nhưng, nhưng, Khả Hinh, lão sư, Trang Hạo Nhiên tâm bỗng nhiên một trận đau đớn, nhìn về phía bộ dáng lo lắng của lão nhân gia, hai tròng mắt anh không khỏi đỏ lên, trực tiếp sốt ruột nói, ngài có lời gì muốn nói với Khả Hinh?" Phẫu thuật xong lại nói, "Được không?" Vitas sắc mặt tái nhợt lắc lắc đầu, khóe mắt nhỏ xuống nước mắt, dường như vô luận như thế nào đều phải chờ học sinh đến. Trước đừng bận tâm, viện trưởng rất nhanh khẩn trương nói, lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân có nguy hiểm. Nói cho hết lời, mọi người trong nháy mắt muốn đẩy Vitus vào phòng phẫu thuật. "Lão sư!" một tiếng khóc nhu nhược đột nhiên từ hành lang thật dài vang đến. Mọi người kích động xoay người, cư nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh được Tô Thủy Kỳ cùng Nhã Tuệ nâng, sắc mặt tái nhợt, bị thương rơi lệ nhào tới. "Khả Hinh!" Trang Hạo Nhiên nhìn thấy bộ dáng này của Đường Khả Hinh, tức khắc đau lòng gọi. Lão sư, lão sư, đường khả hình cố nén đau trên vết thương, sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là ẩn nhẫn thống khổ mồ hôi, nặng nuốt nơi cổ họng, hai tròng mắt chảy xuống nước mắt vào tới bên giường Vitus, run rẩy đau lòng nắm tay lão nhân ra tay, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào gọi, lão sư. Con đã tới, con là khả hình, con đã tới. Vitus nhìn thấy học sinh đau lòng chạy tới, ông an ủi gật gật đầu, khóe mắt lại nhỏ xuống nước mắt, run rẩy nắm tay học sinh dường như muốn đem học sinh kéo đến trước mặt đường khả hình thức khác đau lòng phủ phía dưới áp tai vào bên mỗi lão sư nước mắt chảy xuống khóc nói lão sư người có lời gì muốn nói với con vitus nặng nề thở gấp thống khổ dường như có thể cảm giác được học sinh vì cái chân tướng đáng sợ kia mà dốc hết tất cả trả giá tất cả tim của ông bỗng nhiên tê dần cuối cùng thanh âm khàn khàn thâm trầm yếu ớt nói lão lão sư hy vọng con có thể làm cho linh hồn mình thuần túy tham gia thi đấu, mới không uổng công con từng, như vậy thuần túy vì rượu nho, nỗ lực tất cả, đây là nhân sinh của con, duy nhất kiêu ngạo. Đường khả hình nghe lời này, tâm bỗng nhiên tê dần, hai chồng mắt thống khổ nhắm lại, nước mắt lăn xuống đến. Cô một trận thống khổ ấy náy xin lỗi ôm chặt thân thể lão sư, khóc nói, lão sư. Con biết, con biết, con sẽ thuần túy, dụng tâm thi đấu. Người yên tâm, kỳ thực con cho tới bây giờ chưa từng quên người giáo dục. Mặc kệ có hay không cái chân tướng kia, kỳ thực con vẫn luôn yêu, vẫn luôn dụng tâm yêu, con sẽ không để vực sâu chôn giấu chính con. Vitus nghe lời này, rốt cuộc yên tâm nhắm mắt lại, trên mặt kia có quắp cùng thống khổ dường như ở từ từ chậm lại. Mọi người lại bắt đầu nhanh chóng thúc Vitus vào phòng cấp cứu. Lão sư, đường khả hinh lại vội vàng thống khổ cùng bất xá nắm chặt Vitus tay, muốn theo vào phòng phẫu thuật, Trang hạo nhiên lại ôm chặt thân thể đường Khả Hinh, đau lòng nói, Khả Hinh. Lão sư may mắn được cấp cứu đúng lúc, mọi người sẽ chăm sóc cho ông ấy thật tốt. Thân phận em bây giờ không thể ở đây được, sau đây người của hiệp hội phục vụ rượu sẽ đến. Đi nhanh đi, đường Khả Hinh vẫn như cũ đau lòng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, chính ở chỗ này rơi lệ khóc giống. Đi thôi, Tô Thủy Kỳ nhanh chóng đỡ đường Khả Hinh rời khỏi, trong nháy mắt khi cô xoay người vậy mà nghe thấy một tin tức kinh người, Vitus tiên sinh là chúng độc mới dẫn đến bệnh nguy kịch. Cô trong nháy mắt đau lòng thất kinh thốt lên, chúng độc. chương 1209, chờ ngài đã lâu rồi. Hoàng hôn, 7 giờ. Bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu tụ tập vô số nhóm người, bao gồm đoàn người của Hiệp hội Rượu Đỏ đang rất quan tâm đến bệnh tình Vitus tiên sinh. Tưởng thiên lối cùng trang hạo nhiên cũng vô cùng sốt ruột, lo lắng chờ đợi ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, về phía phóng viên truyền thông thì đã bị vệ sĩ trực tiếp sách ra bên ngoài khu vực phòng bệnh rồi, bọn họ đang nhốn nháo muốn nhanh nhất lấy được thông tin quan trọng từ bên trong đây mà. Mọi người đều biết, Vitas là một vị nguyên lão cực kỳ có tiếng tăm trong giới rượu đỏ. Ông cũng là vị giám khảo cùng quan chủ khảo quan trọng trong trận thi đấu phục vụ rượu mang tầm quốc tế như thế này. Bây giờ ông ấy bị bệnh, liệu có thể ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc thi đấu hay không, thì cho đến bây giờ, phía ban tổ chức thi đấu vẫn không có công bố câu trả lời. Việc thi đấu tiếp theo như rơi vào trong sương mù vậy. Mà nay tuyển thủ có khả năng nhất là đường khả hình, lại là học trò xuất sắc nhất của Vitus, không biết rồi sự việc này có ảnh hưởng không tốt đến khả năng phát huy của cô trong trận thi đấu hay không. Vài vị phóng viên to gan, ôm máy ảnh đi về phía hành lang bệnh viện, nhìn về phía phu nhân dốc cùng đoàn người trong hiệp hội rượu đỏ, nói, xin lỗi các vị, tôi biết lúc này đưa ra câu hỏi là không đúng, nhưng tôi rất tò mò một vấn đề. Nghe nói là trước trận thi đấu lớn, dù có bất cứ chuyện gì thì các tuyển thủ cũng không được gặp quan chủ khảo cùng giám khảo. Thế nhưng, có người đã từng tận mắt thấy tuyển thủ đường khả hình đi vào bệnh viện, cũng đã có một thời gian ngắn gặp mặt Vitus tiên sinh. Không biết việc này có được tính là trái với quy tắc của trận thi đấu hay không? Tất cả thành viên của Hiệp hội Rượu Đỏ, bao gồm cả phu nhân dốc nghiêm mặt nhìn về phía vị phóng viên kia, kinh ngạc hỏi cái gì? tuyển thủ đường khả hình từng xuất hiện ở bệnh viện. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi im lặng đứng ở một bên, ánh mắt chợt lóe. Bên phía chúng tôi đã từng có phóng viên đi qua đây, xác thực là có nghe thấy được tin đồn này. Nhưng chúng tôi cũng không có chứng kiến qua, nếu như các ngài yêu cầu bằng chứng, có lẽ cần xem lại hệ thống camera giám sát. Vị phóng viên kia tiếp tục cầm máy ảnh, nhìn về phía phu nhân dốc nói. Phu nhân dốc mặc dù thương yêu đường khả hình, Thế nhưng được tôi luyện dưới những luật lệ hà khắc trong giới rượu nho, bọn họ mỗi người đều vô cùng tuân thủ nguyên tắc. Bất cứ ai cũng không thể khiêu chiến với quy tắc này, nhất là trong trận chung kết, Vitus tiên sinh lại là người đưa ra đề thi. Nếu như Vitus trong lúc ốm đau mà để phong phanh bất cứ tin tức gì, điều này cũng sẽ dẫn đến sự thất bại của cuộc thi đấu phục vụ rượu lớn thế giới này. David ngưng mặt suy tư một hồi, mới phân phó cho Hách Lệ nói, "Hách Lệ, phiền cô lập tức trở lại khách sạn." điều tra một chút lịch trình của tuyển thủ đường khả hình đêm nay rồi báo cáo cho tôi một chữ cũng không được bỏ sót thậm chí việc cô ấy đã hẹn gặp người nào lúc nào thì rời khỏi phòng nghỉ ngơi đều báo cáo cho tôi tất cả vâng hách lệ lên tiếng trả lời sau đó nhàn nhạt xoay người dẫn ba nhân viên phục vụ nhanh chóng ra khỏi bệnh viện tổng giám đốc tưởng david xoay người cất bước đi về phía tưởng thiên lỗi trầm mặt nghiêm túc nói xin ngài giúp tôi quan sát cẩn thận những người đã đưa Vitus tiên sinh hôm nay vào viện. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, hai chồng mắt anh chợt lóe, trong nháy mắt nhìn về phía David, mặc dù muốn cự tuyệt, lại biết cự tuyệt không được, chỉ nhàn nhạt cười nói, đều nói Trung Quốc là đất nước của lễ nghi, mặc dù đối với quốc tế hành vi của chúng tôi, có khen có chê, thế nhưng xác thực giờ khắc này. Chúng tôi thực sự làm không được, lúc sinh mệnh của một người đang bị đe dọa, đi chất vấn tất cả. David thật sâu nhìn về phía tưởng thiên lỗi, mặc dù cũng hiểu được cảm giác này, nhưng vẫn đành phải bất đắc dĩ cố chấp. Một thông đạo dài mà tối khác. Lãnh mặc hàn cùng đám người phương di, mặt lộ vẻ ngưng động, nhanh chóng từ phía trước mở đường, đường khả hình cùng đi với Đỗ Uy và Khương Vĩ, sắc mặt tái nhợt, hơi chút tiểu tụy cùng loạn choạng đi về phía trước, nhớ tới vừa rồi từ trong miệng Tô Thủy Kỳ, biết được một chân tướng, thầy thật là chúng độc dẫn đến biến chứng khối u, ông lão ấy bị chúng độc, là một loại chất độc được chế ra từ loài muỗi độc nơi rừng rậm nhiệt đới, nó không màu không mùi, nhưng chỉ cần độc của nó đâm vào một bộ phận trên cơ thể. Bộ phận đó sẽ hội tụ rất nhiều những loài sâu bọ, đã từng có người châu Phi bị muỗi độc trích bị thương, tứ chi bị liệt đến mức cưa dụng, mới bảo toàn mạng sống. May mắn Vitus lúc chúng độc là đàn vi khuẩn đã bị biến đổi, hiện tại chỉ cần cắt bỏ khối u xương chướng là tạm thời giảm bớt đau đớn, sau đó 12 giờ, sắp xếp đến bệnh viện mới có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u đợt thứ hai. Phương Di vừa cùng Đường Khả Hinh đi về phía trước, vừa nhận điện thoại bí mật đến từ Đông Anh. Cô tức khắc xoay người, nhìn Đường Khả Hinh nói: Đường tiểu thư, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi, bởi vì việc cô đến bệnh viện bị dò dĩ tin đồn. Hiện nay thư ký trưởng hiệp hội rượu nho đang muốn quay về khách sạn tìm cô. Đường Khả Hinh khoác áo choàng màu đen, hơi giật mình đẫm lệ ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Đi phương di không nói hai lời lại đỡ đường khả hinh đi về phía trước nhã tuệ đã ở bên ngoài xe chờ đang lúc bọn họ đi ra khỏi cửa sau bệnh viện không hiểu sao nghe thấy tin tức người chủ trì bên kia phòng bệnh truyền đến giọng điệu có phần khẩn trương cùng kích động nói ngày mai sẽ là ngày quan trọng trong việc tuyển cử quan chức toàn quốc vô số người hai giới chính thương đều thập phần quan tâm việc này bởi vì thời khắc ngày mai sẽ quyết định rất nhiều chuyện tương lai thậm chí có vài người vài tập đoàn sẽ một lần nữa được tẩy trừ Đường khả hình dừng bên cạnh cửa xe, hai tròng mắt lóe lên, biết tối nay vô số người trong bóng tối muốn tính mạng của mình, thậm chí nghĩ thông suốt sự việc thầy bị độc phát tác muốn ngăn cản chính mình tiến hành thi đấu. Nội tâm cô sau một hồi ẩn nhẫn, rốt cuộc vẫn quyết định nhanh chóng lên xe, trước chạy về khách sạn. Lãnh mặc hàn, Phương Di, Đỗ Huy cùng Khương Vĩ tức khắc theo cô lên xe, phân phó tài xế chạy theo con đường bí mật rời đi. Phía trước bệnh viện, Hách Lệ cũng nhanh chóng cất bước, ngồi lên xe của mình, ngẩng đầu lên, nhìn về phía tài xế nói, đến khách sạn Á Châu. Nhanh lên, tài xế tức khắc đạp số, chiếc xe con màu đen nhanh chóng lao đi. Một chiếc SUV cũng rất nhanh, cơ hồ cùng chiếc xe con màu đen kia lủi đi, hướng khách sạn Á Châu nhanh chóng chạy tới, Phương Di ngồi cạnh cửa sổ, trong khoảnh khắc rút ra súng lục trên đùi, nạp đạn, trượt lên xuống, nhờ mắt thấy còn vài viên đạn màu vàng ròng, bá một tiếng, cô cài súng lục, ngưng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lãnh mặc hàn ngồi trên một chiếc xe khác, mở ra phần mềm thế giới lộng lẫy của Tô Lạc Hoành, sáng lên 32 màn ảnh xung quanh xe đường Khả Hinh, Mỹ Linh cùng Thanh Bình theo thói quen thường ngày. Bắt đầu lắp ráp súng trường. Các cô làm gì vậy? Lãnh mặc hàn vừa nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía màn ảnh nhỏ, vừa hỏi. Chuẩn bị súng A, Mỹ Linh cùng Thanh Bình nhìn về phía lãnh mặc hàn nhanh chóng nói, một hồi, chuyện lớn gì xảy ra đều chưa xác định được. Ngày mai không phải tuyển cử sao? hôm nay hẳn là ai cũng không muốn đường tiểu thư sống sót. Lãnh mặc hàn trầm mặt quan sát từng hình ảnh giữa màn ảnh, thỉnh thoảng vươn tay, nhẹ chạm vào kia màn hình, thay đổi hình ảnh, mới nhàn nhạt, nhạt nói, bọn họ nếu như muốn ra tay, các cô cho dù có 200 khẩu súng trường cũng không đối phó được. Chúng ta hôm nay cũng không có thời gian trời đùa cùng bọn họ. Mỹ Linh cùng Thanh Bình hơi ngạc nhiên nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn không lên tiếng, mặt bộc lộ vẻ nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía hình ảnh ồn ào náo động xe cộ qua lại kia, còn có hoạt động của đoàn người, hai tròng mắt nhẹ lóe ra, lặng yên tính kế. Chiếc SUV thuận lợi lao nhanh trên đường phố náo nhiệt không chút trở ngại, Phương Di thậm chí từ trong túi rút kẹo cao su ra, mở giấy, tay cầm niết kẹo cao su, chậm rãi đưa cho đường khả hình cùng nhã tuệ, hỏi có ăn kẹo cao su không? Đường khả hình cùng nhã tuệ ngồi trong bóng đêm, cúi xuống phía dưới, nhìn kẹo cao su từ tay Phương Di đưa tới, có lẽ làm khối ngành nghề về ẩm thực đã lâu, nhìn tay cô sạch sẽ, cầm viên kẹo kia, cũng không khỏi nhàn nhạt lắc lắc đầu, hai người cũng thực sự không có tâm trạng ăn thứ gì. Phương Di hơi lưu chuyển hai tròng mắt, nhìn các cô không muốn, liền một mình đem kẹo cao su bỏ vào bên trong đôi môi khêu gợi nhẹ nhai, vừa nhai vừa nhìn thoáng qua tình hình ngoài cửa sổ. Đường khả hình cùng nhã tuệ nhìn thấy thái độ của cô như vậy, mặt bộc lộ sự nặng nề, không nói thêm gì nữa. Phương Di tựa vào cửa sổ xe, thậm chí cảm thấy bên trong buồng xe có chút một ngạt, liền đưa tay gạt cửa xe xuống, đón gió cuối thu, dường như thập phần hưởng thụ chút xe lạnh ấy, mỉm cười thở dốc, vừa nhai kẹo cao su, vừa hơi nghiêng mặt, hình như trong lúc lơ đãng nhìn thấy xe của Hách Lệ cách mình 10 thước bên ngoài, mặt cô lộ vẻ nhàn nhạt, như tự hỏi một hồi, mới trong chốc lát đem kẹo cao su trong miệng, sau đó làm bộ ném. Ầm, một trận tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến. Cả tuyến đường giao thồn, theo trận nổ kia vang lên mà trở nên bị chắn ngang, tiếng kèn trận trận vang lên. Đường khả hình cùng nhã tuệ lại hơi khẩn trương cùng khiếp sợ nhìn về phía phương di, nhã tuệ thậm chí hiện ra vài phần kiềm chế cùng không thể tin nổi hỏi cô. Cô, cô mới vừa rồi là không phải đem kẹo cao su nhổ ra, ném ra. Vậy, vậy, đúng, đó là bom, bên trong có bom như hình hạt gạo, nhai đến 15 phút, liền sẽ tự động nổ tung. Nhai mạnh một chút cũng sẽ nổ. Phương Di lại tỏ vẻ nhàn nhạt, nhìn về phía đường khả hình cùng nhã tuệ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nhã tuệ sợ đến nói không nên lời, đường khả hình hai tròng mắt cũng cứng lại nhìn Phương Di. Lãnh mặc hàn lại bộc lộ vẻ yên lặng, nhàn nhạt ngồi bên ghế bên cạnh tài xế, cũng cảm giác thùng xe có chút một ngạt, liền phân phó, mở cửa sổ, thở một chút. Mỹ Linh cùng Thanh Bình lập tức mở to mắt, dường như muốn khóc, nói đây là muốn biểu diễn mất mạng sao mở cửa sổ, Lãnh Mặc Hàn lại nhàn nhạt phân phó, tại thời khắc này, cầm lên điện thoại di động của mình, vừa chậm rãi bấm một mã số xa lạ, nghe tiếng chuông vang lên hồi thứ hai, tức khắc đẹp trai đưa điện thoại di động tung lên không chung, chiếc di động kia theo tiếng chuông vang lên thứ ba, phịch một tiếng, di động ở giữa bầu trời đêm, bỗng nhiên nổ tung lên, mà 12 chiếc xe kề sát xe đường khả hình, cũng đồng thời liên hoàn vang lên tiếng nổ mạnh. A, à, nhã tuệ bị tiếng nổ lớn này làm cho chấn động sợ đến mức ôm chặt người đường khả hinh cúi xuống, thét chói tai. Đỗ Huy cùng Khương Vĩ trong nháy mắt cầm súng trường trong tay, hướng về phía bầu trời bỗng nhiên bắn ra, chỉ thấy một trận khói lửa như lựu đạn, hướng về bầu trời kinh ngạc khuếch tán ra, người cản đường ta. Chết! Tất cả hành động trong bóng đêm đột nhiên dừng lại. Chiếc SUV ngay trong phút chốc này, lại đạp mạnh chân ga, lùi qua con đường ồn ào náo động, dũng mãnh phóng nhanh như bay, xông qua cây cầu lớn ven biển, Tòa nhà khách sạn Á Châu Huy Hoàng kia cứ như vậy lấp lánh ở trên thế giới này, ba đường ánh đèn laser mút trời, bắt đầu thay thế tuần sát toàn thành, Phương Di mắt thấy xe hách lệ, dưới tình huống ngăn cách bởi giao thông, cứ như vậy thẳng đường chạy về phía đại sảnh khách sạn Á Châu, cô thậm chí lúc xe dần dừng lại, mỉm cười đi xuống xe. Đường khả hình cùng Nhã Tuệ nhìn đến giờ phút này, cũng không khỏi một trận khẩn trương. Đi đường nhà kho, Phương Di mắt thấy hách lệ đã biến mất ở trước thảm đỏ khách sạn. Dự đoán cô đang đi về phía tòa nhà, liền để cho xe chạy về phía nhà kho đối diện. Tài xế lên tiếng trả lời gật đầu, lại đạp mạnh chân ga, để chiếc SUV xông vào con đường lớn chuyên dùng cho xe vận tải của khách sạn Á Châu, sau khi đưa ra giấy tờ có hiệu lực, lại nhanh chóng chạy về phía cửa lớn nhà kho. Nhà hát thủy tinh vì ban ngày tổ chức thi đấu lớn, tối nay đèn đuốc vẫn sáng trưng như vậy, xe thắng gấp trước nhà kho, Phương Di cùng tài xế tức khắc xuống xe ẩn nấp nhã tuệ nhanh chóng đỡ đường khả hình đi xuống khỏi chiếc SUV, đầu tiên là chỉnh sửa y phục cùng áo choàng đen của cô. Liền vội vàng đỡ cô đang tiều tụy mệt mỏi, nhanh chóng đi về phía tòa nhà. Đường khả hình tiểu thư, ngài đang làm gì? Một thanh âm, mang theo sự uy nghiêm, nhàn nhạt truyền đến. Nhã tuệ cùng đường khả hình tim bỗng đập rộn, sắc mặt đồng thời có vẻ tái nhợt, nghe này thanh âm quen thuộc, các cô chậm rãi. Chậm rãi xoay người, sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy xuống nhìn về phía người đi tới. Quả nhiên, hách lệ đứng trước mặt hai người, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc nhưng cũng tươi cười tôn kính, nhìn về phía hai người, thập phần ngọt ngào ôn nhu hỏi đường khả hình tiểu thư. Đã trễ thế này, ngài muốn đi nơi nào? Hay là, vừa mới trở về? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Nhã tuệ cùng đường khả hình khẩn trương nhìn về phía cô, lập tức nuốt nơi cổ họng khô cạt, không biết nên đáp lại thế nào. Hách lệ lẳng lặng đứng trước mặt hai người, hai tròng mắt cuối cùng có chút sắc bén lóe ra, mới chịu cất bước. Đường tiểu thư, ngài nói đi toilet, tại sao lại lâu như thế? Một thanh âm ngọt ngào, mỉm cười truyền đến. Đường khả hình cùng nhã tuệ hơi giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía người đi tới. Hách lệ cũng vào lúc này, mặt bộc lộ vẻ nghi hoặc, xoay người, nhìn về phía cô gái mặc chế phục màu lam đậm trước mặt, trông thập phần thanh lệ thoát tục. Tịnh kỳ mặt bộc lộ nụ cười ngọt ngào động lòng người, nhìn về phía đường khả hinh, hơi dương tay, nghênh về phía nhân vật hiển hách nhất kia, mềm giọng nói thủ tướng đã chờ ngài rất lâu. Vừa trò chuyện trà đạo, vẫn chưa xong đâu. Đường khả hinh mặt lại bộc lộ vẻ quái dị, trái tim phịch một tiếng vang, không thể tin nổi ngẩng đầu, cư nhiên thực sự nhìn thấy thủ tướng, quả nhiên đứng trước mặt cỏ nhà hát, trên mặt bộc lộ vẻ cơ trí, thật sâu rừng ở nhà hát, thân ảnh vĩ ngạn kia khiến bất luận kẻ nào cũng không dám nhìn thẳng xung quanh vô số đặc công cùng máy bay trực thăng bảo vệ trên bầu trời chặt chẽ thủ hộ, lại hết sức uy nghiêm, chương 1210, xuân về hoa nở. Buổi tối gió nhẹ thổi, ánh đèn từ các khách sạn phát ra ôn nhu mà lãng mạn chiếu xuống sân cỏ xanh xanh. Tối nay Thúy Trúc Hiên diễn tập, phòng chỉ nhu, chỉ thấy người thiếu nữ mặc sườn xám màu trắng tóc búi sơ yêu nhã ngồi hai bên giá theo, khuôn mặt cổ điển tươi cười ngọt ngào, ngón tay ngọc thon dài cẩn thận tỉ mỉ châm từng mũi dứt khoát rút nhanh sợi chỉ màu hồng phấn đâm vào khung thiêu tạo thành bức mẫu đơn đồ cùng lúc bên cạnh là bàn trà cổ trăm năm trà hương quân sơn ngân châm xa xưa phiêu lãng quanh quẩn quanh đình hồ nam trà này xuất xứ từ thời nhà đường nổi tiếng đến hậu thế lúc văn thành công chúa xuất giá liền lựa chọn mang theo quân sơn ngân châm nhưng thường bị mọi người hiểu lầm thành bạch hào ngân châm thật ra mầm quân sơn trà thường dài nhọn càng hiện ra vẻ đẹp vàng ngọc một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Đường khả hình mặc quần áo thể thao màu trắng khoác áo ngoài màu đen che khuất quần áo nhuốm máu vì phẫu thuật, sắc mặt tái nhợt, bước chân vô lực đi trên mặt cỏ mềm mại tiểu tụy nghi hoặc đi về phía thủ tướng, vẫn như cũ không dám tin ông sẽ tới đây vào lúc này. Thủ tướng vẫn như cú khuôn mặt trầm ngưng hít mắt nhìn thiếu nữ trước mặt khí định thần nhàn bộc lộ yêu nhã vẻ xinh đẹp theo bức mẫu đơn đồ. Khi ông nghe thấy tiếng bước chân mềm mại vô lực truyền đến, đôi mắt ông hơi động chậm như thái sơn xoay người dưới ánh đèn nhu hòa của buổi đêm nhìn thấy đường khả hình sắc mặt tiều tụy đôi mắt tràn đầy nước mắt thân thể mềm mại đứng trong gió rét dù cho vẫn luôn chăm chú nhìn kỹ chính mình nhưng vẫn không dám tin tưởng vào thời khắc hiện tại lão nhân ra ông thật sâu nhìn về phía đứa bé này có lẽ hiểu được suy nghĩ của cô nên nở một nụ cười từ ái chậm rãi vươn tay về phía cô đường khả hình tim đập nhanh và mạnh đứng trên cỏ ẩm ướt nhìn tay thủ tướng vươn ra dừng lại trong bóng đêm thủ tướng nhìn đường khả hình lại nở nụ cười ấm ấp cổ vũ. Đôi mắt đường khả hình lại tràn đầy nước mắt nhìn về phía đôi tay rừng giữa không chung. Sau khi do dự mấy lần rốt cuộc kích động chậm rãi vươn ra bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo mà run rẩy vì thương tổn của mình. Khi bàn tay nhỏ bé của cô đặt trong lòng bàn tay ấm ấp kia trong lòng cô như có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua, cái loại cảm giác an toàn đó dường như đã đánh mất ngàn năm nay lại trở về. Cô không khỏi ngẩng đầu cảm ơn nhìn về phía thủ tướng thủ tướng cười từ ái thu hồi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bao lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô bé này coi như con cháu dắt cô đi về phía trước. Đường khả hình cũng không khỏi cất bước đi về phía trước theo thủ tướng. Thủ tướng thong thả dắt đường khả hình bước trên bãi cỏ mềm mại đi về phía trước không mục đích vừa đi vừa nhàn nhạt hỏi, khả hình luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện có hiểu biết gì về ngũ sơn trà của nước ta hay không. Đường khả hình hơi cúi đầu cố gắng chịu đựng thân thể đang dần cảm thấy đau đớn, Tiêu tụy Nhi hoặc tự hỏi rồi mới mềm giọng đáp, đàn tế ngũ sơn trà là biểu tượng ngũ sơn trà trong lòng mọi người, là tượng trưng cho nghiệp ngũ sơn trà, có thể hứng lấy năng lượng của trời, hấp thu năng lượng của đất, tập trung linh khí của thiên địa. Nó tập hợp linh khí của năm ngọn núi, tinh hoa của năm con sông dùng để tế điển tiên hiền cúng tế những người tài đã khuất an ủi chúng sinh. Thủ tướng nghe lời này hài lòng gật gật đầu, mỉm cười nói, đàn tế đúng là tín ngưỡng, nó muốn hứng lấy năng lượng của trời hấp thu năng lượng của đất, như vậy. Phải như thế nào mới có thể hứng lấy năng lượng của trời, hấp thu năng lượng của đất? Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường khả hình chậm rãi tự hỏi vấn đề này. Thủ tướng từ từ quay mặt sang, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn cô bé này. Sau khi trải qua biến cô đêm qua và hôm nay, đôi mắt vốn rõ ràng kia lúc này trở nên đờ đẫn vô lực, trên mặt dần hiện ra sự bất đắc dĩ và mỏi mệt đối với cuộc sống đen tối này. Ông trầm ngưng nửa khắc nhưng vẫn mỉm cười rắt khả hình bước trên bãi có đi đến trước bàn trà cổ kia nhìn nghệ nhân pha trà bắt đầu dùng cổ pháp pha trà. Ông cuối cùng mới chậm rãi nói, nhân tâm có thể rộng lớn vô biên nhưng muốn theo đuổi một loại mộng tưởng đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ thì nhất định phải trải qua vô số khảo nghiệm xác định bản thân sẽ phải đối mặt với cuộc sống biến thiên và đau đớn vẫn có thể bình tĩnh mà ung dung, lúc này mới gọi là đạt được tu vi, trước thành tựu tu vi sau mới có thể luyện thành, vòng chỉ nhu. Gấm dệt vạn tú giang sơn Đường Khả Hinh nghe lời này trong lòng đột nhiên chảy xuôi một dòng nước ấm, ngẩng đầu đôi mắt ngập nước cấp thiết nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng nhàn nhạt nhìn về phía nghệ nhân pha trà vươn ngón tay ngọc thon dài cầm lên kẹp trà, chậm mà có tiết tấu kẹp lên lá trà non, quân sơn ngân châm, bày bỏ vào trong chén trà thủy tinh trong suốt, trước dùng nước sôi 70 độ đổ đầy một phần hai chén trà, đợi lá trà nóng lên mới chậm rãi đổ thêm 8 phần nước sôi. Lá trà quân sơn cuối cùng chậm như măng mọc mùa xuân nổi lên trên mặt chén, thủ tướng lại mỉm cười nhìn về phía đường khả hinh, hơi giơ tay hướng quân sơn ngân châm, từ tốn mà hữu lực nói, cháu nhìn xem trà vừa được thêm nước liền tạo thành quân sơn ngân châm, như lưỡi ngậm châu ngọc, nhẹ đong đưa hạ xuống rồi lại nổi lên trên mặt nước nhưng nó vừa mới bốc lên lại thong thả rơi xuống, cứ như vậy. Trải qua chợt thăng chợt trầm sau ba nổi ba chìm mới rốt cuộc như đau thương san sát, như măng mọc mùa xuân trầm dựng thẳng dưới đáy chén hình thành đống lá xanh mướt trùng điệp. Khả hinh ngay cả lá trà không có sự sống cũng phải trải qua ba chìm ba nổi mới có thể tạo thành giá trị huống chi là mộng tưởng, chân ái và tín ngưỡng mà cháu theo đuổi. Đường Khả Hinh sinh mệnh dường như mới vừa được thức tỉnh, đôi mắt trong nháy mắt lóe sáng kinh ngạc nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng chậm chạp nhìn về phía Đường Khả Hinh lại nở nụ cười từng chút phá giải huyền cơ trong lá trà sâu kín nói, "Tất cả bất quá chính là đạo lý nhẹ nổi, nặng chìm, cháu nếu muốn hoàn thành mộng tưởng đạt được thành tựu nhất định phải chịu đựng vượt qua tất cả khảo nghiệm chúng ta tự nhiên vô pháp ngăn cản thế gian gây đau khổ cho chúng ta nhưng chúng ta có thể quyết định thân thể mình đau như thế nào đau bao nhiêu tình cảm bản thân có bao nhiêu sâu nặng đường khả hình kích động nhìn về phía thủ tướng thủ tướng sâu xa nhìn về phía đường khả hình lại mỉm cười nói khả hình quả thật đúng là một hài tử ham học hỏi có mộng tưởng phi thường rộng lớn hiểu rõ giá trị sinh mệnh và ý nghĩa thời gian làm người khác phi thường thưởng thức chỉ là muốn thực hiện những lời mình đã nói nhất định phải kiên nghị dùng hành động chứng minh. Cháu ngày mai sẽ đi vào cung điện chân chính của Mộng tưởng ông muốn nói cho cháu một câu, trà chỉ có thể phẩm mới có thể hiểu được thuần hương. Người phải trải qua đau thương mới có thể hiểu được tình cảm chính mình có bao nhiêu sâu nặng. Cháu nếu muốn đạt thành Mộng tưởng thì phải kính dân chính mình, vậy nếu cháu chỉ có một mảnh lá cây cháu có thể vì mọi người phủ xanh rừng rậm. Nếu như cho cháu một giọt nước cháu có thể tạo ra nguồn suối hồi báo thế giới. Nếu như cho cháu một mảnh lá đỏ cháu có thể hay không để trời thu lạnh lẽo trở nên ấm áp, tràn ngập hy vọng. Nếu như vận mệnh cho cháu bốn mùa cháu có thể làm cho thế gian xuân về hoa nở. Đường Khả Hinh sinh mệnh trong nháy mắt phấn chấn nhìn về phía thủ tướng. Thủ tướng nhìn về phía Đường Khả hình thần sắc kích động cùng kiên nghị, ông cuối cùng mới từ từ bộc lộ tiểu ý, hiện tại cháu còn đau không? Đường Khả Hinh nước mắt chảy xuống lại thật cảm kích nhìn về phía thủ tướng lắc đầu nghẹn ngào cười đáp, không đau. Vẫn còn yêu chứ, thủ tướng lại mỉm cười hỏi. Rất yêu rất yêu, đường khả hình hơi cao giọng nhìn về phía thủ tướng, cười rộ lên nói. Còn mệt mỏi không, thủ tướng hỏi lại. Không mệt, lúc này, cảm ơn thế giới, đường khả hình lại cười rộ lên, cảm kích nghẹn ngào nói. Thủ tướng nhìn về phía đường khả hình, cuối cùng hài lòng gật đầu vươn tay nhẹ nắm bả vai bị thương của cô tự ái cười nói, ông hy vọng vô luận sinh mệnh khả hình tiếp thu biến thiên thế nào đều phải khắc sâu nhớ kỹ đêm qua cháu trải qua đau đớn là thời khắc chân quý nhất trong sinh mệnh của cháu thành tiểu xuân về hoa nở. Cảm tạ cháu đã kiên trì vì mọi người, chúc cháu thi đấu ngày mai thật thành công, mang theo tình yêu, dũng cảm đi về phía trước. Đường khả hình ngẩng đầu nhìn về phía thủ tướng gương mặt nhợt nhạt cười rộ lên thật sâu gật gật đầu. Lúc này khắp thế giới gió thu thổi khoán khoái nhẹ nhàng thấu hiểu lòng người, những thứ ấy đều thuộc về thế giới xuân về hoa nở, mọi người đều hiểu rõ nếu muốn đón được tiên nắng ban mai thì phải phá tan điểm trọng yếu của thế giới đen tối. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm dừng trước khách sạn cách đó không xa lóe lên một loại quang mang tôn quý. Trang hạo nhiên mặc âu phục trang áo sơ mi màu lam nhạt, hoa cải áo màu màu lam đậm mang theo khí phách, khí tức tôn quý mạnh mẽ phát ra. Trong tay anh nắm một thứ mang từ Anh Quốc về nhìn qua giống như một mai tiền xu, mặt bộc lộ thần tình kiên quyết ngưng trọng, đôi mắt thâm thúy mang theo vài phần thắm thiết chờ đợi nhìn về phía đoàn người ra vào khách sạn. Suốt cuộc tiêu đồng ngồi cạnh trang hạo nhiên chậm rãi để điện thoại di động xuống, có chút khẩn trương xoay người nhìn anh sâu kín nói tổng tài. Khả hinh đã an toàn, hiện đang ở cùng thủ tướng. Trang hạo nhiên thần sắc sâu lãnh nghe lời này đôi mắt chợt lóe gật đầu nói, được. Bắt đầu đi. Tiêu đồng lại đau lòng nhìn về phía trang hạo nhiên. Bắt đầu, trang hạo nhiên trầm giọng phân phó, gió đêm tối tăm chợt nhanh chóng đảo qua. Tại tầng cao nhất của khách sạn có một bóng dáng màu tím sậm tay nâng súng trường, ánh mắt cô híp lại, nhắm ngay thân ảnh bên cửa sổ xe Rolls Royce cả người tạo thành một đường thẳng, tiếp nhận mệnh lệnh lập tức ngón tay động đưa vào vị trí cò súng, đầu tiên có chút do so dự sau đó rốt cuộc khuôn mặt trở nên quỷ mị bỗng nhiên bóp cò. Đoang, một trận tiếng vang rung trời đập tan toàn bộ thế giới đen tối đồng thời dường như cũng đã đánh thức ngôi sao băng đến từ thế giới khác kia chạy ngang qua mang theo tia nắng ban mai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1210.